Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, Hoàng Hy Bình. Tập 15. Độc Cô Tuyết chỉ có một mình ở trong phòng. Thường thì Diệu Duyên vốn ở chung trong căn phòng này, nhưng lúc tối Vạn Diệu đã cho gọi Diệu Duyên, và có thể nàng ta sẽ không quay lại ngủ cùng nàng. Nàng dẫu có làm cách gì cũng không thể ngủ được. Hôm nay tới Đại Địa Minh gặp lại Đỗ Thanh Phong, khiến lòng nàng không thể nào bình tĩnh. Tuy nói Đỗ Thanh Phong là trượng phu của nàng, cảm tình của nàng đối với ông ấy vẫn còn tồn tại. Nhưng sự thật thì 20 năm đã trôi qua. Trong 20 năm kiếp sống của một ni cô này, nàng vốn đã chẳng còn quan tâm rằng bản thân mình còn có một trượng phu cùng một nữ nhi trong nhà. Trời xui đất khiến nàng lại gặp Hy Bình, làm cho phật duyên của nàng bị đứt đoạn. Không quản là nàng yêu hay không yêu Hy Bình, trong thân thể nàng đã mang hài tử của hắn, cũng như thân thể nàng cũng đã đón nhận Hy Bình. Chỉ là lại tồn tại một vấn đề, nam nhân, người khiến nàng một lần nữa hoài thai, chính là trượng phu của nữ nhi nàng. Huống hồ nam nhân tên gọi Hoàng Hy Bình lại còn có rất nhiều thê tử. Nàng có muốn lờ đi cũng không thể lờ đi được, làm sao nàng có thể đón nhận được nam nhân trẻ tuổi này cơ chứ? Đỗ Thanh Phong vốn là mối tình cũ của nàng nhưng lại khiến nàng bỏ đi. Chẳng nghi ngờ gì việc nàng đối với ông ta cũng có cảm tình, tuy nhiên có một sự thật trong đó, nàng đối với Đỗ Thanh Phong lại chẳng hề có chút động tình. Động tình là biểu tượng cho một tình yêu cháy bỏng. Không có nó, tình ái thực sự là một điều không tưởng. Sở dĩ đối với Đỗ Thanh Phong, điều khiến nàng còn vương vấn có lẽ là một chút lưu niệm hoặc cũng có thể là tội lỗi. Đối với Hy Bình, đó là một nguyên tố hoàn toàn mới xuất hiện trong cuộc đời nàng, là một dạng động tình không thể thay thế. Dạng động tình ấy thiêu cháy cả thân thể cũng như tâm linh nàng. Lúc này trong linh hồn nàng, như đang tràn ngập khắp các đạo thần kinh. Có lẽ đó chính là tình yêu, cũng giống như sự gần gũi. Đỗ Thanh Phong tựa hồ như đã già, nhưng nàng thực ra vẫn còn rất trẻ, nữ nhân chỉ mới ngoài 40 tuổi. Nếu bảo dưỡng tốt, cũng có thể sánh với thiếu nữ đôi mươi. Điều này rất nhiều nam nhân muốn, cũng vì thế mỗi khi Đỗ Thanh Phong ở bên Vương Ngọc Phân cũng chỉ biết thở dài cảm thán vạn phần. Độc Cô Tuyết biết rằng tự mình sẽ phải đối diện với một số sự tình, nhưng những sự tình này cũng thật khó để đối diện. Nàng cảm thấy thống khổ, sao lại có lắm chuyện phải phiền não đến thế? Con người ta trong lúc cảm thấy phiền não, thì thường thích đi dạo, chậm chậm, lúc tỏ lúc mờ. Và Độc Cô Tuyết rời khỏi phòng nàng trong đêm. Đêm nay thật tối, chỉ có sao mà chẳng có trăng. Nơi Độc Cô Tuyết ở là một tiểu viện của Đại Địa Minh, có tên gọi là Cổ Phong Tạ. Nơi đây là dành cho các nữ khách, dường như người của Minh Nguyệt Phong và Vạn Diệu Am được an bài tại chốn này. Độc Cô Tuyết rời khỏi Cổ Phong Tạ, muốn quên đi mọi chuyện, bỗng nghe thấy có tiếng người vọng lại từ hoa viên của Đại Địa Minh. Từ cổng hoa viên nhìn sang, ẩn ẩn ước ước có ánh sáng, Độc Cô Tuyết không nén được tiến lại, thoáng chốc đã đến bên cổng, cẩn thận nghe ngóng tiếng đàm thoại bên trong. Trong hoa viên chỉ có hai người, nàng nghe thấy tiếng thì biết một người trong số họ đích thị là mộng tình của Minh Nguyệt Phong, còn người kia chẳng phải ai xa lạ, chính là Võ Lâm Minh Chủ của Đại Địa Minh, Lạc Hùng. Đã qua bấy nhiêu năm, những chuyện trước đây chớ nên nhắc lại. Tiếng mộng tình thở dài. Lạc Hùng nói, thời gian thì đã qua, nhưng tình là vĩnh viễn. Mộng tình đáp, có lẽ chỉ là tình của ông đối với ta. Như ông biết đấy, ta vốn chẳng thể có một chút tình nào. Không, nàng có tình, nhưng không phải dành cho ta, mà là cho một nam nhân khác. Mộng tình khẩn trương hỏi, người mà ông đang nói đến là ai? Lạc Hùng nói, nàng cùng U Nhi cũng như A Mật Y đều có chung một tình nhân. Khu vườn chìm trong tĩnh lặng. Độc Cô Tuyết không nghĩ rằng mộng tình chẳng còn lời nào để đáp trả. Điều đó chứng minh những lời Lạc Hùng nói là sự thật. Ai ngờ rằng tình nhân của Minh Nguyệt Phong mộng tình cùng A Mật Y lại là một người. Tình nhân của A Mật Y là Huyết Ma Lâm Khiếu Thiên, mộng tình chẳng lẽ cũng phải lòng hắn sao? Nhưng U Nhi là ai? Ông biết cũng không ít. Mộng tình sau một hồi lâu mới lên tiếng. Lạc Hùng nói, ta vốn cũng không muốn biết quá nhiều. Chỉ có điều những việc không nên biết thì ta lại biết. Lâm Khiếu Thiên khi bị nàng dẫn Võ Lâm nhân sĩ truy sát, hắn đảo vong đến Tây Vực, tịnh dưỡng tại Thái Âm Giáo. Sau đó hắn lại lặng lẽ bí mật trở lại Trung Nguyên. Một mình đến Minh Nguyệt Phong khiêu chiến nàng, nàng và hắn đánh hòa nhau. Và thế là hắn chịu lưu lại Minh Nguyệt Phong, cái giá phải trả là nàng trở thành thê tử của hắn. Điều này người trong Võ Lâm không hề biết, nhưng Lâm Khiếu Thiên ma tính không trừ. Hắn nửa năm sau thì ly khai nàng,
tiếp tục huyết tẩy Võ Lâm. Sau khi bị người của Võ Lâm tứ đại gia một trận kinh nhân đẩy lùi, khiến tính mệnh hắn gần như khó bảo toàn. Ai có thể ngờ rằng cuối cùng lại được một người che mặt cứu đi. Nàng vẫn thường nghĩ tới hắn, phải không? Mộng Tình kinh ngạc thốt lên, làm sao ông lại biết rõ như vậy? Lạc Hùng nói, không thực sự rõ, ta chỉ biết được một số chuyện. Nhưng có một việc mà ta quan tâm nhất, ta lại nghĩ mãi vẫn không minh bạch, đó là tại sao lại là Lâm Khiếu Thiên mà không phải Lạc Hùng ta. Mộng Tình đáp, ta đối với hắn cũng không có một chút tình nào, chính là bởi vì Võ Lâm, mà phải làm như vậy. Lạc Hùng nói, hy vọng như thế. Mộng Tình hỏi, ông hẹn ta ra đây, chỉ là để nói những lời này với ta thôi phải không? Lạc Hùng hỏi lại, còn chưa đủ hay sao? Mộng Tình trả lời, như quả không còn chuyện gì khác để nói, Mộng Tình xin được cáo từ. Lạc Hùng than, nàng cuối cùng vẫn không thể tiếp thụ ta. Nếu không vì Lâm Khiếu Thiên, ta cũng thể có được nàng. Nhưng cõi lòng ta lại chẳng được an ủi, ngay đến đứa em mà ta nuôi lớn thành người là U Nhi cũng chẳng còn lý tới ta nữa. Mộng Tình nói, hắn bổn lai đã là một người không may mắn, nếu không đã chẳng bị người ta gọi là ma đầu. Lạc đại ca, ta quay về đây, hy vọng khi Thái Âm giáo đánh đến Đại Địa Minh, ông có thể cho họ một con đường lùi. Lạc Hùng đáp, vì sự an nguy của Võ Lâm Trung Nguyên, ta có thể sẽ rất tàn nhẫn. Ta không hy vọng sẽ phải thấy một huyết ma thứ hai. Mộng Tình nói xong, chuyển thân chuẩn bị đi. Độc Cô Tuyết không dám nán lại nghe tiếp câu chuyện bí mật ấy nữa. Nàng nhẹ nhàng rút lui trong yên lặng, vừa đi trên đường vừa chìm trong cơn trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi, sao nàng lại ở đây? Chính là Hi Bình. Độc Cô Tuyết kinh hỉ vạn phần, nhào vào lòng hắn, hỏi, chàng đang tìm ta. Hi Bình nói to, úi, chọc đầu, có người sẽ thấy mất. Lão công của nàng đang ở Đại Địa Minh, còn không mau buông ra, muốn dọa chết lão tử hay sao? Độc Cô Tuyết kéo tay hắn, mắng, chàng nói cái gì? Hi Bình tiết khí nói, không nói gì, nàng thả ta ra trước đã, cứ mỗi lần gặp là lại thật hung dữ. Chàng nghĩ rằng ta muốn thế hay sao? Chẳng phải là tại chàng cưỡng bức ta à? Giọng Độc Cô Tuyết bỗng trở nên yếu đuối thấy rõ, như thể hỏa khí trước đó đã đi qua cực điểm. Giống như sự mãn kinh của nữ nhân. Ha ha! Hi Bình nói, nữ nhân các nàng luôn đẩy hết mọi lỗi lầm lên người nam nhân, ai? Làm nam nhân thật là khó. Độc Cô Tuyết cướp lời, không rảnh rỗi cùng chàng ở đây nói chuyện nữa, chàng cùng ta vào trong phòng. Nàng kéo Hi Bình đi, có lẽ sợ đụng phải bị Mộng Tình biết được mọi chuyện. Hi Bình nói, nàng chọc đầu này quả thực là lắm chuyện. Dù gì hắn cũng bị Độc Cô Tuyết kéo đi, chẳng bao lâu thì đã tới Cổ Phong Tạ. Độc Cô Tuyết nhìn ngó xung quanh không thấy ai, bỗng thực sự cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy phòng mình có ánh đèn. Nàng bạo dạn bước tới, đến phía trước gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng Diệu Duyên, là sư tỷ phải không? Thảm, Độc Cô Tuyết la thầm. Diệu Duyên vừa mở cửa, thấy bên cạnh Độc Cô Tuyết là Hi Bình, nhãn tình mở to, muốn há miệng hét lên. Hi Bình ánh mắt quét qua thật nhanh, một tay bịt miệng nàng, một tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào lại phòng. Độc Cô Tuyết cũng tiến vào bên trong, khóa cửa lại. Sư muội, người tại sao lại quay trở lại? Độc Cô Tuyết hỏi. Diệu Duyên hai tay đang cố kéo tay Hi Bình ra, nên không thể nói được lời nào. Độc Cô Tuyết ra lệnh, hỗn đản, còn không thả sư muội ra. Hi Bình đáp, nàng ta sẽ la lên. Độc Cô Tuyết giận quát, ta bảo chàng thả thì chàng thả, chàng chẳng lẽ muốn làm chết sư muội ta hay sao? Hi Bình liền buông tay khỏi miệng Diệu Duyên lập tức cố thở gấp khó nhọc mà quên luôn cả la lên. Vẫn còn một tay. Độc Cô Tuyết chành chứ cánh tay trái của Hi Bình vẫn còn ôm người Diệu Duyên, hận hận quát lên. Hi Bình khẩn nài, không buông ra có phải là tốt hơn không? Độc Cô Tuyết giận chừng mắt nhìn Hi Bình một cái, nhìn thấy Diệu Duyên không hề kháng cự, nàng cũng đành để yên cho hắn. Hi Bình ôm Diệu Duyên ngồi trên giường nói, tiểu chọc đầu, sư tỷ nàng nói tối nay phải ngủ cùng ta ở đây, nàng không phản đối chứ? Độc Cô Tuyết phẫn nộ ngồi xuống bên cạnh Hi Bình. Nói ta nói rằng phải ngủ cùng chàng khi nào. Diệu Duyên dùng cả hai tay đẩy tay trái của Hi Bình ra, nhưng đẩy cách nào vẫn bất động, nói, người buông tay ra, ta tới ngủ cùng sư phụ. Yên lặng, tay phải của Hi Bình giơ lên đưa ngón tay làm dấu bên tai nàng, miệng phả ra một hơi thở nhẹ, đôi mắt cảnh giác hướng ra bên ngoài. Độc Cô Tuyết cũng có cùng một dạng thần tình với hắn.
Bên ngoài truyền lại âm thanh của tiếng bước chân, Độc Cô Tuyết biết rằng đó chính là Mộng Tình đã quay trở lại. Cho đến khi Mộng Tình đã trở vào phòng, ba người cùng thở ra một hơi. Hi Bình nói, ai mà muộn như thế này rồi lại còn đi ra ngoài nhỉ? Độc Cô Tuyết đáp, là Mộng Tình của Minh Nguyệt Phong. Sao? Hi Bình la lên. Lúc này lại chính là Diệu Duyên bịt miệng hắn lại, chỉ nghe nàng nói, đừng to tiếng, để người ta biết rằng có nam nhân ở trong phòng chúng ta thì không hay chút nào. Hi Bình đẩy tay của nàng ra, kìm giọng nói, tiểu chọc đầu, tay nàng mà còn dám bịt miệng ta lại một lần nữa, ta sẽ không khách khí với nàng nữa đâu. Mẹ chứ, hiện tại cả đến Ni cô cũng dám đoạt đi quyền được nói của ta. Vậy ngươi hãy buông ta ra, tiểu Ni cô đã lấy lại chút sinh khí. Hi Bình đơn giản là cởi giày, rồi leo lên trên giường, ôm nàng ngồi trong lòng, song thủ vòng qua ôm lấy vòng eo của nàng, khống chế sự chống cự, sau đó nói, nàng muốn ta lột sạch y phục của nàng rồi mới chịu yên tĩnh hay sao? Diệu Duyên không dám chống cự nữa, chỉ ngồi trong lòng Hi Bình chắp tay bắt đầu niệm Ni cô kinh. Hi Bình quay sang Độc Cô Tuyết nói, sao nàng biết đó chính là Mộng Tình? Độc Cô Tuyết bèn đem chuyện bí mật đã nghe được tại Hoa Viên kể lại. Hi Bình nói, hai phụ tử Lạc gia này cũng ghê gớm thật, người cha thì theo đuổi sư phụ, đứa con thì theo đuổi đồ đệ. Mộng Hương dám thối đó đã đến Minh Ước Viện cùng Lạc Thiên hẹn hò, thực muốn chọc tức lão tử. Diệu Duyên ngừng niệm kinh, bất mãn lên tiếng, người ta ước hội, thì có liên quan gì đến ngươi? Hi Bình gõ nhẹ lên cái đầu chọc của nàng, nói, đa sự, niệm kinh của nàng đi. Diệu Duyên quay đầu nhìn hắn tức giận một hồi, rồi cũng tiếp tục niệm kinh tiếp. Độc Cô Tuyết hỏi, giữa Mộng Hương và chàng có quan hệ gì? Hi Bình nói, nàng ta cũng giống như nàng, muốn thiến ta. Nàng nói xem giữa ta và nàng ta có quan hệ gì? Độc Cô Tuyết lắc lắc đầu. Hi Bình trợn trừng mắt lên, giải thích, nữ nhân nào dám thiến ta, ta sẽ xâm phạm nàng ta, đã hiểu chưa? Độc Cô Tuyết gật gật đầu. Diệu Duyên bất ngờ cũng gật gật đầu, bởi nàng ta nhớ lại tình cảnh tại Ôn Tuyền. Hi Bình đột nhiên ở bên Diệu Duyên cất giọng nhẹ nhàng, tiểu chọc đầu, nàng có muốn thiến ta không? Độc Cô Tuyết lập tức véo mạnh lên đùi Hi Bình một cái. Diệu Duyên thì vờ như chẳng hề nghe thấy gì, chỉ chăm chăm niệm Phật kinh. Hi Bình không dám kêu đau, vừa đẩy tay của Độc Cô Tuyết ra, vừa quay sang Diệu Duyên nói, ui, nàng đừng có cố niệm kinh mãi thế, quay ra hồi đáp ta một tiếng đi. Là ngươi bảo ta phải niệm kinh, Diệu Duyên mở mắt ra đáp hắn một câu, rồi nhắm mắt lại miệng lại toàn kinh ngôn. Hi Bình phiền lòng, một tay nâng mặt nàng lên, hôn lên bờ môi khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Đoạn hắn buông nàng ra, nhìn thấy đôi môi hồng diễm thơm tho đầy dục tính đó, cảm thấy có phần đắc ý, cười nói, kinh thư có dạy nàng hôn thế nào không? Độc Cô Tuyết mắng, cái đồ tiểu phôi đản này, kinh thư đương nhiên không hề có những thứ bẩn thỉu như vậy. Hi Bình hoài nghi, hỏi, nhưng tiểu chọc đầu này không phải là chỉ mới hôn lần đầu mà. Độc Cô Tuyết vừa muốn đáp lời, Diệu Duyên đã lửa giận bừng bừng quát, ngươi không phải là lần thứ nhất hôn ta, cái tên hỗn đản này. Hay, tiểu Ni cô mắng người a. Hi Bình nhỏ giọng nói, đừng làm ồn, có chuyện gì từ từ thương lượng. Vấn đề của ta là, nàng có muốn thiến ta không? Diệu Duyên tiếp lời hắn, một câu, không thiến, khiến cho hắn thất vọng tràn trề. Hi Bình tiếc nuối dụ, thiến ta hay lắm, ta có thể thiến lại nàng. Diệu Duyên nói, đừng có lừa ta, sư tỷ thiến ngươi thì ngươi chẳng hề gì. Còn sau khi ngươi xâm phạm sư tỷ, làm sư tỷ phải hoàn tục, ta không muốn hoàn tục đâu. Hi Bình nói, hoàn tục không tốt hay sao? Trên đầu nàng bỗng xuất hiện một suối tóc dài đen nhánh, nàng nói xem có quyến rũ không? Diệu Duyên biện bạch, nhưng Bồ Tát không thích có tóc, đó gọi là lục căn vị tịnh. Hi Bình mở to hai mắt, hỏi, lại có chuyện như vậy hay sao? Diệu Duyên có phần đắc ý đáp, ừ, điều này là ta tự nghĩ vậy. Hi Bình thở dài, tuy ta không hiểu Phật Pháp, nhưng cứ theo lời nàng mà nói, ta có thể khẳng định, tiểu chọc đầu, nàng vô duyên với cửa Phật. Nói thế ngay đến Phật có đứng trước mặt nàng cũng phải cảm thấy xấu hổ, gặp người khác làm sao dám nói ta có dạng đệ tử như thế này chứ? Ngốc nghếch. Diệu Duyên chuyển mình qua. Ngồi vào trong lòng Hi Bình như trước, miệng đối miệng cãi lời hắn, ta ngốc nghếch sao? Sư phụ nói là ta thông minh nhất đó. Tay Hi Bình trượt từ eo xuống rượu đồn của nàng, cười nói, thế sư phụ nàng có nói là nàng khả ái nhất không? Nói rồi,
Diệu Duyên hoàn toàn không quan tâm đến ma chảo của Hy Bình tại đồn bộ của nàng, chỉ cố chuyên tâm hồi đáp. Độc Cô Tuyết ở bên cảnh cáo, Hoàng Hy Bình, nói trước, chàng không được mê hoặc sư muội ta. Có sao, ta là dạng người nào lại đi làm chuyện thất đức như thế? Mê hoặc tiểu chọc đầu, ôi, thật thất đức. Hy Bình ôm Diệu Duyên đặt sang một bên, đi giày vào rồi nói, có 5-6 nữ nhân rất cao, họ đang ở viện nào vậy? Độc Cô Tuyết trầm tư một hồi, rồi nói, có thể ở Tây Lăng Viện ở phía tây của Đại Địa Minh, chàng và họ quen nhau sao? Hy Bình cười nói, người đó là Nguyên Chân công chúa, nàng ta luôn suốt ngày yêu cầu ta cưỡng gian nàng ta. Hắn cười lớn bước xuống giường chuyển thân qua ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Duyên để hôn, sau đó buông nàng ra qua hôn Độc Cô Tuyết, đoạn lao vút ra ngoài cửa. Độc Cô Tuyết nhìn sang Diệu Duyên mặt đỏ bừng, nói, sư muội, muội lúc trước niệm là loại kinh gì vậy? Sao ta chưa từng nghe muội niệm loại kinh đó bao giờ nhỉ? Diệu Duyên cúi gục đầu xuống đáp, muội không biết lúc đó trong miệng muội thì thầm thứ gì nữa, chỉ biết rằng khi tay hắn trên người người ta loạn động, trái tim người ta bỗng loạn lên, trong miệng bỗng xuất ra 6-7 tiếng lắp bắp. Độc Cô Tuyết dịu dàng cười, sau này muội sẽ còn loạn nữa. Nguyên Chân đi đến Tây Lăng Viện, nơi ở của Ngũ Đóa Kim Hoa, vừa hay gặp Lãng Vô Tâm của Tiên Duyên Cốc và Thủy Khiết Thu chúng nữ. Lãng Vô Tâm đến sớm hơn Hy Bình nửa tháng, sớm đã gặp lục nữ của Dã Mã tộc, liền sinh lửa lòng, sớm đã lạnh nhạt với 31 nữ nhân mang theo. Kỳ thật Lãng Vô Tâm vốn chẳng bao giờ tưởng đến việc yêu nữ nhân ngoại tộc. Chỉ là từ khi đến Đại Địa Minh, hắn đương nhiên không thể so sánh với Lạc Thiên. Lạc Thiên đích thân bồi tiếp 27 nữ nhân, vốn dĩ không thể so với người khác. Lãng Vô Tâm đương nhiên muốn cân bằng về lượng so với Lạc Thiên. Hắn đã thua Lạc Thiên về phong cách, thì càng không thể thua cả về phong lưu với cùng một người được. Thủy Khiết Thu không quản đến vấn đề của bọn họ, đến phía sau Đại Địa Minh quấn lấy biểu ca. Tuy nhiên từ ngày gặp Hy Bình, nàng không còn trước mặt Lạc Thiên biểu lộ tâm tình như trước nữa, có lẽ biểu hiện của Hy Bình làm nàng không thể chấp nhận được. Nàng tự nhận mình không thích Hy Bình, nhưng trong lòng vốn không nguyện ý chuyện Hy Bình không để mắt đến mình. Bởi vậy nàng hận Hy Bình khôn xiết. Lãng Vô Tâm vì chuyện hôm nay, vẻ mặt rất khó coi, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ phong lưu khoái hoạt của hắn. Vốn dĩ bộ mặt ăn tiền này sao phải sánh với loài hạ điểu. Đích thị là rất kỳ quái, hắn đúng là rất phong lưu, nhưng đám nữ nhân đó chẳng thèm nhìn đến. 6 nữ nhân Dã Mã tộc ở Đại Phòng đã thành tập quán. Sau khi Nguyên Chân 6 người đến Đại Địa Minh đã một bước chẳng phân, giống như kiểu sống của người Dã Mã tộc. Nguyên Nghiên mở cửa, Lãng Vô Tâm đứng trước mặt nàng, thấp hơn nàng nửa cái đầu. Nguyên Chân nhìn thấy mặt hắn, lập tức cười hỏi, Lãng công tử, chiếc má anh tuấn của công tử bị làm sao vậy? Trong phòng có 3 chiếc giường lớn do chính họ nhờ chế tạo đặc biệt. Nguyên Mang và Nguyên Hà đang ngủ, Nguyên Đan và Nguyên Linh đang ở trên một chiếc giường khác, Nguyên Chân đang nằm trên chiếc giường còn lại, Nguyên Nghiên đi ra mở cửa vốn dĩ là ở cùng giường với nàng. Thật khó nói, sau khi gặp Hoàng Hy Bình, ta thật là xui xẻo. Mặt ta chính là bị hắn đánh. Nhắc đến Hy Bình, nộ hỏa trong lòng Lãng Vô Tâm đột ngột tăng lên. Hắn đi tới giường của Nguyên Chân mà ngồi xuống, một tay đặt lên bộ ngực đồ sộ của thị nhẹ nhàng ngồi xuống thảm. Hai mắt Nguyên Chân phát nộ, nhất thời không nói lên lời. Nguyên Nghiên bước tới đằng sau Lãng Vô Tâm, ngây thơ hỏi, chỉ có hắn đánh công tử thôi sao? Ai nói chỉ có hắn ta đánh ta? Ta đánh cho hắn sưng hai bên mặt, trông như đầu heo. Lãng Vô Tâm chuyển mình qua, định ôm lấy Nguyên Nghiên. Nguyên Nghiên tức thì tránh mình, giọng rất không hưng phấn, Lãng công tử, người ta đã nói rất nhiều là không cho phép công tử chạm vào ta mà. Lãng Vô Tâm thất vọng một hồi, trong đám phụ nữ Dã Mã tộc, chỉ có cô gái trẻ này là khó khăn nhất. So với nam nàng còn lại, nàng ta cũng là xinh đẹp nhất, ôi. Nửa tháng nay cùng ở đây, đến tay của nàng ta hắn cũng chưa chạm được, làm hắn trong tâm ám thán, thật là tổn hại đến danh tiếng phong lưu của Lãng Vô Tâm ta. Lãng Vô Tâm miễn cưỡng cười nói, ta bị say ánh trăng, gần như quên mất lời của cô nương. Nguyên Chân xoa tay, cười nói, có cần ta đấm công tử vài cái cho tỉnh không? Lãng Vô Tâm lập tức cự tuyệt hảo ý của thị, nói, không cần, không cần, ta tỉnh lại rồi. Nàng đấm thêm phát nữa, còn gì là phong biểu nhất lưu của ta? Nguyên Đan chân tâm phát biểu, thật lòng mà nói, Hoàng Hy Bình so với công tử thì đẹp hơn một chút, bởi vì hắn ta còn có cơ bắp rất đẹp và cường tráng.
Tuy nhiên Lãng công tử được nữ nhân yêu nhất, chàng so với đàn ông của tộc ta thì hơn rất nhiều. Lãng Vô Tâm đắc ý quay lại, giở trò thô bỉ, ma thủ mò vào nội y của Nguyên Chân, mơn trớn nhũ phong của nàng, tự đại nói cho đại tỷ biết, mọi người đều biết Lãng Vô Tâm ta công phu trên giường với phụ nữ mới là tuyệt nhất. Nguyên Chân kêu lên, Lãng công tử, chàng có thể đoạt được nữ nhân của Hoàng Hy Bình không? Tay Lãng Vô Tâm lập tức ngưng thủ, nhìn vào mặt Nguyên Chân, nói, nàng hận hắn lắm phải không? Nguyên Chân nói, đúng vậy, ta hận hắn. Lãng Vô Tâm, tại sao? Nguyên Chân nói, đừng hỏi, chuyện dài dòng lắm. Lãng Vô Tâm thở dài một hồi, nói câu trả lời của ta là, không thể. Mắt Nguyên Chân lộ ra thần sắc nghi ngờ, băn khoăn hỏi, tại sao? Lãng Vô Tâm nói tiếp, ta đã thử nhiều lần, nhưng đều thất bại. Nữ nhân của hắn yêu hắn đến tận xương tủy, thậm chí nếu ta ra tay cưỡng đoạt họ, thì họ cũng chẳng bao giờ thực lòng yêu ta, tối ngày mơ tưởng đến gã, cuối cùng là quay lại với hắn. Về điểm này, ta thực sự không nghĩ ra, hắn có gì là tốt chứ, bất cứ điểm nào ta cũng tốt hơn gã. Thế sự đảo điên, trong đám nam nhân, ta và Lạc Thiên chẳng phải là rất xuất sắc sao? Nguyên Chân nói rằng, hắn có thể làm nữ nhân rên to. Lãng Vô Tâm không khách khí nói, ta còn nóng bỏng hơn hắn. Nói xàm không ngược, Lãng Vô Tâm tất xếp đệ nhất. Nguyên Hà khách khí nói, có lẽ về phương diện làm thỏa mãn nữ nhân công tử rất hoành tráng, nhưng còn thỏa mãn nhiều nữ nhân một lúc. Mặt nào cũng mạnh, đó chính là nam nhân của Tiên Duyên Cốc. Lãng Vô Tâm nói không chút ngượng thực sự là không, trước mặt người khác, làm sao mất thể diện được. Nguyên mang chồng ghẹo, nam nhân của Tiên Duyên Cốc có cường hãn nhưng không bằng đàn ông dã mã tộc. Lãng Vô Tâm nhìn nàng ta nói, sao có thể so sánh ngay được. Mẹ ơi, làm sao nam nhân lại có thể bất chiến mà bại trước mặt phụ nữ, hắn làm sao có thể bỏ qua chứ? Để giữ gìn tôn nghiêm của đồng đạo với đàn ông dã mã tộc, Lãng Vô Tâm ta phải ra tay thôi. Đại mỹ nữ Nguyên Hà nằm cạnh Nguyên Mang liền nâng chăn lên, thân thể dụ nhân đầy đặn gần như xích lóa, nói lớn, so sánh được chứ, đến đây nào. Lãng Vô Tâm nuốt nước bọt, lập tức đứng dậy hướng về phía họ. Cốc, cốc, ai mà khuyết nước đúng lúc này lại gõ cửa vậy? Là ta, Lạc Thiên. Nguyên lai là thiếu chủ của Lạc gia, không hiểu sao lại gõ cửa vào lúc đêm hôm. Lãng Vô Tâm thầm rủa đồng môn đến không đúng lúc. Chẳng phải là đang chuẩn bị đối sánh hay sao? Lạc Thiên chia tay Mộng Cơ, liền lập tức đến Tây Lăng Viện. Hắn muốn bồi tiếp nữ nhân, thực sự không muốn gặp gỡ ai cả, chỉ muốn nếm thử mùi vị nữ nhân dã mã tộc. Giống như trước, người mở cửa là Nguyên Nghiên, Lạc Thiên nhìn thấy quang cảnh trong phòng, bước tới giường Nguyên Chân nâng đầu nàng lên hôn hỏi, đã tìm được nam nhân mà nàng yêu chưa? Nguyên Chân cười nói, ta đã gặp rất nhiều người, chàng vẫn là số một. Lãng công tử cũng thế, chàng hiện giờ là nam nhân mà trái tim Chân Nhi thích. Miệng Chân Nhi thật ngọt ngào, Lạc Thiên cắn vào môi Nguyên Chân, quay sang họ Lãng nói, sư huynh, ta muốn mượn hai người họ. Lãng Vô Tâm tiêu sái, không sao. Lạc Thiên nói, ta muốn Nguyên Đan, Nguyên Mang. Được mà Lãng Vô Tâm xuất ra khí độ đại lượng, nói tiếp, nếu chưa đủ, có thể qua phòng ta chọn tạm vài người. Thế là đủ rồi. Lạc Thiên ôm hai nữ tử đi ra cửa, Nguyên Chân khóa cửa lại, trèo lên giường Nguyên Chân, nhắm mắt đi ngủ. Lãng Vô Tâm cười nói, Nguyên Nghiên mỹ nhân, không xem ta biểu diễn à? Ta chẳng có chút hứng thú, chỉ là một khúc nhục côn chui ra chui vào một cái nhục đồng, chẳng cần xem cũng tưởng tượng ra được. Nguyên Nghiên nhắm mắt nói. Trả lời thật tuyệt. Lãng Vô Tâm cười thảm nói, nàng thật chẳng hiểu thế nào là tình thú. Nói đoạn, liền cởi hết quần áo. Lộ xuất thân hình cao thẳng đầy nam tính và dương căn ngạo nhân. Nguyên Chân biết rằng nếu như hắn được trọng sanh hoàn cải tạo qua đích thực sẽ được Nguyên Na vô cùng sủng ái. Nguyên Chân tức thì suy nghĩ, nếu quả mẫu thân gặp Lãng Vô Tâm, có bỏ quyết định không thu nạp sủng nam. Lãng Vô Tâm đưa mắt lên thân thể tuyệt vời của Nguyên Hà, điều tình một lúc, rồi lập tức nhập liễu. Nguyên Hà hưởng thụ cảm giác khoái cảm mà hắn mang lại, tự nghĩ trong lòng từ sau khi dã mã đại điển. Liền kinh qua không biết bao nam nhân dã mã tộc, rồi lại đến Trung Nguyên, cũng tương hảo qua không biết bao nhiêu nam nhân, nhưng Lãng Vô Tâm là người làm cho nàng khoái cảm nhất, cũng như Lạc Thiên lúc trước vậy. Thành thật mà nói, trong phương diện này, Lãng Vô Tâm và Lạc Thiên có thực lực gần như tương đồng. Nhưng trong khả năng tán tỉnh cũng như nói lời đường mật, Lãng Vô Tâm tuyệt đối có thể thắng suất.
Nguyên Hà bị Lãng Vô Tâm toàn lực tấn công, rên rỉ dâm đãng, ghé miệng nói, Lãng công tử, trong đám nam nhân trung nguyên Nguyên Hà đã thử qua, chàng là số một. Lãng Vô Tâm nói, ta cũng nghĩ thế, thứ đó của nam nhân dã mã tộc của nàng có thể nào to và dài như thế này không? Nguyên Hà trả lời, không, tất cả bọn họ đều không cường hãn như của Lãng công tử, nhưng so với nam nhân trung nguyên thì thật sự to và dài hơn. Ở tộc chúng ta thỉnh thoảng ta còn có chút cảm hứng. Từ khi đến đây, ngoài Lãng công tử thật cường liệt, thì rất nhiều người khác chỉ làm ta cảm thấy hơi hứng thú mà thôi. Lãng Vô Tâm chuyển mình, nhẹ rút ra khỏi âm bộ nàng, cười cười, của nàng thật là vừa sâu vừa rộng, người như ta đây còn không hoàn toàn vừa, hà huống gì nam nhân khác. Nhưng mà ta cho rằng nàng chắc chưa biết đau là gì, ngay cả lần đầu tiên cũng chưa chắc thấy đau đớn, có lẽ cũng chẳng có ai có thể phá trinh bọn nàng cả, ha ha. Nguyên Nghiên đột nhiên mở mắt. Kháng nghị, ai bảo thế? Lần đầu tiên của ta thực sự là cực kỳ đau đớn. Nguyên Hà cũng lên tiếng, lần đầu tiên ta bị phá trinh cũng rất đau đớn, thực sự đau đớn. Lãnh Vô Tâm dừng động tác, nhìn ba nữ nhân trong phòng, rồi nhìn xuống hạ thể của Nguyên Hà, cảm giác khó tin, hỏi, lần đầu tiên của nàng. Hắn cùng nàng trong bao lâu? Nguyên Hà hồi ức kể lại, hắn thực sự rất to và dài, gần như làm ta tê liệt. Lúc đưa vào chỉ một khắc rất nhanh, nhưng làm cho ta có một cảm giác vô cùng sung sướng, cả đời này ta không thể nào quên. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta đã cảm nhận được khoái cảm vô cùng cường hãn, đủ làm cho thần kinh của ta tê liệt ngay lập tức. Nguyên Linh cũng tán đồng, tứ muội, ta đúng là cũng có cảm giác đó. Nguyên Nghiên thuận miệng chen vào, cả ta nữa. Chỉ có Nguyên Chân không nói gì cả. Lãng Vô Tâm kinh tâm hỏi, chẳng phải bọn nàng hoàn hảo với cùng một người. Nguyên Hà trả lời, đúng là cùng một người, nhưng gã đó chết rồi. Hắn là khai thác giả tối cao của dã mã tộc chúng ta, được hưởng toàn bộ xử nữ của bộ tộc ta, chỉ tiếc là hắn đã chết rồi, hừ. Nữ nhân to lớn đột nhiên khóc to. Lãng Vô Tâm thực sự không hiểu nàng ta đang nói gì, nhưng hắn biết nàng khóc vì nam nhân đó, hắn an ủi, đừng khóc, chết rồi làm sao sống lại, khóc thương thì còn làm được gì, chi bằng cùng ta vui thú một phen. Nguyên Hà cũng nghĩ không nên, nói ta không muốn khóc. Chỉ là mỗi lần ta nghĩ về chuyện đó, ta có chút ủy khuất, không biết hắn là ai, mặt mũi ra sao, tất cả đều không biết. Nguyên Nghiên, Nguyên Linh lưỡng nữ mắt ngân ngấn lệ, họ có cùng cảnh ngộ không biết là may hay rủi đó. Lãng Vô Tâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao đám phụ nữ này đều không biết nam nhân đầu tiên của mình là ai. Hắn liền hỏi, bọn nàng đang đêm bị hắn hiếp dâm. Nguyên Hà lắc lắc đầu, không trả lời. Lãng Vô Tâm biết nàng sẽ không trả lời câu hỏi này, tập trung đưa đẩy dương bổng trong nhục căn của nàng. Lúc này hắn thật sự rất bận, không thể nghĩ đến việc khác, tất nhiên cũng chẳng hỏi làm gì. Hắn cần chứng minh trên thân thể Nguyên Hà là hắn uy phong hơn hẳn đàn ông trong tộc của nàng, để chứng minh với đàn ông dã mã tộc hắn là thiên hạ vô địch. Đang lúc cao trào ra vào trên nhục thể Nguyên Hà, bên ngoài chợt có âm thanh xôn xao từng cơn, khắc khoải. Ôi cha cha, đứa nào mà khuyết đức vậy? Hay là Lạc gia thiếu minh chủ? Kệ, Lãng Vô Tâm lại tiếp tục đưa vào, quản làm gì chuyện khác, tiếp tục thôi. Nguyên Nghiên ngồi dậy khỏi giường, hỏi vọng ra ngoài cửa, ai gõ cửa vậy? Không nghe thấy tiếng người ngoài cửa hồi đáp, Nguyên Nghiên mồm hơi mím lại, đưa mắt ra hiệu cho hai kẻ đang ôm chặt nhau trên giường, rồi đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một kẻ thần kinh đáng cười, nguyên lai là Hoàng Hy Bình đầu lợn. Hy Bình ngó thấy tình cảnh bên trong, bèn đứng ngoài cửa vỗ tay thật to. Nguyên Nghiên kéo hắn cũng không vào, mà đẩy thì không chịu bỏ đi. Nàng bèn đi ra hẳn ngoài cửa, đá một phát vào mông hắn. Hắn nhảy luôn vào đến bên cạnh giường Lãng Vô Tâm và Nguyên Hà, chống hai tay vào giường, kêu lớn, gần như làm phiền mọi người rồi. Thích, Lãng Vô Tâm, tiếp tục nỗ lực đi, ta sẽ hô cổ vũ ngươi. 1, 2, 3, nhấn nhấn rút rút, nhấn sâu rút ra. Hoàng Hy Bình, mẹ ngươi, có thôi không hả? Lãng Vô Tâm tức giận rời khỏi cơ thể Nguyên Hà, trần truồng đứng trước mặt Hy Bình. Hai tay hắn với lấy y phục để mặc vào. Nguyên Chân đột nhiên kêu lên sợ hãi, không được ca hát ở đây. Hy Bình ngừng nhịp ca đó của mình, cười nói, Lãng Vô Tâm, ngươi không thể bồi tiếp nữ nhân của ngươi được hả? Lãng Vô Tâm chuyển lưng lại, cầm y phục lúc trước cởi ra ném ở trên nền nhà, rồi mặc dần từng cái vào.
Hy Bình thấy Lãng Vô Tâm không lý gì tới mình bèn quay người lại đối diện với Nguyên Nhiên hỏi, vừa rồi là nàng đá ta hả? Trời, phản ứng của hắn mới chậm làm sao? Nguyên Nhiên duyên dáng chỉnh lại người, quay người nằm lên trên giường. Hy Bình cũng đi theo sau. Nguyên Nhiên nói, biến đi, thật chán. Ta biến đi thì tất nhiên là chán rồi. Để ta ngồi đây cùng mọi người nói chuyện nhé. Hy Bình đợi Nguyên Nhiên nằm lên giường xong, mặt dày ngồi xuống cạnh giường, dương mắt lên ngắm cả hai nữ nhân. Nguyên Nhiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Hy Bình đáp, muốn ngủ ở đây. Ta đang buồn ngủ quá. Nguyên Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt ra dáng ngủ. Hy Bình nói, công chúa, nàng nằm dịch vào trong chút đi. Giường này nằm được ba người đó. Hắn thò tay ra chạm vào người Nguyên Nhiên rồi đẩy nàng vào trong. Nguyên Nhiên mở mắt kêu lớn, Hoàng Hy Bình, bỏ tay thối của ngươi ra, nếu không ta chặt đứt đó. Hy Bình quả nhiên có thần lực giống Ngô Công vậy, đẩy hai nữ nhân nằm xích vào, rồi bỏ giày ra nằm xuống bên ngoài cười nói, ta đã bảo giường này đủ chỗ cho ba người mà. Bọn nàng lại không tin, này còn nói gì được nữa không? Hoàng Hy Bình, nếu ngươi không ra khỏi giường của công chúa, ta sẽ ném ngươi ra đó. Lãng Vô Tâm đã mặc y phục xong, nhìn thấy tình hình như vậy tức giận vô cùng. Hắn vốn đã tốn rất nhiều công sức mà vẫn không tiếp cận được Nguyên Nhiên. Tên hoàng tiểu tử này tự dưng lại mò vào đây mà nằm ngủ. Ý tứ gì đây? Hy Bình nhìn Lãng Vô Tâm nói, bên người cũng có hai nữ nhân thôi, tối nay ta không muốn đánh nhau, để sáng mai hãy đánh. Một người hai cô, quá là công bằng. Ta cần tâm sự với công chúa về chuyện xưa. Ngươi cứ kiếm chuyện với ta, phiền nhiễu quá. Lãng Vô Tâm biết tên này là một kẻ vô lại hạng nhất. Hắn không còn cách nào khác đi sang chiếc giường ở cạnh, tìm Nguyên Hà phát tiết. Nguyên Nhiên muốn ra khỏi giường nhưng Hy Bình lại nằm ngoài bèn nói, Hoàng Hy Bình, ta nhường cho ngươi nằm giữa. Hy Bình hoài nghi đáp, nàng có dám khẳng định là sẽ không rời khỏi giường không? Nguyên Nhiên không nói gì. Hy Bình khẽ thở dài, nhấc nàng ra khỏi giường nói, nàng không muốn ta để cho nàng đi. Nguyên Nhiên phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, ta mà không dám bỏ đi sao? Hy Bình đáp, cứ tùy tiện. Nguyên Nhiên thấy Hy Bình quay lưng chuyển thân đối diện với Nguyên Chân trên giường. Nàng chỉ còn cách tức giận trèo lên giường của Nguyên Linh, nhưng không nhắm mắt ngủ mà lại trừng trừng nhìn vào từng cử động của Hy Bình. Kỳ thật cả năm người trong phòng đều trừng trừng nhìn Hy Bình, xem hắn muốn làm gì. Kỳ quái thật, Nguyên Chân không ngờ lại không nói gì. Hy Bình ngưng thần nhìn Nguyên Chân với nhan sắc có thể so với đám nữ nhân lãnh như băng kia, dịu dàng hỏi, đang nhớ ta hả? Ặc ặc, Lãng Vô Tâm bỗng bị cơm ăn lúc chiều ọc lên tận cổ. Nguyên Chân nhìn Hy Bình, trong mắt lấp lánh nước mắt, nghẹn ngào, mẹ nói chàng đã chết rồi. Sao chàng vẫn chưa chết? Lãng Vô Tâm bị thức ăn trào lên cổ họng nghẹn thở, làm hắn phải thở hổn hển nghĩ, Nguyên Chân chẳng phải là rất hận Hy Bình sao? Sao giờ lại có vẻ ngược lại như được trùng phùng thế nhỉ? Hắn bèn khẽ hỏi Nguyên Hà, công chúa và Hy Bình có quan hệ thế nào? Nguyên Hà đáp, nam nhân công chúa yêu nhất chính là hắn. Công chúa từng nghĩ hắn đã chết rồi vì muốn quên hắn đi, bèn tới Trung Nguyên xem có nam nhân nào làm cho nàng quên được hắn không. Tuy công chúa đã gặp rất nhiều nam nhân, nhưng vẫn không thể quên được Hoàng Hy Bình. Có lẽ chàng không hiểu rõ, trong tim công chúa, Hoàng Hy Bình là người nàng yêu nhất. Hy Bình lẩm bẩm hỏi, thật sao? Lại nói ta chết rồi sao? Thế nàng lại đến Trung Nguyên làm gì? Nguyên Chân đáp, ta muốn tìm một nam nhân như chàng. Hy Bình thở dài, nàng, thế đã tìm ra chưa? Nguyên Chân thật sự đã khóc đáp, tìm ra rồi. Ai thế? Hy Bình chống người ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy vai nàng, có vẻ đang rất kích động. Nguyên Chân lông mi khẽ nhăn lại, Hy Bình biết hắn nắm chặt làm nàng đau. Bèn bỏ tay ra, lại nằm xuống giường. Nguyên Chân nói, ta có quyền không nói ra. Hy Bình đột nhiên chuyển người hét lớn, Lãng Vô Tâm, có phải ngươi không? Lãng Vô Tâm không ra vẻ kém cạnh đáp, làm cái gì thế hả? Mẹ nó chứ, tối nay ta muốn đánh nhau. Hy Bình vừa định ngồi dậy, bỗng phát giác bị Nguyên Chân kéo áo bắt nằm xuống. Lãng Vô Tâm cố ý chọc tức Hy Bình. Vì vậy làm ra vẻ dương dương tự đắc nói, bổn công tử tự nhiên lại không muốn đánh nhau. Ha ha! Hy Bình quay đầu nhìn Nguyên Chân rồi nói, tạm thời tha cho ngươi, sau đó ngữ khí hắn biến thành ôn nhu hỏi, Chân Chân, nàng thật sự đã có nam nhân khác rồi sao? Nguyên Chân không trả lời.
Hy Bình thấy nàng im lặng thừa nhận, thở dài nói, nàng rất giống với mẹ nàng, biết không? Mẹ nàng là tình nhân của ta, nhưng không phải nữ nhân của ta. Ta muốn nàng là nữ nhân của ta. Lúc ở dã mã tộc ta đã quyết định chuyện đó nhưng mẹ nàng không chịu để ta mang nàng đi. Có lẽ mẹ nàng muốn nàng kế thừa chức vị tộc trưởng, kế thừa bổn sắc của bà ta. Đáng tiếc là nàng bây giờ rõ ràng đã rời xa tâm nguyện đó của bà ta, lại còn làm cho nàng nhớ đến ta. Nguyên Trân bình tĩnh nói, ta không giống mẹ ta, cũng không trở thành nữ nhân của chàng. Hy Bình nói, nàng bây giờ còn có quyền nói điều này. Tuy nhiên, có một điểm nàng lại quên mất, nàng đã từng yêu ta. Ta hẳn còn nhớ đôi môi dày mỏng mềm mại của nàng, đó là ấn ký tình yêu ban đầu của nàng. Mặc dù dã mã tộc của nàng không tin vào tình yêu, nhưng nàng lại không như vậy. Nàng vì vậy là phản đồ của bộ tộc, điều đó nàng không thể phủ nhận. Nguyên Trân đáp, tiểu nam nhân, dám khẳng định điều đó, chẳng phải cuồng vọng tự đại quá sao? Lãng Vô Tâm ở một bên bảo, Hoàng Hy Bình vốn là kẻ như vậy mà, da mặt thật dày, đúng là một kẻ tiểu nhân tuyệt đối. Hy Bình quay đầu nói lớn, Lãng Vô Tâm, có tin ta sẽ cuỗm nữ nhân của người hay không? Lãng Vô Tâm đáp, cứ tùy tiện, ta đang không muốn biết ném thứ ta dùng rồi đi đâu, chỉ bằng ném vào thùng rác ngươi đi. Hy Bình quả thật vô kế khả thi, cái tên Lãng Vô Tâm này quả thật là do mẹ hắn đẻ ra. Không lạ khi có nhiều nữ nhân bị thương bởi âm đao của hắn. Nguyên Hà cửa thoát khỏi tay Lãng Vô Tâm nói, chàng có muốn mất luôn con chim nhỏ của chàng không? Lãng Vô Tâm bối rối đáp, nói sai rồi, nói sai rồi. Thương yêu ơi, đừng có giận. Hy Bình cảm kích nói, cảm ơn nàng, Nguyên Hà. Sau này nàng chán hắn rồi thì thành nữ nhân của ta. Nguyên Hà đáp, bẩn thỉu. Hy Bình cười he he rồi lại quay đầu ngưng thần nhìn Nguyên Trân nói. Mặc kệ nàng chọn nam nhân tối hậu của nàng là ai, đó là lựa chọn của nàng. Còn lựa chọn của ta vẫn không thay đổi, đó là nàng vẫn là nữ nhân của ta. Ta muốn thế, và cũng khẳng định luôn thế. Nguyên Trân chăm chú nhìn nam nhân này. Hắn là nam nhân đầu tiên mà nàng tiếp xúc. Trong trận chiến ngày đó, nàng bị hắn bắt sống, rồi cũng bắt luôn cả trái tim nàng. Người này là người đã chinh phục trái tim nàng bằng tư thế của kẻ chiến thắng. Phải, đúng là nàng yêu hắn. Nhưng tình yêu này, phảng phất đến quá vội, mà đi cũng quá nhanh. Bây giờ, nàng còn yêu hắn không? Nàng không biết, nếu hắn thật sự chết rồi, có lẽ hình bóng hắn sẽ mãi mãi ở trong trái tim nàng. Nhưng hắn vẫn chưa chết, ấn ký của hắn trong tim nàng có lẽ sẽ dần dần phai mờ, hoặc sẽ biến mất. Đó là quá trình của tình yêu, giống như quá trình của cuộc sống vậy. Nhưng nàng đến tận lúc này vẫn nhớ lần đầu hôn hắn. Vẫn nhớ lúc hắn hôn hay vuốt ve khắp người nàng. Đó là tình đầu của nàng, là hồi ức hạnh phúc nhất của nàng. Chỉ là chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời nữ nhân của nàng là tối hôm đó không phải là với hắn, mà là do khai thác giả của dã mã tộc. Nàng hận khai thác giả đó, cũng hận mẹ nàng. Mẹ nàng đã lừa dối con gái quá nhiều. Không muốn nói chuyện với ta sao? Hy Bình khẽ khàng hỏi. Nguyên Trân hỏi lại, chàng muốn ta là nữ nhân của chàng sao? Có dám khẳng định không? Hy Bình gật đầu. Ngày đó chàng bắt được ta, sao lại để ta nguyên vẹn trở về dã mã tộc? Ta đã từng có nam nhân rồi, chàng có nhìn ra được không? Hy Bình đáp, cái gì thế này? Kể cả nàng từng có vô số nam nhân, ta vẫn muốn nàng. Điều này ta chắc chắn khẳng định. Tay hắn vuốt nhẹ lên mặt nàng phủ đầy lệ. Hắn lau mặt cho nàng, nước mắt nàng ướt hết cả tay hắn. Nguyên Trân thở dài, đáng tiếc ta không thể quay đầu, bởi vì trong lần đi vào Trung Nguyên này, ta đã tìm được một nam nhân thích hợp hơn chàng. Chàng chỉ còn là quá khứ của ta, không phải hiện tại, càng không phải là tương lai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hy Bình cảm thấy trong tim như có một cây kim đang châm. Nàng giống hệt như đám thủy khiết nhu, làm cho ta đau lòng, làm cho ta bị ảnh hưởng. Sáng mai ta và Lạc Thiên đánh một trận. Mẹ kiếp, tiểu tử này dám bắt chiếc ta cướp nữ nhân. Lãng Vô Tâm hỏi, Lạc Thiên và ngươi tranh cướp ai thế? Hy Bình đáp, mộng hương của Minh Nguyệt Phong. Tiểu tử đó không ngờ hẹn nàng ta canh ba nửa đêm đi ra ngoài. Ta may quá cũng hẹn vào tầm đó. Ta thấy trên đầu bọn họ ít đèn nên miễn phí cấp thêm cho họ một ít. Lãng Vô Tâm cười nói, chỉ có ngươi mới có thể làm ra những chuyện đó. Nói thật nhé, so với Lạc Thiên thì ta vẫn thích ngươi hơn. Hy Bình đáp, ta cũng thấy ngươi khá hơn Lạc Thiên.
Chính vì ta thấy ngươi thuận nhãn ta hơn, nên mới tìm ngươi đánh một trận. Lão tử của Lạc Thiên đó đánh nhạc phụ của ta, sáng mai phải đánh hắn một trận. Hiện tại ta đang rất muốn đánh nhau. Nguyên Trân dậm gót chân vào hắn một cái bực tức nói, chàng không sợ trên miệng chàng không lúc nào có lời nói tốt sao. Chưa từng thấy ai như chàng, trừ việc đánh nhau, ca hát và ôm ấp nữ nhân thì chẳng còn có suy nghĩ lý tưởng sự nghiệp gì cả. Chàng nhìn vào gương Lạc Thiên mà xem. Hy Bình kêu to, ôi ôi, Trân Trân, đừng đạp ta. Nàng nói xem, Lạc Thiên thì có lý tưởng gì chứ? Lãng Vô Tâm đáp lớn, hắn muốn trở thành đệ nhất cao thủ trong võ lâm, từ đó xưng bá. Lý tưởng này không thích hợp với ta, ta cũng không có điểm hứng thú nào với võ lâm cả. Vì vậy ta không thích hắn, ngược lại lại thích tên vô lại không lý tưởng ngươi. Ha ha, sáng mai ta cũng theo đuổi Mộng Hương. Hy Bình nói, mộng tưởng xưng bá võ lâm sao? Ồ, lại cũng giống gã Thi Trúc Sinh, thật không tốt. Hắn một ngày rồi cũng phải cắt bỏ bảo bối của mình rồi. Thật là đáng thương cho hắn. Lãng Vô Tâm, ngươi nếu dám theo đuổi Mộng Hương, hai công tử nhà họ Triệu sẽ giơ đao chặt ngươi đó. Ngươi cẩn thận đấy. Lãng Vô Tâm kiêu ngạo đáp, trước mặt ta đao của chúng cũng không kịp rút ra. Hơn nữa mị lực của chúng sao bằng được ta. Ngươi thắng sau cùng chắc chắn là ta rồi. Hy Bình bực tức, ngươi nghĩ ngươi lợi hại như vậy sao? Lãng Vô Tâm nói, so ca hát ta không dám so với ngươi một lời. Nhưng ở trước mặt nữ nhân, ta chắc chắn lợi hại hơn ngươi nhiều. Hy Bình tức giận nổi lên đáp, mẹ kiếp, ngươi chứng minh bằng cách nào? Lãng Vô Tâm cười, ở đây có bốn nữ nhân, chẳng bằng chúng ta so xem thế nào. Xem ra hắn đã nghiện chuyện hơn thua, vừa rồi phí sức với Nguyên Hà, giờ lại còn đòi thi với Hy Bình sao? Nguyên Nhiên tức giận mắng. Hai tên hỗn đản các ngươi làm sao vậy? Còn lấy chúng ta ra để nói chuyện, ta ném hai ngươi ra ngoài đó. Lãng Vô Tâm đột nhiên nói, hừm, đã quên rồi sao? Ở đây tất nhiên là không thể. Hoàng Hy Bình, ta vẫn vô cùng kỳ quái ngươi bằng vào cái gì mà làm băng băng luôn lạnh nhạt như vậy với ta. Nhưng sư phụ có nói ngươi ở phương diện nào đó đích xác rất mạnh, không biết là mạnh ở đâu. Hy Bình cười cười hỏi, thật sự muốn biết. Những lời này là hắn nói với Nguyên Trân. Nguyên Trân tức giận cắn vào tay hắn mắng, đừng hỏi ta, tiểu nam nhân này của chàng cũng dám tranh đấu sao. Hy Bình đột nhiên kéo chăn đang đắp chung với Nguyên Trân ra, sau đó cởi luôn cả quần. Nguyên Trân sợ hãi hỏi, Hoàng Hy Bình, chàng muốn làm gì? Mẹ kiếp, cứ luôn miệng gọi ta là tiểu nam nhân, nghe mà phát bực. Lão tử tối nay cho nàng biết thế nào là đại nam nhân. Hắn nắm lấy tay Nguyên Trân đặt lên trên dương căn của mình. Nguyên Trân khi chạm vào dương căn thô trường vô bỉ của hắn bỗng run rẩy toàn thân, kinh hãi kêu chàng, chàng. Hai tay Hy Bình cởi luôn y phục của nàng ra. Nguyên Trân bỗng nhiên khóc nức nở. Hy Bình nghe thấy vội ngừng tay lại hỏi, nàng thật sự không tiếp nhận ta sao? Lãnh Vô Tâm đắc ý nói, Hoàng Hy Bình, đừng phí sức nữa. Trái tim công chúa đã có nơi có chốn rồi chính là có công tử ta đây. Ngươi không thắng được ta đâu. Hy Bình tức giận gầm lên, Lãng Vô Tâm, mẹ ngươi chứ thật lắm mồm, muốn ta kéo ngươi ra một nơi đánh ngươi thành đầu lợn hả? Nguyên Nhiên cũng hét lớn, hai người không được cãi cọ, nếu không ra ngoài đi. Hy Bình lập tức mặc ngay quần vào, đi đến chỗ Nguyên Nhiên nằm, cúi đầu nhìn nàng hỏi, nàng vừa rồi nói gì? Nguyên Nhiên thẳng mặt ra, nhắm mắt không nói gì. Hy Bình đột nhiên ôm nàng ta lên, nàng mở mắt chống cự. Nhưng cuối cùng cũng vô hiệu. Môi Hy Bình đã áp vào môi nàng, làm nàng vô pháp kêu gào, hôn đến khi nàng nghẹn thở phải hổn hển hắn mới bỏ ra, ngoan cố nói, nàng rõ là đã bị thất thân rồi, sao mỗi hôn không cũng không chịu. Nguyên Nhiên vô lực gục vào vai Hy Bình nói khẽ, ngươi đi đi, Nhiên Nhiên không thích ngươi. Sau này dù ngươi có được công chúa, Nhiên Nhiên cũng không theo ngươi. Ồ, nàng nói như vậy tức là ai có được công chúa thì bọn nàng cũng phải bồi tiếp sao? Hy Bình nghĩ đến đây thấy rất thú vị, nhớ tới tam nữ Nguyên Anh, cũng chung thân bồi ở bên cạnh tộc trưởng. Dã Mã tộc đúng là có phong tục này, từ nhỏ đã bồi dưỡng thân tín của mình. Tộc trưởng Nguyên là có ba kẻ tâm phúc, nhưng Nguyên Trân lại có năm đóa kim hoa. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cũng như vậy bồi bạn với nhau cho đến lúc già. Điều này Nguyên Thu đã từng nói đến rồi, nhưng hắn lúc đó không để ý lắm. Chàng nói rất đúng. Ngũ đóa kim hoa trong bất kỳ tình huống nào, vĩnh viễn ở cạnh ta, chỉ có cái chết mới phân khai được thôi.
Nữ nhân dã mã tộc không phải để dành riêng cho một nam nhân nào. Kể cả ta phản lại phong tục bộ tộc mà đi cưới chồng, cũng tuyệt không cưới chàng. Hoàng Hy Bình, chàng bỏ cả ý nghĩ đó đi. Nguyên Chân nói đến đây thì ngữ điệu đã trở lên lạnh lùng, làm cho người khác rõ thấy sự kiên quyết của nàng, cũng ẩn ẩn cho thấy tình cảm của nàng với Hy Bình chỉ có một chữ hận. Hy Bình trong lòng trùng xuống, thả Nguyên Nghiên ra, cúi đầu bỏ đi, khi ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn Nguyên Chân nhẹ giọng nói, vô luận thế nào, ta không muốn chúng ta là kẻ thù của nhau một lần nữa. Đối diện với nàng, ta không thể hạ thủ. Chúng nhân không hiểu sao hắn lại nói như vậy, nhưng cảm thấy lời này của hắn rất thực. Lời nói thực của hắn làm mọi người xúc động ở trong lòng. Một cảm giác làm người ta phải cảm động ẩn ẩn xuất ra từ trên người hắn. Lãng Vô Tâm từ trên giường đứng dậy gọi lớn, Hoàng Hy Bình, đợi chút. Ta đợi ngươi ở ngoài cửa. Hy Bình đi ra ngoài, Lãng Vô Tâm xỏ giày vào rồi cũng đi ra theo. Nguyên Nghiên khóa trái cửa lại, quay lại nằm cùng giường với Nguyên Chân hỏi, công chúa, bọn ta trở về tộc nhé. Nguyên Chân hỏi, tại sao? Nguyên Nghiên đáp, ở đây, Nghiên Nhi rất sợ hãi. Nguyên Chân hỏi, có gì mà sợ chứ? Nguyên Nghiên đáp, công chúa, ta sợ ta cũng giống người. Vừa rồi người đã khóc, ta rất hiếm khi thấy công chúa khóc. Nguyên Chân chăm chú nhìn Nguyên Nghiên, nhãn thần lộ vẻ dò hỏi. Nàng tuyệt không hiểu ý Nguyên Nghiên nói là gì. Nguyên Nghiên ủ ê nói, nữ nhân dã mã tộc không nên phát sinh tình cảm với nam nhân nào, đặc biệt bọn ta lại càng không được phép có tình yêu. Nhưng trong lòng công chúa tình yêu đã quá nhiều, vì vậy nó làm cho công chúa vô cùng khổ sở. Nghiên Nhi sợ sẽ giống như công chúa, lại đi yêu thương một người. Nguyên Chân phảng phất đã hiểu, vỗ vỗ má nàng ta, nhẹ nhàng đáp, ngươi không có cơ hội để yêu thương nam nhân nào cả. Sau này ta không cho phép nam nhân nào được tiếp cận ngươi. Ta không nghĩ ngươi sẽ phải chịu thống khổ như ta. Nghiên Nhi, tên hỗn đản đó vừa rồi hôn có làm ngươi đau không? Nguyên Nghiên mặt bỗng đỏ hồng lên, trong mắt lấp lánh. Công chúa, Nghiên Nhi muốn đi ngủ, buồn ngủ quá rồi. Trong phòng liền im ắng, chỉ còn vài tiếng thở nhẹ của nữ nhân. Sau đó đèn cũng bị tắt đi. Lãng Vô Tâm từ phòng đi ra, thấy Hy Bình quả nhiên vẫn đang đứng đấy. Không tin nổi nói, không thể nghĩ ra được là ngươi lắng nghe lời ta đến thế. Hy Bình đáp lại, không phải vậy, do ta tối qua không có nơi để đi bởi vậy chuẩn bị tinh thần trước. Lãng Vô Tâm thắc mắc, ngươi có tinh thần gì chứ? Hy Bình thành thật nói, ta đã canh cửa suốt đêm qua. Lãng Vô Tâm nói, cũng chẳng lạ gì lắm, từ lâu ta đã nghĩ ngươi trông như một con chó bảo vệ nhà, chỉ khác chút là ngươi bảo vệ một nhóm đàn bà con gái. Ngươi nhìn ta đây. Phong lưu tiêu sái, tự do tự tại không cần phải bảo vệ ai. Hy Bình bước bỏ đi. Lãng Vô Tâm nói vọng theo, thế nào? Sao không cãi lại ta? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, những lời này không biết ngươi đã nghe qua chưa? Đối xử chân tình với phụ nữ mới có thể nằm lên người họ. Đây là câu danh ngôn do Hy Bình phát minh ra, trong lòng cảm thấy rất tự hào, quay lại nhìn Lãng Vô Tâm đang tức tối muốn thổ huyết nói, ngươi và ta là hai loại người khác nhau. Ta bảo vệ và chăm lo cho những người thân thuộc với ta, còn ngươi thì vứt bỏ sau lưng sau khi đã hưởng thụ. Nếu ta là một con chó đực thì ngươi cũng chẳng gặp gì tốt đẹp đâu. Vì ngươi đến và đi như một con chó dại, có ngày bị người ta dùng gậy đập cho đến chết. Hoàng Hy Bình, ngươi dám nói ta như vậy sao? Lãng Vô Tâm ta đường đường là một mỹ nam tử phong độ, làm thế nào có thể là loại chó như vậy chứ? Hy Bình nghiêm mặt nói, ta không nói hình dung ngươi. Ta nói đều có lý do, giống như là sướng danh giới thiệu sướng ca vậy, ai? Nói ra thì thật là lâu, quên đi vậy. Lãng Vô Tâm gầm lên, xuất chiêu đi. Hy Bình dừng bước, liếc nhìn Lãng Vô Tâm, bực mình cười, người thật sự muốn đánh nhau sao? Lãng Vô Tâm gật đầu, rất nghiêm túc nói, phải. Đánh nhau, dã tâm của Hy Bình lại nổi lên. Lãng Vô Tâm nói, nhưng bằng cách khác. Ta không có hứng thú. Hy Bình cúi đầu xuống thở dài, quyết đấu mà không phải đánh đấm, thật khó làm cho người ta có hứng thú. Bằng phương cách quyết đấu khác thì hắn cảm thấy lo ngại, nếu quả đó là phương thức mà Thủy Khiết Thu thích, thì hắn chẳng phải thảm bại rồi sao? Hơn nữa, Thủy Khiết Thu quả là mỹ nữ cả thiên hạ không thể thắng nổi, nếu như mà Lãng Vô Tâm cũng muốn quyết đấu với hắn trên giường, nghĩ đến đã muốn ốm, xin miễn. Hai sư huynh muội đó, có thể sử dụng cùng một chiêu lắm. Rất có thể Lãng Vô Tâm cũng có kiểu yêu đương kỳ dị, tốt nhất là mau chuồn,
cũng đã muộn lắm rồi. Hy Bình cước bộ gia tăng, đột nhiên phát giác y phục trên người bị xé ra. Hắn vốn thần kinh quá nhạy, học theo nữ nhân bị dâm tặc cưỡng đoạt, tức thì kêu lên thê thảm, ô, lãng vô tâm ngươi muốn làm gì ta? Đêm hôm khuya khoắt, lại muốn xé đồ ta ra, nếu không bỏ ra, đừng trách ta phi lễ, bỏ ra. Nào, muốn tốt hay xấu đây? Hình tượng đẹp nếu không biết giữ gìn, chẳng phải sẽ như dâm phụ lắc qua lắc lại sao? Lãng vô tâm theo phản xạ thả hắn ra, toàn thân nổi da gà, tức giận nói, bộ dạng, khẩu khí của ngươi như quả phụ có chồng bị làm nhục nói chuyện với ta, đừng làm ta mơ thấy ác mộng. Dừng lại, lão tử đối với nam nhân vốn không có hứng thú, tiểu tử ngươi tìm lộn người rồi. May thay, Hy Bình vuốt vuốt ngực nói, cuối cùng cũng bớt căng thẳng, làm ta sợ ngươi định ôm ta mà làm chuyện đó. Lãng vô tâm nhổ một bãi nước bọt nói, ta nhổ. Hy Bình bịt mũi, miệng lầm bầm, thối quá, ai, ai, ai đánh rắm. Mau tránh xa lão tử ra. Lãng vô tâm hỏi, ngươi giỡn đủ chưa? Hy Bình mệt mỏi nói, ta muốn đi ngủ. Lãng vô tâm nhìn Hy Bình không muốn ở lâu với hắn, vội đề nghị, để ta đưa ngươi tới chỗ ngủ. Hy Bình kinh hãi nghi ngờ, ngươi tốt vậy không phải là có ý đồ gì chứ? Lãng vô tâm trợn mắt một hồi đáp, ta muốn thử thách ngươi thì có, hiểu chưa? Hy Bình cười nói, được rồi, ta để ngươi thử thách ta một lần, nếu không tâm lý của ngươi không thăng bằng. Lãng vô tâm dẫn Hy Bình tới chỗ ngủ của hắn. Hy Bình quan sát bài trí trong phòng Lãng vô tâm, cả kinh nói, qua, không thể nghĩ ra là Lãng vô tâm người lại sống trong cái phòng lớn như vậy. Có cả nơi đi cầu chứ? Phải nói là, tiểu tử ngươi và Lạc Thiên đúng là có quan hệ thân thích. Thật là lãng phí tiền bạc. Lãng vô tâm hừ một tiếng, nói, đừng náo nhiệt, trong phòng này có 31 nữ nhân, không phải nơi ta nghỉ ngơi. Ta ngủ ở chỗ khác, đây là quần phương các của ta, chuyên dùng để lưu trữ nữ nhân của ta, hiểu chưa? Đồ heo! Hy Bình tức khí nói, lãng vô tâm, ngươi còn nói với ta như vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Mẹ ơi, đừng ép ca thần ta phải hát tại đây. Lãng vô tâm đã biết hắn ca hát hại lợi hại thế nào, mau chóng chịu thua, tối nay ngươi nghỉ tại đây. Hy Bình thất kinh, cái gì? Tay giờ lên trán lãng vô tâm. Lãng vô tâm không khách khí gạt tay hắn ra, hắn lại nói tiếp, ngươi không bệnh chứ? Lãng vô tâm đáp, ta khỏe mạn giống như châu mộc, làm sao bệnh được chứ? Hy Bình nói, không bệnh sao ngươi nói ta ngủ ở đây? Ngươi không dám, lãng vô tâm hỏi. Hy Bình đẩy lãng vô tâm lui ra, sau đó trả lời hắn, ai nói ta không dám. Chỉ là không biết nữ nhân ngươi có nguyện ý không thôi. Tối thui như vậy, họ làm sao biết ngươi là ai? Hy Bình nhìn mắt lãng vô tâm than, đã không biết ngươi hào phóng như vậy, làm nữ nhân của ngươi thật là khổ. Ai, về vấn đề này, ta hoàn toàn chẳng muốn. Ta thả cưỡng bức nữ nhân, cũng còn cho họ biết là bị ai hiếp dâm. Nhưng trong phòng tối thui này của ngươi, ta đã phải hy sinh nhan sắc của ta giúp ngươi phục vụ cho những nữ nhân đói khát của ngươi, và sẽ không được ai biết mà nói với ta một lời tri ân. Lãng vô tâm vốn dĩ đã nghĩ Hy Bình có thể nói những lời dơ bẩn như vậy, nào ngờ Hy Bình lại còn muốn sau này còn có người tưởng thưởng hắn. Không thể biết được cái đầu heo trước mắt nghĩ gì, lãng vô tâm nói, đây là phương thức quyết đấu khác của ta. Hy Bình đáp trả, ngươi và Thủy Khiết Thu thật cùng một kiểu cách, muốn đo lường sức mạnh trên giường của ta. Phải không? Lãng vô tâm nói, không sai, vấn đề này thực sự chỉ có hai người chúng ta biết. Ta bảo đảm bằng danh dự cá nhân ta, sẽ không có người thứ ba nghe thấy, ngươi có thể an tâm. Hy Bình rất miễn cưỡng, danh dự của ngươi. Thế nào, không tin ta sao? Ta miễn cưỡng tin ngươi vậy, mà nhân cách của ngươi không như thế, cũng chẳng tốt hơn ta được một điểm nào cả. Lãng vô tâm nói dư thừa, thời gian không còn nhiều. Ngươi có tham gia không? Hy Bình thắc mắc, ngươi vô năng, nữ nhân của ngươi, ngươi không thương yêu, lại đổ cho lão tử giải quyết hộ. Sao lại có chuyện này trên thế gian chứ? Không làm. Lãng vô tâm nói, ngươi sợ thua ta sao? Hy Bình không đôi co, hỏi, ngươi có thể làm bao nhiêu nữ nhân thỏa mãn được trong một lần? Lãng vô tâm cao ngạo nói, tất cả. Thật không? Hy Bình nghi ngờ nhìn lãng vô tâm, ngạc nhiên, ngươi nói thì hay đấy. Ha ha, nhưng mà lão tử khó mà tin nổi. Nếu ngươi có thể hàng phục 31 người trong một đêm, mẹ của ta cũng phải bái ngươi làm thầy. Lãng vô tâm tức khí đáp, ta không nhận kiểu đồ đệ đó của ngươi,
ngươi thì không đủ tư cách. Hy Bình lập tức tay hoành trước ngực nhìn Lãng Vô Tâm nói, quyết đấu. Nói xong câu đó, liền phô bày dáng điệu độc nhất của hắn, hiển lộ con người bí mật vào mỗi đêm. Lãng Vô Tâm trách, đừng làm bộ dạng kinh tởm đó trước mặt ta, lão tử không có hứng thú xem. Hy Bình đứng thẳng người, cười cười vui vẻ, ngươi sợ sao? Đã biết tiểu tử ngươi vốn nhát gan mà. Lãng Vô Tâm không quản đến, muốn quyết đấu để nhập phòng. Khi nào hoàn tất bọn họ, thì ta chấp nhận thất bại. Sau này ngoại trừ cùng ngươi tranh mộng hương, những nữ nhân khác của ngươi ta sẽ không đụng vào. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn. Hy Bình cười nói, ta nói thật, nữ nhân của ta muốn cũng không thể đụng vào. Chỉ duy nhất Tư Nhi là ta nhường cho đi với ngươi, nếu ngay lúc đầu ta giữ nàng lại, ngươi đã không thể làm gì được. Ngươi nên biết, Tư Nhi từ đầu đến cuối vẫn là yêu ta. Kể cả Mộng Hương, ngươi hãy đánh bại Triệu Nhị Công Tử, và Lạc Thiên Đá, sau đó mới tranh giành với ta. Ai, bọn ngươi kỳ thực không có cơ hội lớn, ngươi đã nhìn thấy diện mạo thật của Mộng Hương chưa? Vẫn chưa à, lão tử đây đã xem qua, và cũng đã hôn lên đôi môi xinh xắn của cô ấy. Lãng Vô Tâm, đừng nóng giận, ta đang nói sự thật cho ngươi biết. Tất nhiên, sự thật thường làm thế nhân khó tiếp nhận. Bất quá, ngươi nói có đại bí mật, ta thực sự đang muốn nghe đây, nói đi, Lãng Vô Tâm, đây là cơ hội cho ngươi trổ tài hùng biện của mình đó. Lãng Vô Tâm chỉ biết hướng vào phòng, rồi mở miệng, đã nghe qua ngươi là ngựa tốt, bởi vậy trước tiên nhờ ngươi an phủ con ngựa cái của ta rồi nói tiếp. Hy Bình nhếch mép hỏi lại, ta luôn luôn nghĩ ngươi đùa giỡn. Lãng Vô Tâm nghiêm nghị, ta nói sự thật đó. Hy Bình nổi giận, thật không nhìn ra được con người này của ngươi. Lãng Vô Tâm bước qua Hy Bình, trước của phòng, nói to, mỹ nhân, ta đã quay lại đây. Trong phòng phát ra một loạt tiếng động nhỏ, ánh đèn sáng lên. Lãng Vô Tâm vội ngăn, các nàng mau tắt đèn, đêm nay ta muốn tiến hành một ý tưởng mới, sủng ái ngươi trong tối. Trong phòng lại tối trở lại, bên trong một giọng nói vang ra. Không biết công tử muốn cùng với ai đêm nay. Toàn bộ, Lãng Vô Tâm quay đầu nhìn Hy Bình đang si ngốc vào phòng, bên trong một loạt tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Sau khi tất cả im lặng trở lại, Lãng Vô Tâm bước tới trước Hy Bình, nói nhỏ vào tai hắn, nữ nhân của ta không xấu, vốn không định để đãi ngươi, mau đến đi. Để ta xem tại sao có nhiều nữ nhân sẵn sàng chết vì ngươi, cũng là để chứng minh năng lực tiếp đãi một lúc nhiều nữ nhân của ngươi. Hy Bình nghi ngờ, người nói bí mật kia và ta có liên hệ sao? Lãng Vô Tâm đáp, đương nhiên. Hy Bình hỏi tiếp, chỉ có thể dùng phương thức này để trao đổi. Lãng Vô Tâm gật đầu, ta thích phương thức này. Hy Bình trầm mặc. Lãng Vô Tâm tiến bước tới, Hy Bình theo sau. Hai người đi đến trước phòng, Lãng Vô Tâm gõ lên cửa hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã làm theo công tử phân phó. Âm thanh của đám nữ nhân vang lên bên trong. Giống như tiếng rên rỉ của dâm phụ vậy. Lãng Vô Tâm mở cửa, đột nhiên xuất một cước đạp Hy Bình vào trong, Hy Bình kêu lên một tiếng ui ra, Lãng Vô Tâm tức thì nói lớn lên, bổn công tử tới đây. Sau đó, cửa phòng được đóng lại, Hy Bình thì ngã vào một nữ nhân đang lõa thể. Nữ nhân này đau đớn kêu lên, ai ra, công tử, người làm nô gia đau, người trước kia vốn tao nhã sao hôm nay bỗng trở nên thô lỗ vậy. Lãng Vô Tâm đứng ở bên ngoài của cười thầm, lòng nghĩ, Hoàng Hy Bình, ngươi không muốn cũng phải làm, để ta xem ngươi cỡ nào mà có thể làm những mỹ nhân kia phải điên đảo, không phải chỉ dựa vào bộ mặt của ngươi chứ. Hy Bình không thể đáp lời nữ nhân, 31 nữ nhân này, hắn có thể đối phó. Khi tại Dã Mã tộc, hắn vốn đã kinh qua, nhưng những nữ nhân này vốn là người của Lãng Vô Tâm. Tuy nói hắn với Lãng Vô Tâm chả phải là bằng hữu gì nhưng mà làm việc này với đám nữ nhân của hắn, thật không phải đối với Lãng Vô Tâm cũng như không phải đối với nữ nhân vô tri này. Chỉ là một khi đã đến đây, cũng phải làm ra sức một phen. Hắn vốn không phải quân tử, thật là giống sắc lang. Bây giờ kim thân ta ở giữa bầy cừu, làm sao có thể không có chút thể hiện. Lãng Vô Tâm, từ từ ở ngoài mà bực mình đi. Vén màn bí mật thôi. Hy Bình nghĩ đến đó, liền hạ thủ cước trên thân thể nữ nhân đó, đồng thời để các nữ nhân khác giúp hắn thoát y. Nữ nhân dưới cơ thể hắn sờ thấy cơ ngực cường tráng của hắn, hốt hoảng hỏi, công tử, cơ bắp của người còn tại sao lại phát triển hơn tối qua? Hy Bình kinh hoàng, môi tức thời lấp khóa miệng nữ nhân đó lại, không để nàng ta nói nữa.
Nữ nhân này tuy tồn tại hoài nghi, nhưng lại không thể xác nhận, do đó cũng không nói nữa, chỉ biết hưởng thụ sủng ái của Hy Bình. Đêm nay thật là tối, trong phòng cả bóng cũng không thể thấy. Dương căn của Hy Bình đột ngột tiến vào nữ nhân đó, cảm giác cái của nữ nhân này thật chật và hẹp, nghi ngờ nữ nhân này tuy hoa xuân đã được hái, nhưng kinh qua chưa nhiều. Gần như đồng thời, nữ nhân khác cũng đã cảm thấy sự khác biệt cũng như sự điềm nhiên vô tình, ả trách công tử, người đối với nô gia không có tình cảm. Hy Bình đại kinh, nằm sấp bất động trên người nữ nhân. Nữ nhân oán thán, thiếp đã không liệu trước được tình cảm của công tử. Công tử có qua nhiều nữ nhân, làm sao có thể dồn tình cảm cho một người. Chỉ là trước đây không thể cảm giác được sự quan tâm của công tử, nay đột nhiên cảm nhận được, không biết tại sao, thiếp thực muốn biết. Công tử, người ta hiện tại rất đau, công tử có thể thu nhỏ hơn được không? Người trước đây không to và dài như vậy, người đã thay đổi. Hy Bình nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy thương cảm. Nữ nhân này, biết là không thể giành được tình cảm của lãng vô tâm nhưng cũng không kêu ca hay hối hận, có lẽ cũng không biết khi trời sáng có thể bị ruồng bỏ bởi lãng vô tâm. Thành ra trong tim Hy Bình trỗi dậy một sự đồng tình với họ, kèm theo đó là những tình cảm vô cùng nhu tình. Nữ nhân cảm giác dương căn của hắn đột nhiên biến đổi đồng thời có thể cảm nhận được nhu tình đến từ trong thâm tâm của hắn, không thể tự chủ rên gì kêu lên, miệng líu lo công tử, kể cả ngày mai người muốn thiếp rời đi, thì cũng có thể được. Thiếp vốn đã thỏa mãn, chàng đối đãi với thiếp quả thật bằng nhu tình xuất phát từ trong tim. Hy Bình trong lòng nói, đêm nay, nàng không chỉ đạt được nhu tình mà nàng muốn, mà ta còn có thể giúp nàng đạt được hoan lạc mà cả đời nàng đi tìm. Những gì lãng vô tâm vốn không thể đem lại, ta sẽ đền bù cho nàng. Hy Bình tự nhiên nhận ra rằng mình đúng là đấng cứu thế, đúng là suy nghĩ của đầu heo. Nữ nhân ở dưới hắn đích xác cảm nhận được khoái cảm được kết giao giữa nhục thể và tâm hồn. Ở trong bóng tối này, ả sẽ nhớ mãi cái cảm giác này, và cả cái cảm giác từ từ hôn mê này nữa. Đây là lần đầu tiên ả ngủ đi khi tác ái, nữ nhân này đã 3 lần tác ái với lãng vô tâm, đây là lần thứ 4. Lãng vô tâm đã không thể làm ả ngủ say như chết. Nàng nhận ra lãng vô tâm tối nay thật sự khác biệt so với những lần trước, thực sự tuyệt vời. Hy Bình thở ra một hơi, ải thứ nhất đã qua không biết ải thứ hai thế nào đây. Hy Bình chuyển thân tới một nữ nhân lõa thể khác, phát giác hạ thể nàng này đang run rẩy, toàn thân dường như đang rất khẩn trương. Khi môi hắn phủ lên môi nàng thì cảm thấy nữ nhân này không biết hôn, thầm nghĩ, nữ nhân này thật chán ngán. Lãng vô tâm vẫn chưa thực sự hôn cô ấy sao? Tên tiểu tử này đoạt hoa thật vội vàng. Hy Bình đưa tay hạ lạc tại hạ thể của nữ nhân. Hai chân của nàng kẹp chặt, miệng rên rỉ. Hy Bình thực sự khám phá ra nữ nhân này vốn đã ẩm ướt, biết là liền có thể cùng nữ nhân này chiến đấu. Nữ nhân trong phòng toàn bộ đã bị động tình, xem ra có thể bỏ qua khúc dạo đầu, sau này sẽ trực tiếp đi vào chánh đề. Hắn tách hai chân nữ nhân này, thổ bạo thâm nhập cấm địa. Chỉ nghe nữ nhân thất thanh la thảm, lập tức hôn mê ngất đi. Nữ nhân yếu đuối này, nguyên lai vốn là xử nữ. Hy Bình tại đường chàng đâm ra ngớ ngẩn, xử nữ. Nguyên lai tên tiểu tử lãng vô tâm này gạt ta. Cái gì mà toàn bộ, sao vẫn còn một xử nữ trong phòng? Mẹ ơi, quỷ tiểu tử, chắc chắn có âm mưu. Hắn rời khỏi cơ thể xử nữ đó, tiến nhập một cơ thể nữ nhân khác cứ thế lặp lại. Thời gian trôi qua. Tại ngoài cửa lãng vô tâm càng lúc càng kinh ngạc, Hoàng Hy Bình, người thật sự là giống ngựa tốt ha, lãng vô tâm ta thật sự bội phục. Hy Bình ngờ ngợ nữ nhân dưới hạ thể hắn đã là người thứ 30, tựa hồ chỉ còn lại một. Hắn ở trên chiếc giường này du hy, phát giác ra căn phòng này như một tấm thảm lông, không gian rộng rãi, không có vật gì, liền cảm thấy muốn thực sự học hỏi lãng vô tâm. Hắn nghĩ, sau này quay về bài trí một căn phòng như thế này, các giường nối liền với nhau. Trong phòng tất cả nữ nhân khỏa thân nằm trên thảm, hắn tự do hoạt động. Không, theo như lãng vô tâm nói, đúng là cho dù làm thế nào, nữ nhân cũng không phản kháng. Chỉ là tại lúc hắn tiến nhập, nữ nhân trong lòng cũng ít nhiều có hoài nghi, nhưng điều làm hắn thực sự kinh ngạc, trong 30 nữ nhân này, có đến 5 người là xử nữ. Nữ nhân phía dưới hắn hốt nhiên rên nhỏ, ngươi là ai? Hy Bình không trả lời, chỉ gia tăng động tác thêm mãnh liệt. Nữ nhân hai tay đẩy ngực hắn, nói, ngươi là đồ phôi đản, của ngươi to lớn, lại mạnh mẽ, Phương Nhi không muốn ngươi, ngươi. Hy Bình biết không thể để ả tiếp tục nói,
Tuy nhiên hầu hết nữ nhân đã ngủ mê mệt, nhưng vẫn còn một người thức, bởi vậy hắn đã dùng thiên địa giao hợp, làm cho ả đạt tới cao trào, khiến cho ả ngủ mê mệt. Hắn không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho thể diện của Lãng Vô Tâm, qua ngày mai, nếu ả có nói với người khác, lúc đó Hoàng Hy Bình ta cũng không quản tới. Hắn rời khỏi nhục thể của nữ nhân tên là Phương Nhi, tiến tới bên trên thân thể nữ nhân cuối cùng. Bằng vào da thịt đang run lên và thần kinh đang khẩn trương của nữ nhân đó, hắn đã biết, nữ nhân cuối cùng này vẫn còn là xử nữ. Nói tóm lại, trong 31 đám cỏ ngọt của Lãng Vô Tâm, còn có tới 6 đám còn chưa được khai khẩn. Hắn hôn lên miệng nữ nhân này, môi của ả vẫn còn cương cứng. Hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không hoài nghi thân phận của hắn, vì thế có thể an tâm hôn ả. Hắn lần này tiến nhập một cách nhẹ nhàng, nữ nhân cố gắng chống trả lại nỗi đau, không kêu lên một tiếng, máu từ nơi đó tuôn ra. Hy Bình tiến lui thực sự nhẹ nhàng, dục tính của nữ nhân đó dần dần tăng lên, hạ thể chuyển đưa theo tiết tấu. Vào lúc đó, đột nhiên hắn cảm thấy ngực trái đau nhói, tựa như bị dao đâm vào, chỉ là mới đâm vào ra sau đó không thể tiến thêm nữa. Hắn đoạt lấy chủy thủ trong tay nữ nhân, suy nghĩ đầu tiên, nữ nhân này muốn hạ sát Lãng Vô Tâm. Suy nghĩ tiếp theo, cũng may lão tử mệnh lớn. Ý nghĩ thứ ba, muốn giết lão tử. Xem lão tử giết ngươi không còn một manh giáp. Tức thì tiến nhập như điên, nữ nhân cảm thấy tâm lý hắn biến đổi. Từ nhu tình muôn vàn liền biến thành thô bạo như cuồng, dường như mãnh thú xâm phạm trọng địa, ả kêu khóc la lên, Lãng Vô Tâm, ngươi không phải người. Ta phải giết ngươi, ta thay tỷ tỷ báo thù, ô ô, tỷ tỷ, Timo xin lỗi tỷ tỷ, không thể giết được tên cầm thú này, lại bị hắn, a hát, không, ngươi thả ta ra, Lãng Vô Tâm, ngươi hãy giết ta đi, ta không cho phép ngươi làm nhục ta lần nữa. Cả hai tay ả đấm thùm thụp vào Hy Bình, cả người vùng vẫy. Hy Bình giữ chặt hai tay ả, tiếp tục hoạt động. Ả ta lại cúi đầu cắn lên tay Hy Bình. Hy Bình chịu đau, nghĩ thầm, số nữ nhân người, ngày hôm nay trên đường lớn đã đánh ta hai chưởng, hiện tại lại còn dùng đao làm đau ta, đã thế lại còn cắn ta. Nếu ta không ra tay với ngươi, ta còn có thể là Hoàng Hy Bình không? Thì ra nữ nhân này ban ngày bị giày của hắn đụng trúng ngực, cũng là thiếu nữ xinh đẹp bị hắn nằm đè lên trên đường lớn. Hắn từ thanh âm của ả mà nhận ra. Hy Bình đột nhiên tăng kích cỡ dương căn lên cực đại, nữ nhân kêu gào cực lớn, Lãng Vô Tâm, ta cầu xin người, để ta chết, ta đau. Hy Bình chỉ giảm kích cỡ xuống một chút, rồi tiếp tục đưa đẩy. Nữ nhân đã không còn cắn hắn nữa, cảm khoái của ả đã đi đến nơi sâu nhất, đầu óc đã trở nên mê mê hồ hồ, mồm không ngại ngần nói ra những điều cảm nhận được. Sau một hồi, ả luân phiên chìm đắm trong khoái cảm trùng trùng của Hy Bình mang lại, từ từ đi vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng vào lúc này, một cỗ tinh dịch nóng hổi phóng ra đi vào sâu trong ả. Trong bóng tối, Hy Bình bò qua các nữ nhân đang nằm ngang dọc dưới thảm, tới cửa liền đứng thẳng dậy mở cửa. Hắn tưởng Lăng Vô Tâm đang cầm một vòng hoa chờ đợi hắn toàn thắng trở ra, nhưng mà lại nhìn Lăng Vô Tâm đứng tại bờ tường trông như một đầu heo chết. Hy Bình cực kỳ thất vọng, chân đá vai Lăng Vô Tâm. Phẫn nộ, Lăng Vô Tâm, mẹ ngươi không dạy ngươi sao, khi đang xem ngươi lại đi ngủ à? Lăng Vô Tâm giật mình tỉnh dậy nhìn quanh, hai mắt hắn từ từ mở ra, một hồi lâu mới tỉnh lại, xem xét hai lần thấy ngày đã sáng, mới nhận ra Hy Bình đang trần như nhộng phô bày cơ thể rất là nam nhân của hắn, hỏi trong sự ngạc nhiên, ngươi ra rồi à? Trong mơ ta bị trâu húc, nên đã tỉnh được một lúc. Mà sao ngươi không mặc đồ? Hy Bình trả lời, trong đó tối như vậy. Đồ của ta không biết nó nằm ở cái xó nào trong nhóm nữ nhân của ngươi, làm thế nào ta mặc được. Đứng dậy, thắp đèn cho lão tử, ta phải đi tìm đồ mặc. Lăng Vô Tâm như đã bắt đầu tỉnh hỏi tiếp, ngươi đã làm bọn họ hôn mê hết. Chính là lão chư ta. Hy Bình rất muốn đạp cho Lăng Vô Tâm thêm một cước nữa, nhưng cố dằn lại và tiếp tục, không còn gì nữa ta đi ra đây. Lăng Vô Tâm nói, ngươi đợi đã, hắn vào kế bên thắp một ngọn đèn dầu bước ra. Nghi ngờ với Hy Bình, thật sự không còn một ai tỉnh sao? Hy Bình nói, điều này thì ta không dám khẳng định, bởi vì sau khi hôn mê tất cả sẽ tỉnh, ta chỉ biết chắn chắn hôn mê. Thế nào, người e sợ à? Lăng Vô Tâm nghiến răng, đi. Hắn mở cửa dẫn tiến vào phòng, đầu tiên thấy các nữ nhân đang nằm la liệt dưới thảm ngủ như chết, không một ai còn tỉnh, tuyệt đối ngủ say trên thảm. Hắn nhìn kinh ngạc. Hoàng Hy Bình tên tiểu tử này thực sự không chỉ là một con ngựa giống,
mà là một con ngựa giống làm bằng sắt. Mẹ kiếp, đó là Thắng Thắn mà đánh giá hắn. Hy Bình khẽ nhích người các nữ nhân qua một bên để lấy lại đồ của hắn, mặc kệ thấy y phục hắn hư hỏng bao nhiêu, hắn liền mặc y phục lên người, trông thật chẳng khác chi đệ tử cái bang. Lăng Vô Tâm cười đùa giỡn, người sáng mai ra đường, nhất định sẽ được nhiều người cho tiền à nha. Lăng Vô Tâm, người dám cười nửa tiếng nữa, ta sẽ đem chuyện tối nay công bố ra. Người dám sao? Hy Bình hầm hừ, người thử xem. Nữ nhân của ta có thể không quản ta và nữ nhân khác tương hảo. Nhưng để người ta biết tiểu tử ngươi thình lình kêu người khác thay thế để làm chuyện này, thì chuyện phong lưu của ngươi, Tiên Duyên Cốc Mãnh Nam, có thể hạ thấp xuống 1000 trượng. Ha ha, ta luôn nghĩ tiểu tử ngươi nhiều năng lượng không ngờ vẫn còn sáu xử nữ, thật thất vọng. Lăng Vô Tâm vội lý giải, là bởi ta không có đủ thời gian, chứ không phải Lãnh Vô Tâm không có năng lực. Cả xử nữ ta cũng cho ngươi. Ngươi vẫn còn chuyện gì bất mãn nữa? Hy Bình vẫn còn giận dữ, ta có cái gì không vừa lòng? Lão tử sợ gần chết đấy. Mẹ kiếp, Lăng Vô Tâm, ngươi thật thiếu đức, có nữ nhân không do dự thình lình lấy mạng của ngươi để đổi lấy Trinh Bạch đấy. Hắn chỉ vào Timo, nàng ta muốn giết ngươi đó, ngươi biết không? Lăng Vô Tâm tự nhiên hồi đáp, điều này thì ta đã biết. Nàng ta rất giống chị mình. Hồi trước ta ly khai chị nàng ta. Chị nàng ta chịu không được đã tự tử. Vì thế ta đoán được nàng ta đến với ta, là vì nàng ta muốn báo thù cho chị nàng ta. Và lại ta muốn không xâm nhập nàng ta, dù nàng ta đẹp nhất trong nhóm nữ nhân của ta. Ta giữ nàng ấy bên mình, nhưng không phải chờ cơ hội để xuất thủ. Hy Bình hai mắt mở lớn tỏ ra trách móc, người đã biết rõ là nàng ta muốn giết ngươi, tại sao không nói cho ta biết một tiếng. Lão tử suýt chút nữa phải chịu chết thay ngươi. Lăng Vô Tâm nói, bởi vì ta biết ngươi da dày, đau thương bình thường không thể đả thương ngươi. Hy Bình cảnh giác, ở đây có một nữ nhân gọi là Phương Nhi, nàng ấy xác định ta không phải ngươi. Ngươi cẩn thận, không nên để nàng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài. Ngươi có thể không có thể diện, lão tử cũng rất phiền phức. Lăng Vô Tâm buồn bực, những nữ nhân này sẽ được hoán đổi. Hy Bình ngưng thần nhìn Lăng Vô Tâm, rồi nói, ngươi thật tuyệt tình. Lăng Vô Tâm vẫn bình thản đáp, ta được gọi là Lăng Vô Tâm, dĩ nhiên là không có tâm rồi, làm sao có tình. Hy Bình không còn kiên nhẫn, ta không thể cùng ngươi nói nhảm, nhanh nhanh nói ra bí mật, ta phải quay về ngủ đây. Lăng Vô Tâm không gấp, hỏi lại, có gì phải lo lắng chứ? Hy Bình nổi lửa lớn tiếng, ngươi không lo, nhưng lão tử lo. Còn mẹ ngươi có thể an tâm đánh một giấc ngủ ngon, còn ta thì phải lao lực. Ngươi nghĩ lão tử ta không mệt sao? Lăng Vô Tâm hồ nghi, thật sự phải nói sao? Hy Bình hiếu kỳ, đương nhiên, ngươi nghĩ ta cực khổ vì cái gì? Lăng Vô Tâm suy nghĩ một hồi, có phần do dự, bí mật này, dù thật có nói ra cũng không có cảm giác hay. Hy Bình đột nhiên có cảm giác choáng váng, giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Bí mật này là gì, với ta có quan hệ ư? Lăng Vô Tâm dứt khoát, tốt, nói chung bí mật này và ngươi thực có quan hệ, đó là... Người thực sự mạnh mẽ. Hy Bình biết thực sự tối nay đã bị gạt, phàn nàn, đó là đại bí mật ư. Lăng Vô Tâm gật đầu, đúng vậy. Hy Bình đưa tay gõ lên trên đỉnh đầu hắn, trước không muốn gõ đầu ngươi, nhưng ta phải gõ, đây là bí mật to lớn. Mẹ kiếp, Lăng Vô Tâm, sau khi ta về nghỉ ngơi hồi phục tinh thần quay lại, lại đánh một bên mặt ngươi một cái nữa. Nói xong hắn quay người ra khỏi cổng. Lăng Vô Tâm thở dài, Thủy Khiết Thu hôm nay đã khóc nửa ngày, có lẽ tối nay nàng sẽ không thể ngủ, ngươi nên tìm cô ấy. Nàng ở trong căn phòng phía sau căn nhà này, khoảng cách từ đây tầm 50 bước chân, ngươi đi đến đó rất nhanh. Hy Bình gõ cửa phòng Thủy Khiết Thu, hắn không biết khi gõ cửa có người ra mở cửa hay không, Thủy Khiết Thu không biết đã thực sự nghỉ ngơi được hay không. Trong phòng tiếng Thủy Khiết Thu hỏi, là Vô Tâm sư huynh phải không? Hy Bình nói ta. Trong phòng một sự tĩnh lặng, sau đó có tiếng bước chân vang lên, ánh đèn sáng lên, Thủy Khiết Thu mở cửa nhìn Hy Bình kinh ngạc hỏi, tại sao đồ của ngươi lại trở thành rách nát như vậy? Hy Bình không trả lời, mà nói, để ta vào trong rồi nói. Thủy Khiết Thu do dự, tại sao ngươi không quay lại phong nhân viện để nghỉ ngơi vào giờ này? Hy Bình đáp, ta muốn gặp nàng. Thủy Khiết Thu nhường Hy Bình tiến vào phòng, đóng cửa lại, quay đầu thấy Hy Bình đã ngồi trên giường. Giường bên trong, Thủy Thiên vẫn đang ngủ say, Thủy Khiết Thu đến bên giường nghi vấn, có chuyện gì?
Hy Bình đột nhiên thở ra, không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi. Hắn đứng dậy muốn đi, Thủy Khiết Thu ôm hắn cản lại, người bị đánh thức bởi tiếng động khác, vì thế mới đi dạo phải không? Hy Bình bình thản, nàng đối với ta rất lãnh đạm. Ta không đi là có ý tứ gì, nói thêm lần nữa là ta rất buồn ngủ. Đầu Thủy Khiết Thu dựa vào lòng hắn, rồi mạnh mẽ rời khỏi, tiếp tục hỏi, trên người ngươi có nhiều mùi vị, ngươi vừa mới làm gì? Hy Bình thành thật trả lời, cùng nữ nhân hoan ái, đây đích thực là mùi vị của tình ái. Miệng Thủy Khiết Thu hung hăng cắn vào ngực hắn, tức giận, đã như vậy, vì sao ngươi còn đến phòng người ta? Ngươi luôn luôn như vậy, muốn Khiết Thu tức giận, ngươi đến với nữ nhân khác để chọc tức ta hận ngươi. Hy Bình ôm chặt nàng, ngồi xuống cạnh giường, nhìn áo ngũ của Thủy Tiên, giọng ôn nhu, nàng cũng không giận ta chứ. Thủy Khiết Thu phủ nhận, ta không có. Hy Bình cảm thán nói, Lạc Thiên đích thực là nam nhân không sai, nhưng ta không thích hắn. Thủy Khiết Thu không hiểu, hỏi, ngươi bởi vì sao sinh ghen tức với biểu ca? Hy Bình đáp, ta vốn nghĩ là Lạc Thiên thích nàng, là người nàng đã chọn. Ta không thể nói được, hơn nữa, bây giờ ta cũng không biết nói thế nào. Thủy Khiết Thu ngước mặt nhìn hắn mỉm cười hỏi, tại sao? Hy Bình nói, nữ nhân của hắn quả thật hơn nữ nhân của ta nhiều. Nàng đã chọn hắn, ta còn có thể nói gì đây? Thủy Khiết Thu lặng yên. Nàng toàn tâm muốn lấy Lạc Thiên, có biết Lạc Thiên có hết dạ với nàng không? Đôi khi ta nghi ngờ Lạc Thiên không phải là một người lý tưởng. Kỳ thật hắn rất thực dụng, mặc dù ta và hắn lại đồng đạo với nhau, nhưng ta có cảm giác. Đừng nghĩ là ta không có cảm giác, đó chỉ là nhận thức khác, ta không có ý gì cả. Khiết Thu, nàng có lẽ yêu Lạc Thiên, tình yêu của nàng không đáng, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu. Có người nói nàng khóc sáng nay, vì vậy ta đến để làm nàng ngừng khóc. Khi nào muốn quay về, trở lại ngực ta, nàng sẽ cảm giác được chân tình của ta. Nếu ta phải chết, cũng phải giải Tuyết Kình chi thân cho nàng. Nếu có cơ hội hãy hỏi cha nàng, người có cửu dương trọng thể có thể giải được Tuyết Kình chi thân không? Thủy Khiết Thu nghe như vừa tỉnh giấc mộng, chàng là người có cửu dương trọng thể. Hy Bình khẽ cười, không đáp, đặt Thủy Khiết Thu nằm xuống giường, đứng dậy bỏ đi. Thủy Khiết Thu si ngốc nhìn, chỉ khi cửa đóng lại mới xuống giường rồi mới lên tiếng, Thủy Tiên, đừng giả vờ ngủ nữa, hắn đã đi rồi, nói chuyện với ta. Ta không thể ngủ được. Thủy Tiên hai mắt mở to trả lời, tiểu thư, tôi đã rất sợ hồi nãy. Thủy Khiết Thu hỏi, ngươi sợ gì? Thủy Tiên đáp, tôi sợ hắn sẽ nghỉ lại đây. Ngươi đã biết con người hắn, một khi hắn nghỉ lại đây, không có gì có thể khiến hắn ra. Thủy Khiết Thu gật đầu tán thành, ừ. Bất quá hôm nay ta đã làm thương tổn hắn sẽ không lưu lại đây đâu. Thủy Tiên hỏi lại, tiểu thư, người biết đã làm thương tổn hắn sao? Thủy Khiết Thu hồi đáp, kỳ thật ta không đoán chắc lắm, chỉ là khi con người khi tiến lui đều khó, thì phải lựa chọn. Có lẽ biểu ca thực sự không yêu ta, nhưng ta đã mộng tưởng sẽ trở thành thê tử của biểu ca. Con người sống vì mộng, đặc biệt ta lại là nữ nhân, cuộc sống nếu không có mộng sẽ không có thú vị gì cả. Thủy Tiên đứng dậy ôm chặt Thủy Khiết Thu an ủi, nếu như hắn thực sự muốn Thủy Tiên, người nói Thủy Tiên nên làm thế nào? Khuôn mặt của hắn quả thật quá thu hút. Thủy Khiết Thu hồ nghi, đó là vấn đề của ngươi, hỏi ta cũng vô dụng. Nhưng, Thủy Tiên giọng nhỏ lại, nghe nói thực sự rất đau. Thủy Khiết Thu hai mắt tròn xoe, ngươi nghĩ như vậy sao? Điều này dễ thôi, ta sẽ cho ngươi uống thuốc tê, thế thì không còn cảm giác đau nữa sao? Thủy Tiên đỏ mặt bẽn lẽn nói, không phải người cũng có cảm giác đó sao? Thủy Khiết Thu hồ nghi, không phải người sợ đau sao? Thủy Tiên xấu hổ, tiểu thư, người đáng ghét lắm. Hy Bình từ phòng Thủy Khiết Thu ra ngoài, trời đã sáng. Trên mặt đất ánh sáng phủ qua, đã có nhiều vấn đề phát sinh không thể đoán ra được, nếu có thể biết sớm, hắn đã không đến. Bị Lăng Vô Tâm chơi xỏ làm ngựa giống, tuy có thể đạt được diễm phúc vô biên. Nhưng cũng cảm thấy nản lòng. Vì hắn mạo danh Lăng Vô Tâm làm một anh hùng trên giường thực sự không thể đạt được sự nổi tiếng, dự cảm bản thân đang mắc nợ. Dù sao, vào chiều này cuối cùng cũng thấy hắn gặp con người, Độc Cô Tuyết là một trong số đó. Nữ nhân này đã cho hắn một đứa con, hắn phải đi thăm. Thật ra nàng luôn nhớ đến hắn sau khi hắn đến Đại Địa Minh. Hắn đã quyết định phải sớm gặp nàng, nữ nhân xinh đẹp và thú vị này thực sự hận hắn từ tâm.
Có lẽ đó là một trong những lý do hắn yêu nàng, đôi khi tình yêu cũng là do quá hận mà ra. Hắn đi ra cổng lớn Đại Địa Minh, đệ tử canh gác đã tựa vào tường mà ngủ gục rồi. Nguyên do lúc bản thân người chỉ cũng lười nhác, không kỳ lạ đối với Lãng Vô Tâm cũng lười nhác. Hắn sau đó nghĩ tới Thủy Khiết Thu, nữ hài này nếu đối với hắn có tình ý, thì hắn sẽ hoành đao đoạt hoa với Lạc Thiên. Thật vậy, Thủy Khiết Thu đúng là tuyệt sắc mỹ nữ, hắn thực sự rất muốn có nàng trọn đời. Mộng Hương cũng là nữ nhân mà hắn muốn có cùng với Thủy Khiết Thu, là nữ nhân tối mỹ mà hắn từng thấy. Lý do hắn có thể thấy được chân diện mạo của Mộng Hương là khi trong phòng đó, Mộng Hương đã bị hắn ôm. Hắn lập tức cảm giác được mùi hương của Mộng Hương lần đó, bởi vậy rất nhanh Mộng Hương đã thoát ra được. Và hắn tự hứa sẵn sàng chết lần nữa để được thực hiện việc đó lần nữa. Nhưng Mộng Hương không thích hắn. Trước nữ nhân hắn rất tự tin thậm chí kiêu ngạo, nhưng hắn biết Mộng Hương không thích Hoàng Hy Bình độc đoán như vậy. Hắn trong tâm trí dường như từ bỏ Mộng Hương. Chỉ đối với Mộng Hương vì Bảo Nguyệt, dù có gì đi nữa hắn cũng không từ bỏ nàng ta. Hắn đã nói là hắn muốn trả đũa Mộng Hương, lúc này hắn đang tìm một vật làm tin. Vật làm tin này phải thực tế. Hy Bình vừa đi vừa suy nghĩ đến khi nhìn lại thì Phong Nhân Viện đã ở trước mặt. Lần này hắn thực sự chỉ nhớ, hắn là một người từ này viện đi ra, một người điên. Đúng vậy, ngoại trừ người điên, thì còn có thể là gì? Hắn suy nghĩ, tiểu điều nhi của hắn có phải thực sự đang đợi hắn quay về? Mặt trời quá đầu. Hy Bình đang nằm nghỉ chợt nghe thấy tiếng Hoa Tiểu Ba bên ngoài hô to, tỷ phu, tỷ phu. Hắn tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng chỉ có hắn và Độc Cô Thi, Đỗ Quyên, và hắn đang ôm lấy Đỗ Quyên ngủ. Đêm qua, lúc hắn đến, nơi này chỉ có hai giường, liền lấy thêm chiếc thứ ba nữa. Khi hắn quay lại, Đỗ Quyên nằm trên chiếc giường ở chính giữa, hắn không đánh thức nàng dậy, mà chui vào giường ôm nàng ngủ. Đỗ Quyên tỉnh dậy, đôi mắt tràn đầy sóng tình. Nhìn Hy Bình hỏi, chàng quay lại khi nào vậy? Hy Bình xoa mũi nàng không trả lời hỏi lại, nàng đúng là ngủ như chết, vậy nàng đi ngủ khi nào? Đỗ Quyên đáp, cả bọn thiếp cả đêm qua chờ chàng, đều là không ngủ, nhưng đợi mãi không thấy chàng về. Chỉ đến tảng sáng bọn thiếp mới ngủ, hiển nhiên là ngủ dậy cũng rất muộn. Hy Bình thắc mắc, không chờ ta quay về, nàng không ngủ trước được sao? Tỷ phu, ra đây nhanh lên, cô đệ gọi huynh đó. Hoa Tiểu Ba không ngừng kêu réo ở bên ngoài. Hy Bình lầm bầm chửi, mẹ nó, sáng sớm ra đã ở bên ngoài quạc quạc như gà, tiểu tử này đúng là giống hệt mẹ vợ. Đỗ Quyên nói, chàng đi ra đi, để cho thiếp ngủ tiếp nào. Hy Bình đùa giỡn, không muốn ta ôm nàng ngủ à? Đỗ Quyên vừa cười vừa đáp, không muốn, toàn bộ thân thể chàng toàn mùi nữ nhân, hôi muốn chết. Hy Bình cười lớn rời khỏi giường, mở cửa, nhìn thấy Hoa Tiểu Ba. Chỉ mặt mắng mỏ, Hoa tiểu tử, nhà ngươi có ý gì đây? Mỗi lần đến đều gây chuyện, làm ta không thể ngủ được, có muốn ta gõ cho lủng đầu không? Hoa Tiểu Ba liền đưa tay ôm đầu, cười hi hi, tỷ phu, đừng trách đệ, người làm phiền huynh chẳng phải là đệ mà là cô đệ kia. Đệ cũng bị bà ta ồn ào mà thức giấc, bà ta bắt đệ đến gọi huynh đến, xem ra bà ta phải tắm rửa. Ha ha, tỷ phu, đệ chạy đây, đệ nghĩ huynh không cần đệ dẫn đường đâu. Hắn nói xong quả nhiên bỏ chạy. Hy Bình bất lực lắc lắc đầu, Hoa Lôi ơi, nàng thực sự là phiền phức. Sau này ta sẽ tuyệt đối không vì nhất thời hứng thú mà tẩy táo cho nữ nhân một ngày tắm hai lần nữa. Hy Bình đẩy cửa bước vào phòng Hoa Lôi. Hoa Lôi vẫn còn nằm trên giường nói, chàng dậy thật là sớm, Lôi Lôi thực sự bị chàng ồn ào mà thức giấc. Hử, không thể, nữ nhân này kêu gào Hoa Tiểu Ba dậy, gián tiếp làm lão gia thức giấc. Bây giờ thì lại thản nhiên nói như vậy. Hy Bình đột nhiên muốn hỏi Lão Thiên thế nào là công lý. Hắn nói, nếu vậy nàng nên ngủ tiếp, ta đi. Hoàng Hy Bình, Hoa Lôi tức tối kêu, chàng dám. Lại đây, ôm ta cho đỡ lạnh. Hy Bình hỏi, nàng chẳng phải đã đi ra ngoài à? Lại còn muốn ta ôm nàng. Hoa Lôi không đáp, ai nói với chàng là ta có thể đi ra ngoài. Hy Bình thắc mắc, chẳng phải nàng bảo cháu mình đến gọi ta. Hoa Lôi trả lời, ta sai người hầu đi tìm hắn. Chàng làm cho toàn thân ta đau đớn, vô lực, làm sao mà gọi được. Nguyên lai là như thế. Hy Bình bước tới phía trước giường Hoa Lôi, ngồi xuống rồi nói, nàng thật khó chịu, chẳng trách lão gia nhà ta không muốn nàng.
Ô, tại sao ta lại chịu tội cho phụ thân thế này nhỉ? Hoa Lôi tức giận, chàng được chút tiện nghi nhỏ nhoi mà đã vội đắc chí. Nếu Hoa Lôi ta 20 năm trước bị hủy liễu, thì bây giờ chàng có được hưởng trọn vẹn không? Hy Bình than, ta hối hận vì đã trở thành nam nhân của nàng. Hoa Lôi nhìn hắn chằm chằm, nước mắt từ từ rơi ra. Hy Bình liền mang nàng ôm vào ngực hỏi, sao vừa nói thế đã rơi lệ rồi? Hoa Lôi hồi đáp, Xuân Yến tỷ tỷ nói, là tỷ ấy bảo chàng làm việc đó với thiếp. Trái tim chàng căn bản không có Hoa Lôi, chỉ là chàng muốn thiếp vì mẹ chàng muốn vậy. Điều này thực sự làm Lôi Lôi rất buồn. Bây giờ chàng lại nói là hối hận vì trở thành nam nhân của Lôi Lôi, chả phải là chẳng muốn Lôi Lôi còn gì. Hy Bình nghĩ thầm, mẹ thật sự là gây cho ta một thảm họa. Chàng nói, Lôi Lôi, đừng khóc, làm sao ta lại không muốn nàng chứ? Mẹ ta nói không đúng đâu, là ta thực sự muốn làm chuyện đó với nàng, chẳng phải là bà ấy bảo ta làm đâu. Hoa Lôi ngừng khóc, thiếp biết chàng thực sự xấu xa mà, hi hi. Vừa khóc vừa cười đó chính là đại bản lĩnh của nữ nhân. Hy Bình yêu cầu, Lôi Lôi, nàng đã là nữ nhân của ta, hãy đến ở chung phòng với ta. Hoa Lôi do dự, nhưng còn bọn họ. Bọn họ và nàng đều là nữ nhân của ta, tại sao nàng lại không muốn ở cùng bọn họ? Hoa Lôi đỏ mặt, bọn họ sẽ nhìn thấy chàng và thiếp hoàn hảo, thật là ngượng chết đi. Hy Bình cười, khi ta và bọn họ hoàn hảo, chẳng phải là nàng cũng được xem hay sao? Mọi người đều như nhau mà. Hoa Lôi giận dữ, làm chuyện đó trước mặt mọi người chẳng phải hay ho gì. Khi chàng và họ làm chuyện đó, thiếp sẽ nhắm mắt lại ngủ, thiếp chẳng thèm nhìn. Hy Bình nói, ồ, nhưng ta nhớ là khi ta và Nguyệt Nhi, Ngẫu Nhi tác ái, nàng thực sự là đã đứng xem chúng ta chẳng phải vậy sao? Hoa Lôi bực tức, Hoàng Hy Bình, chàng đúng là một sắc lang, lại nhắc lại nỗi hổ thẹn của thiếp. Thiếp phải xé xác chàng ra. Bây giờ mau đưa thiếp đi tắm nào. Độc Cô Tuyết đi vào phong nhân viện, gặp phụ thân Độc Cô Bá, nhất thời nán lại. Độc Cô Bá sáng nay đến Long Thành, biết được tứ đại thế gia đang ở tạm phong nhân viện, tiện thể ghé qua. Cháu đích tôn của lão là Độc Cô Minh biết tin liền ra nghênh tiếp, để lộ ra chuyện Độc Cô Tuyết. Lão đầu lập tức muốn đến Đại Địa Minh để kiếm con gái lớn. Độc Cô Minh nói là hắn đã gọi cô đến rồi. Lão đầu đành phải ngồi đợi. Khi nhìn thấy người con gái 20 năm mới gặp lại được, nước mắt liền trào ra, đứng bật dậy, dang rộng vòng tay. Độc Cô Tuyết lệ cũng tuôn trào, chỉ vì một phút giận dỗi, bỏ cha già đi 20 năm. Bây giờ đoàn tụ, cha đã già đi rất nhiều, nàng rúc đầu vào ngực cha mà khóc. Nàng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi trong lòng cha mà thổn thức. Độc Cô Bá ôm lấy nàng, nói, con à, bao năm rồi đi đâu? Cha vẫn thường mong mỏi con. Con biến mất chẳng có lý do gì đã 20 năm, cũng chẳng thèm quay lại thăm cha. Độc Cô Tuyết khóc mà rằng, cha, con gái xin lỗi cha. Con gái biết lỗi rồi. Độc Cô Bá tiếp tục nói, cha không mắng con. Lâu rồi không gặp con, cha thật sự rất hạnh phúc. Hai chị em con, sớm đã bỏ cha đi, mãi chẳng thấy đường về. Cuối cùng thì con cũng đã về rồi, đã về rồi. Con gái của ta. Độc Cô Tuyết vẫn còn ứa lệ, cha. Cha ngồi xuống đi. Độc Cô Bá lại ngồi xuống, ôm Độc Cô Tuyết bằng cả hai tay, kích động hỏi, con gái, để cha xem con có tốt không. Lão tập trung nhìn vào mặt Độc Cô Tuyết một hồi rồi nói, con 20 năm nay vẫn thế, cũng không thay đổi nhiều, vẫn là con gái thông minh, xinh đẹp của cha. Cha thì thực sự đã già rồi, nếu con không quay lại nữa, có lẽ đã không nhìn được mặt con nữa rồi. Độc Cô Tuyết quỳ xuống, ôm đầu vào gối cha già. Độc Cô Bá vỗ vỗ đầu nàng, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lão kéo con gái đứng dậy, quay sang Đỗ Thanh Phong ra lệnh, Thanh Phong, qua đây mang vợ về. Đừng để thất lạc nữa nhé. Đỗ Thanh Phong bước tới ôm lấy Độc Cô Tuyết, đưa lại chỗ ngồi, Vương Ngọc Phân bên trái, Độc Cô Tuyết bên phải. Vương Ngọc Phân quay sang cười với Độc Cô Tuyết cũng nở nụ cười đáp trả. Chính vào lúc đó, Hy Bình từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Độc Cô Tuyết. Liền ra vấn an. Sau đó hắn đến bên Thi Nhu Vân nhỏ nhẹ, tiểu ách ba, nhường ta chỗ này nhé. Thi Nhu Vân đứng dậy đi sang một bên, Hy Bình ôm nàng vào lòng trước mặt mọi người, rồi ngồi xuống ghế của nàng. Vương Ngọc Phân lập tức quát lên, Hoàng Hy Bình, người thật vô phép, đừng lúc nào cũng hành động như thế trước đám đông chứ. Hy Bình cười đáp lại, oa, nhạc mẫu,
con ôm tiểu ách tử của con, sao người lại tỏ thái độ đó? Người không biết kêu nhạc phụ lại ôm người một cái à? Vương Ngọc Phân tức đến đỏ hết mặt mày, Độc Cô Bá khuyên, Bình Nhi, đừng bất lịch sự thế chứ. Hi Bình nói, Gia Gia, hôm nay chẳng phải Gia Gia rất vui hay sao? Độc Cô Bá cười ha ha, vui, vui, lâu lắm rồi ta chưa vui như vậy. Ngồi cạnh Hi Bình, Đỗ Quyên hỏi nhỏ, chàng tắm rồi à? Hi Bình ghé tai thị nói, đã tắm rồi. Lôi Lôi nói, sau này tuyệt đối không muốn ta giúp nàng ta tắm nữa. Tiểu Điểu Nhi, sau này ta và nàng sẽ tắm chung. Làm chuyện đó trong nước thật là tuyệt diệu đó. Đỗ Quyên má ửng hồng, giận dỗi, chàng đi mà tắm với con heo lòng của chàng ấy. Hi Bình nói, tiểu ách ba, nàng phải tắm chung với ta đó. Không, Thi Thu Vân lập tức cự tuyệt. Vương Ngọc Phân trừng mắt nhìn Hi Bình, kéo tay Độc Cô Tuyết, tỷ tỷ, chúng ta vào trong nói chuyện. Độc Cô Tuyết vô ý nhìn Hi Bình, rồi đồng ý cũng tốt. Và cùng Vương Ngọc Phân đi vào nội viện. Hai người đi vào phòng của Đỗ Thanh Phong, Độc Cô Tuyết nói, hai ta tuy là thê tử của Đỗ Thanh Phong, nhưng lần đầu gặp mặt. Vương Ngọc Phân thở dài, Thanh Phong vẫn luôn nhớ đến tỷ. Độc Cô Tuyết buồn buồn, ta biết thế, chàng cũng rất thương yêu muội, ta có thể nhìn thấy điều đó. Ta vốn là không nên quay lại, bởi vì từ khi ra đi, không nên quay đầu lại. Muội đừng nên lo lắng, Thanh Phong vĩnh viễn là của muội, lần này ta về đây không phải là vì chàng. Từ 20 năm trước, ta đã không phải là thê tử của chàng nữa rồi. Vương Ngọc Phân nói, muội và tỷ tỷ vốn không phải tình địch. Thực sự Thanh Phong bây giờ không được phong độ như trước. Ồ, tối nay hai người đồng phòng, tất sẽ minh bạch. Độc Cô Tuyết cả kinh ngó Vương Ngọc Phân, cũng là nữ nhi cả ta nói thật với muội, ta giờ đây đã có nam nhân khác. Bây giờ trong bụng ta còn mang thai của hắn, vì thế không thể hoàn hảo với Thanh Phong nữa. Muội nên hiểu, người phụ nữ phản bội rất khó được chấp nhận. Vương Ngọc Phân mở to cả hai mắt, kinh ngạc tỷ. Có thai. Độc Cô Tuyết gật đầu, sau này Thanh Phong nhờ muội chiếu cố. Ta có lỗi với chàng, vốn dĩ không thể tha thứ, có lẽ cả đời này mắc nợ huynh ấy. Tỷ tỷ, muội có thể hỏi câu này được không, nam nhân đó là ai? Vương Ngọc Phân chờ hồi đáp, tuy nhiên Độc Cô Tuyết lại chờ mình quay đi, Vương Ngọc Phân đột nhiên lên tiếng, ta nghĩ cách tỷ tỷ nhìn Hoàng Hy Bình có phần đặc biệt. Độc Cô Tuyết kinh hãi, quay lại nhìn Vương Ngọc Phân, có lẽ hắn là con rể ta, muội không vì thế mà có ý kiến chứ. Vương Ngọc Phân nghe vậy chẳng biết nói gì. Độc Cô Tuyết nói, về vấn đề của muội, bằng trực giác của phụ nữ, ta có thể cảm nhận được. Giữa trán muội có những vết nhăn khó thấy, chẳng phải Thanh Phong đã không tốt trong chuyện đó. Vương Ngọc Phân trầm mặc, chằm chằm nhìn Độc Cô Tuyết, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ một cái. Độc Cô Tuyết thở dài, lúc này mới biết, quay lại với Thanh Phong lúc này cũng vô dụng. Bởi vì hắn cũng đâu cần nàng nữa. Bất giác nàng đồng cảm với Vương Ngọc Phân, muội hiển nhiên là rất cực khổ rồi. Vương Ngọc Phân nói, nếu quả như tỷ để ta biết cha đứa trẻ là ai, ta sẽ vì tỷ mà giữ bí mật. Tỷ tỷ, đừng trách ta, phụ nữ luôn luôn tò mò mà. Độc Cô Tuyết không vui vẻ, muội đang uy hiếp ta à? Vương Ngọc Phân đáp, có thể nói như vậy. Độc Cô Tuyết trầm mặc một lúc, cuối cùng chậm chậm trả lời, thực ra nói hay không cũng chẳng vấn đề gì. Cha của đứa trẻ là tên tiểu vô lại đang ôm lũ hài tử đó. Vương Ngọc Phân đại kinh, thất sắc, kêu lên, Hoàng Hy Bình. Độc Cô Tuyết cười thảm, không tưởng được phải không? Vương Ngọc Phân bình ổn tâm tình, đúng là không tưởng được, xem ra bí mật này tuyệt đối không thể nói ra được. Tiểu vô lại này thực chẳng việc gì không dám làm cả, căn bản chẳng tuân theo luân lý, đạo đức nào cả. Để giữ gìn cho danh tiếng của Thanh Phong, tỷ hãy quay lại bên Thanh Phong. Sau khi đứa trẻ sinh ra, hãy coi như nó là con của Thanh Phong. Độc Cô Tuyết nói, làm sao chàng có thể tiếp thụ chuyện này chứ? Vương Ngọc Phân nói, muội sẽ nói với chàng. Chàng hiện tại đã rất cởi mở. Chàng vẫn luôn để ta đi tìm nam nhân khác, nhưng nói thế nào đây? Tỷ về bên huynh ấy thực không thể gây hấn với tỷ. Tỷ cũng giữ được bí mật với Hy Bình, chỉ là ta quả thật không hiểu, Thanh Phong có thể chịu đựng được việc này không? Thậm chí nếu Thanh Phong biết, huynh ấy cũng không thể nói gì. Hoàng Hy Bình thực là một nam nhân khỏe mạnh, nữ nhân của hắn, ai cũng đều rất khoái lạc. Độc Cô Tuyết cười nhẹ, Hoàng Hy Bình, có tất cả những gì nữ nhân mộng tưởng, nhưng không thuộc về ta.
Ngọc Phân, ta nghe lời muội, nếu Thanh Phong đồng ý để ta sinh hài tử này, ta sẽ quay về với chàng. Sau này sẽ không quan hệ với Hoàng Hy Bình nữa. Muội có thể đối đãi với Thanh Phong thế nào, ta cũng có thể như thế. 20 năm qua ta còn chịu được, còn sợ gì nữa? Vương Ngọc Phân kích động, nắm tay Độc Cô Tuyết, ta thay Thanh Phong cảm ơn tỷ. Độc Cô Tuyết nói, ta nợ huynh ấy nhiều, phải cảm ơn huynh ấy mới phải chứ. Vương Ngọc Phân thắc mắc, muội quả rất hiếu kỳ, làm sao tỷ lại làm chuyện đó với Hy Bình chứ? Độc Cô Tuyết đáp, hắn cưỡng gian ta. À, Vương Ngọc Phân kinh hãi kêu lên, hắn dám cưỡng gian Nhạc Mẫu. Độc Cô Tuyết ngượng ngùng kể lại, hắn lúc đó thực lòng không biết ta là Nhạc Mẫu. Chỉ vì ta muốn hoạn hắn, sau này lại không thể làm chuyện đó được ai. Chỉ vì một sự hiểu lầm, làm ta hiện tại thật là khó xử. Vương Ngọc Phân vỗ nhẹ lên vầng trán mỹ lệ, tỷ tỷ, ta thực sự bị tỷ làm cho hồ đồ rồi. Nếu tỷ không kể từ đầu, ta quả vỡ đầu mất thôi. Độc Cô Tuyết không còn e sợ, đem chuyện với Hy Bình toàn bộ chi tiết tường thuật lại. Nghe xong Vương Ngọc Phân trợn tròn mắt, quả là không tưởng nổi trên thế gian này còn có chuyện hoang đường như vậy. Kỳ thật ý định bỏ trốn đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, chỉ có điều với tư cách là một con người làm sao có thể bỏ mặc huynh đệ cái bang đây. Đã thế Triệu Tử Huy còn châm dầu vào lửa, người có còn là con người nữa không? Tứ cẩu nổi điên thét to, Triệu Tử Huy, ngươi thấy ta không giống người sao? Lão tử ta sẽ không đời nào bất nghĩa như thế. Hoa Tiểu Ba nịnh bợ, sư phụ người đâu nỡ bỏ huynh đệ cái bang phải không? Người có thể giải quyết ổn thỏa sự vụ cái bang. Tứ cẩu mỉm cười, đương nhiên, sư phụ ngươi là người thông minh. Ta để Tiếu Diện cái toàn quyền xử lý bang chúng. Ha, ha, đơn giản thôi mà, chuyện này đâu cần đến lượt tứ cẩu ta xuất mã giải quyết. Độc Cô Minh thắc mắc, nhưng nếu Tiếu Diện cái không tiếp nhận nhiệm vụ này thì ngươi làm gì? Tứ cẩu nói ngươi ngốc thiệt không sai chút nào, không thể sánh được với bậc tình thánh như ta. Ta để hắn toàn quyền xử lý xem hắn làm việc có kết quả như thế nào. Ta nghĩ có thể đuổi kịp Đại Địa Minh, sau đó ngươi cứ đi sau 2 ngày, ta sẽ đuổi theo. Hoa Tiểu Ba vui mừng, sư phụ, nếu người đi với bọn ta thì tuyệt quá. Trên đường đi chúng ta sẽ tìm kiếm tuyệt thế mỹ nữ vui vầy, ít ra phải đẹp bằng Thủy Kiết Nhu vậy đó. Mỹ nhân ư, tứ cẩu nói tiếp, ngươi có chắc là có không? Kế bên, Triệu Tử Thanh hét to vào tai tứ cẩu, chàng muốn làm gì? Hoa Tiểu Ba lập tức vuốt ve tứ cẩu, nếu sư phụ có lòng tham hoa tiếc ngọc, bằng vào cao chiêu của người thì có chuyện gì là không thể. Đó là, tứ cẩu nhất thời cao hứng vô bì, quên hẳn bên tai mình Triệu Tử Thanh đang cực kỳ tức tối. Đột nhiên hai tai hắn bị kéo mạnh ra, tứ cẩu kêu la thảm thiết nàng. Nàng sao hành thích thân phu, bỏ tay ra, ta là bang chủ, trước mặt bang chúng nàng cũng phải nể mặt ta với chứ. Triệu Tử Thanh thần tình bớt hung hãn nhưng không hề bỏ tay ra, hết cách tứ cẩu đành hướng đến Thiên Trúc mỹ nữ cầu cứu, đại ni yêu quý, nàng còn không giúp trượng phu. Thiên Trúc mỹ nữ đáp trả, nếu chàng cần, thiếp có thể nhỏ nước mắt cho đôi tai của chàng. Tứ cẩu nói, miễn đi, nàng là nờ đại ni gửi đứng ngoài, không ngờ cũng tham gia vào chuyện thị phi này. Hy Bình cười cười đi đến trước tứ cẩu, nhận thấy đồng minh bước tới, đôi mắt của hắn lộ vẻ cầu cứu. Hy Bình giang rộng đôi tay nói, hai người hiếp hắn cũng đủ rồi, bỏ hắn ra được rồi đó. Lưỡng nữ cuối cùng cũng bỏ tứ cẩu ra, một trái một phải đấm vào ngực hắn, Triệu Tử Thanh cất tiếng, ngươi can thiệp chuyện chúng ta làm gì? Hy Bình đáp, cả hai nàng đều đang có thai, thế còn nộ hỏa là sao, không sợ ảnh hưởng đến thai nhi sao? Đúng đó, tứ cẩu gật gù rồi nhanh chóng đi đến bên đại ni cất lên giọng nói tràn đầy thâm tình, ta nghĩ đến nàng nhiều lắm, nàng có nghĩ đến ta không? Đã từng nghĩ tới, đại ni không giấu được cảm xúc trên khuôn mặt, thật sự tứ cẩu như muốn nuốt khuôn mặt ấy, ngay lập tức không kềm chế hôn nàng một cái. Sau đó chuyển thân tìm thê tử Thiên Trúc của mình để trả thù bằng những nụ hôn nóng bỏng. Hy Bình thoát khỏi lưỡng nữ rồi nói với tứ cẩu, người đã đủ sướng rồi đấy. Ta nghĩ đến lúc chúng ta ở Long Thành này trình diễn bản tình ca thiên cổ tuyệt sướng. Trong lòng Hoa Tiểu Ba đột nhiên dấy lên nỗi sợ hãi. Tứ cẩu cười ta tiếp lời, ta làm sao quên được chuyện đó. Ngươi không biết là kể từ khi ngươi ra đi, bang chúng cái bang của ta đều yêu cầu tứ cẩu này diễn sướng cho chúng nghe. Nhưng ta không chỉ chơi nhạc cụ, ta còn hát nữa, bang chủ hết mình như vậy sao bang chúng không hoan hỉ cho được.
ta cảm thấy khoái chí khi làm điều đó. Cơ bản ngươi nói đúng, ca hát thật sự mang lại cho ta khí chất tài hoa không ai có được. Ngươi không tin thì cứ hỏi bang chúng của ta, chúng đều có thể nói bang chủ là một ca thần thực thụ, rằng cái bang có được một bang chủ đệ nhất ca thần. Không chỉ thế toàn cái bang còn yêu cầu ta dạy chúng khúc ca có 102 đó. Ai, ngươi nghĩ mà xem khi đi xin ăn chỉ cần bọn chúng có thể hát được khúc ca của ca thần ta thì thu lợi biết bao thứ chứ hả? Nói xong tứ cẩu hướng về chúng nhân kêu lên một tiếng như muốn tất cả đồng ý với lời nói của hắn. Thật sự tất cả ngầm tán thành ngoại trừ cái bang diêu đầu. Lôi Long thần tình thống khổ thốt lên, ai, thật tình cứ nghĩ tứ cẩu bị ép buộc nên mới thế, còn bây giờ hắn thực sự là một Hy Bình thứ hai rồi. Hy Bình vui mừng trước những lời nói hùng hồn của tứ cẩu bèn cất giọng hồ hởi, nói đúng lắm. Ta phát hiện ra khi ngươi trở thành bang chủ, tài hùng biện của tứ cẩu ngươi tiến lên một bậc. Có phải hàng ngày ngươi đều như thế không đấy? Tứ cẩu đáp, đúng. Một điểm cũng không sai, những con người vĩ đại thì làm sao tránh được chuyện này, ta có thể là ngoại lệ sao? Hy Bình chỉ về phía Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy hai người nói, tứ cẩu. Bọn họ cũng cùng chung một tổ hợp vô địch của chúng ta, có thời gian ngươi nên dạy dỗ thêm cho chúng, đừng làm mất mặt chúng ta. Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy cả hai ngạc nhiên lên tiếng, Hoàng Hy Bình. Chúng ta nói phải cùng với ngươi thành tổ hợp từ khi nào thế hả? Hy Bình thản nhiên đáp, chẳng phải ở trước mặt nữ nhân tại Ngọc Xá Môn, các ngươi nói thế còn gì? Triệu Tử Huy nổi nóng, Hoàng Hy Bình, ngươi quả khiến người ta nổi nóng quá mà. Chỉ vì Triệu Tử Huy ta si tâm vọng tưởng đến một nữ nhân mà ngươi nỡ lòng nào châm chích ta sao? Giữa hai tình nhân tình thoại vốn trở nên vô nghĩa, ai, bởi tình yêu là cái gì đó khiến người ta phải rơi nước mắt mà. Mối thương tâm này không phải Độc Cô Minh đã trải qua sao? Hoa Tiểu Ba nhẹ nhàng nói, Uy ca, đệ nhớ rõ tình yêu của huynh dành cho Mộng Hương là gì. Còn nữa, Độc Cô lão huynh, đóa tiên hoa đó cơ bản không thuộc về huynh phải không? Cốc Hoa Tiểu Ba bị cả hai Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy đánh mạnh vào đầu, một tay ôm đầu Hoa Tiểu Ba cất tiếng than, tại sao cứ hay bất ngờ đánh ta vậy? Có phải cứ nghĩ ta là Hoa Tiểu Ba yếu đuối không? Khoan đã. Ngươi hát bài gì đó? Hát những thứ đó mà được sao? Thật là hổ thẹn với bản thân, hãy nhìn ta nè. Hy Bình cốc vào đầu Hoa Tiểu Ba rồi thần tình thể hiến muốn ca hát. Độc Cô Phách hấp tấp nói, Bình Nhi, con hãy để lão già này đi đã rồi hãy hát. Ta già rồi, đi đứng chậm chạp, ta đi ngay bây giờ, con thấy sao? Quả nhiên chúng nhân khi nghe xong lời Độc Cô Phách liền muốn nhanh chân trốn chạy, chỉ không ngờ Độc Cô Phách già cả như thế mà nhanh chân hơn bọn thanh niên. Thử hỏi ai muốn mình chậm chân trốn khỏi tai kiếp này. Hy Bình đứng trước cửa nhìn chúng nhân ảo ạt trốn chạy tìm nơi ẩn nấp, số người đông đúc đang đứng bỗng chốc chỉ còn vài mống. Hy Bình đếm thất kỹ những người ở lại sướng ca với hắn, có Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Thi. Đừng bắt ta, Hy Bình, người buông tha ta, Thi Nhu Vân khẩn thiết nhìn Hy Bình khai khẩu. Hy Bình đáp, hát với ta thì có gì không tốt. Tiếu Ách Ba, nàng không muốn cùng ta diễn sướng sao? Nàng không mọi người háo hức như thế nào sao? Vừa nói Hy Bình vừa chỉ vào một khất cái không bỏ đi đang đứng đó nhưng bóng dáng Tiếu Diện Cái thì chẳng thấy đâu. Chúng khất cái đồng thanh hét to, nhìn thấy cảnh tượng đó Hy Bình và Tứ Cẩu mỉm cười khoan khoái, trong khi Hoa Tiểu Ba sắc diện hớn hở lập tức khoác tay cùng đám khất cái chuẩn bị cho màn trình diễn có 102. Độc Cô Thi khẩn cầu, Hy Bình à, chàng để Thu Vân tỷ đi đi, bao nhiêu đây người cũng đủ sướng ca cùng chàng rồi. Được, Hy Bình liếc Độc Cô Thi rồi quay lại Thi Nhu Vân nói, khả dĩ ta muốn ôm nàng và hát cho nàng khúc ca hay nhất, nhưng nếu nàng không thích thì ngày mai ta sẽ gả nàng cho người khác thích hợp hơn. Nói xong Hy Bình không để ý gì đến Thi Nhu Vân. Nàng đi được vài bước bèn quay đầu lại, vừa đi vừa gục mặt xuống, khi tới bên Hy Bình rúc đầu vào ngực hắn nhẹ nhàng, Thu Vân không biết thổi tiêu cho ngươi. Hy Bình mỉm cười, vỗ về lưỡng nữ, cảm thấy tinh thần dâng cao bèn nói lớn, Tứ Cẩu, Tiểu Ba, tấu nhạc lên. Ta là một nam nhân, ôm hai nữ nhân mỹ lệ, ai nói ta không phải là nam nhân ta đánh hắn trở thành đàn bà, chẳng hạn như Thi Trúc Sinh. Không được hát như vậy. Tiếng hét thật to của Thi Nhu Vân cắt ngang bài hát đầy chân tình của Hy Bình, nàng sụt sùi trong nước mắt, huynh ấy là ca ca của muội mà. Hy Bình giọng oang oang, Tiểu Ách Ba, sao nàng đánh vào tay ta? Thi Nhu Vân không kềm được nước mắt, hiện tại ta đã tình nguyện cho ngươi ôm. Hát cùng ngươi, ngươi còn chưa hiểu sao.
Dù ca ca của ta xấu xa như thế nào, người cũng phải tôn trọng huynh ấy, bởi người nằm trong vòng tay chàng chính là muội muội của thi trúc sinh đó. Thật à, tiểu ách ba, trông nàng khóc khả ái biết bao. Được, hắn là ca ca của nàng, ta sẽ coi hắn là bạn của ta. Chúng ta tiếp tục ca nào, hôm nay thật sự quả là ngày ta rất cao hứng đó đa. Sau đó bài ca khoái lạc của cả bọn lại tiếp tục diễn sướng. Lẫn lộn trong tiếng ca hát là đám người không phân biệt sang hèn, phú hộ, khất cái đều cùng giống to hoan hô hưởng ứng. Tiếng hát như lôi điện giáng xuống. Âm thanh hỗn loạn ấy vang đến mọi ngóc ngách đại địa minh cứ như tiếng chó sủa từng hồi bay vào trong gió. Cuối cùng Lạc Hùng không thể chịu đựng được nữa bèn bước đến quần hùng ca hát xin hòa đàm. Hắn yêu cầu Hy Bình không hát nữa, bởi hắn đã chịu đựng tứ cẩu trong một thời gian dài, muốn trốn cũng không trốn được. Hy Bình không những không trả lời còn đánh hắn một quyền khiến Lạc Hùng nằm dài trên đất. Lạc Thiên quay lại nhìn và nói với phụ thân mình, cha, không có chuyện gì đâu, ba vị đại ca hát hay lắm mà. Để bọn họ biểu diễn một hồi rồi đâu lại vào đấy thôi. Lạc Hùng hòa hoãn, các vị anh hùng, cùng ta ra ngoài Long Thành được không? Ngoài Lạc Hùng, muội muội yêu dấu của hắn Lạc U Nhi im lặng không nói một lời bởi không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng không trốn được cũng không ra được bên ngoài xem hậu quả của dàn đồng ca này để lại, nhưng trong tâm nào phát thệ, để ta biết tên nào hát, chắc chắn ta sẽ bịt mồm hắn. Đột nhiên Hy Bình cất lên tiếng hát khiến tâm thần nàng chấn động, không còn cách nào khác Lạc U Nhi phải lấy hai nút gỗ bịt hai tai mình lại. Độc Cô Tuyết lên tiếng hỏi tiểu ni cô Diệu Duyến, ai hát đấy? Lúc này Diệu Duyến đang nhắm mắt tụng kinh, nghe Độc Cô Tuyết hỏi mình liền mở mắt cảm thán, trượng phu của tỷ chứ ai vào đây? Độc Cô Tuyết trả lời, hèn gì nghe dễ chịu quá. Đột nhiên Diệu Duyến đi đến bên giường mở to đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, có lẽ lúc này nàng minh bạch muốn chết cũng chết không được là như thế nào. Mộng Hương giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, tên vô lại kia, sao ngươi hành hạ đôi tai mọi người thế hả? Mộng Tình nhíu mày trả lời, ngươi nói Hy Bình hát bài này sao? Mộng Hương nói, còn ai ngoài hắn, đại ca thần của chúng ta đó sư phụ, người lắng nghe đi. Bảo Nguyệt giận dỗi tiếp lời, tỷ à, muội đâu có thấy gì ghê gớm đâu. Mộng Hương mỉa mai đáp, muội dĩ nhiên không thấy có gì rồi, chẳng phải muội và hắn đồng thanh tương ứng sao? Mộng Tình chen vào, kỳ thật, hắn không như cha hắn. Ta thích Hy Bình nhiều lắm, hắn chỉ là một hài tử ồn ào đáng yêu mà thôi. Mộng Hương ngạc nhiên nói tiếp, sư phụ, như vậy mà sư phụ cũng thích hắn được sao? Hương Hương không cần biết mình không thích hắn ở điểm nào nhưng cơ bản hắn không thể là người được chọn. Mộng Tình trả lời, dù ta chưa kiểm chứng hắn, nhưng Hương Hương, ta chỉ có thể nói với con một điều, hắn là người thích hợp nhất, nếu không con luôn luôn bất an hoặc gặp ác mộng. Bảo Nguyệt phản đối, sư phụ, sao người lại nói những lời đó, con không hiểu người nói gì. Mộng Tình mỉm cười, bởi không hiểu nên không cần biết nhiều, chỉ cần con biết hắn là sư huynh của con là được rồi. Bảo Nguyệt hỏi, tại sao? Mộng Tình trả lời, bởi sư phụ có thể phải thừa nhận hắn là con trai của ta. Bảo Nguyệt không chấp nhận sự thật, đó là sư phụ nói thôi, sao trước đây người nói hắn không phải là sư huynh của con? Sư phụ, Hương Hương không muốn có một sư huynh như hắn. Dù hắn là gì của sư phụ, con trai hay không thì cơ bản Hương Hương không thích hắn. Đơn giản là hắn không thể làm sư huynh Hương Hương, hắn là kẻ đáng ghét. Mộng Tình đột nhiên cười nói, Hương Hương, không phải con với Lạc Thiên có giao ước không rút lui sao? Mộng Hương lúng túng giật tay Bảo Nguyệt thốt lên, sư phụ, chúng ta ra ngoài bắt tên hỗn đản ấy câm miệng lại đi. Bảo Nguyệt do dự hỏi, liệu chàng có nghe chúng ta nói không? Mộng Hương chấp hàng mi tuyệt đẹp của mình đáp, hắn mà không dám vâng lời chúng ta. Lưỡng nữ cuối cùng cũng chạy đến Đại Địa Minh, trước khi vượt qua cánh cửa phong nhân viện chỉ thấy Hy Bình tay ôm nữ nhân đang say sưa hát, Bảo Nguyệt thì không phản ứng gì nhưng Mộng Hương lại quát to, Hoàng Hy Bình, ngươi hát đủ chưa? Hy Bình đang đắc ý sướng ca bỗng nhiên nghe tiếng thét như lôi đình giáng xuống bỗng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai nữ nhân đang che mặt đứng đấy bèn nói, Mộng xú thí, ta cảnh cáo các ngươi, đừng để lão tử nổi giận là không yên đâu. Mộng Hương chắn trước mặt hắn lãnh đạm nói, hãy buông tha họ. Hy Bình không thèm đếm xỉa đến nàng, quay vào nói với đám khất cái, hỡi những người say mê tiếng hát của ta, bổn ca thần chỉ tạm dừng một chúng. Để mọi người khỏi chờ đợi ta sẽ tiếp tục gửi đến các người khúc ca chân tình nhất. Mộng Hương đảo mắt nhìn đám khất cái,
cất tiếng, nếu không muốn trở thành đối tượng phát tiết của người ta thì đây là cơ hội tốt để ly khai, bỏ chạy là tốt nhất. Chúng khất cái biết nữ nhân đang đứng trước mặt chính là tân thánh nữ của Minh Nguyệt Phong liền suy nghĩ sao nàng không đứng ở đây lâu hơn nữa. Đứng đó, không được đi. Mộng xú thí kia, sao lại dụ dỗ những người say mê ca thần ta? Hy Bình dĩ nhiên không thể ngăn cản mọi người ly khai nên ngữ khí trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Mộng Hương mơ màng dùng mắt nhìn Hy Bình rồi nói, người trước mặt ta sao dám ôm người mà không chịu bỏ ra hả? Hoa Tiểu Ba cùng với Tứ Cẩu cùng cất tiếng, Mộng Hương không phải là ngăn cản Hy Bình ca hát mà đơn giản quan tâm Hy Bình ôm nữ nhân nào mà thôi. Hy Bình nói, không phải ngươi lần đầu tiên thấy ta ôm ấp nữ nhân, tại sao có ý nghĩ kỳ quá ấy? Ta ôm thê tử của ta, có gì không đúng chứ? Mộng Hương thản nhiên đáp, ta thấy không vừa mắt chút nào. Mặc kệ ngươi không thuận mắt, ta cứ làm, đến đây Nhu Vân của ta, để ta hôn nàng trước mặt nàng ta. Hy Bình dương dương tự đắc hôn thi Nhu Vân, Mộng Hương tức nói không nên lời, ngươi, ngươi. Hy Bình rời môi thi Nhu Vân hướng về Mộng Hương châm chọc, mộng xú thí xấu như ma kia. Có muốn thử lại không? Mộng Hương hét, ngươi dám vô lễ với ta, ta sẽ giết ngươi. Hy Bình mỉm cười, ta đã từng nói ở lần hôn nàng trước đây rồi sao, cảm giác để chúng chạm vào nhau thấy thế nào? Bảo Nguyệt kinh ngạc hỏi, tỷ à, tỷ hôn hắn khi nào? Sư đồ Tứ Cẩu kinh hãi thốt, ngươi đã từng hôn nàng ta. Mộng Hương lúng túng biện bạch, chúng ta chưa hề, ta há để cho môi của hắn chạm vào ta sao? Hoàng Hy Bình, ngươi còn để chuyện này tái diễn, ta. Sẽ khiến ngươi không tài nào được gần nữ nhân của ngươi. Thi Nhu Vân nói to, cô làm gì hắn? Cô dám, thì ta với cô là hai kẻ thù. Cô có thể đả thương hắn, nhưng nữ nhân của hắn đều hô lên hai chữ kẻ thù. Mộng Hương kiên quyết, không nhiều lời với ngươi, ta phải giết hắn, bất chấp sự báo thù nào. Bảo Nguyệt lo lắng nói, sư tỷ. Hy Bình, một tiếng kêu vang lên trong đám đông. Bảy người quay lại chỉ thấy ba nữ nhân tóc tai bù xù nằm dài trên đất, một người khả dĩ còn tỉnh táo đôi chút, đó chính là Lãnh Tinh Oánh. Bảy người lăng xăng cứu giúp ba nữ nhân, ngoài Lãnh Tinh Oánh, hai người còn lại là Xuân Điệp và Ngọc Điệp. Chỉ thấy cơ thể cả ba đầy thương tích, dù đã tỉnh táo nhưng nhãn thần hiện lên sự kinh hãi. Hy Bình ôm Lãnh Tinh Oánh hỏi, nhạc mẫu, ai làm người ra nông nổi này? Hoa Tiểu Ba ôm Xuân Điệp nóng lòng nói với Hy Bình, tỷ phu, họ cần chữa trị, người đừng nhiều lời, chị thương đã rồi hỏi sau. Xuân Điệp yếu lắm rồi. Ngươi còn nói dài dòng làm gì, thực hiện mau đi. Độc Cô Thi giúp Hoa Tiểu Ba mang Xuân Điệp vào phòng trị thương, lo lắng khiến Hoa Tiểu Ba thúc giục, tỷ à. Nhanh chân lên. Lãnh Tinh Oánh mở mấy ra nhìn Hy Bình, cất giọng thều thào, Hy Bình, chúng, phải giết bọn chúng. Cái gì? Hy Bình ôm Lãnh Tinh Oánh đứng như trời trồng, thân thể to lớn hầu như bất đồng, xung quanh im lặng không có một âm thanh nào. Đột nhiên hắn một tiếng hống to như hổ gào long ngâm vang dội long thành. Dòng nước mắt chảy dài từ hai mắt của Hy Bình. Hai mắt của Hy Bình đột nhiên đỏ tươi màu máu chính vì thế nước mắt chảy ra cứ như máu thấm cả gương mặt. Thú ma chi huyết cuối cùng một lần nữa cũng xuất hiện trong tâm hồn Hy Bình. Mộng Hương và Bảo Nguyệt nhìn bộ dạng của Hy Bình liền nhớ đến lời nói của Mộng Tình, hắn là một con người khủng khiếp. Tại Long Thành khi huyết lệ xuất sẽ nghe thấy tiếng dã thú kêu gào trong gió. Lãnh Tinh Oánh từ khi ly khai thần đao môn quay lại Hồ Điệp Phái, quay lại cuộc sống trước kia. Mỗi ngày đều cùng Biện Mệnh Tam Lang lên giường ân ái, kỳ thật trong toàn Hồ Điệp Phái, trừ việc này, chẳng biết có thể làm việc gì cả. Môn đồ Hồ Điệp Phái đều có thể đóng góp kinh tế, ví dụ như các nữ môn đồ có quan hệ với các thương nhân giàu có, mỗi khi tụt quần thoát y, là tiền lại tự nhiên đến. Lãnh Tinh Oánh biết Hy Bình không chết, điều này làm ả hưng phấn mấy ngày liền, vì thế trong mấy ngày này, cho dù Biện Mệnh Tam Lang không được khỏe, nhưng hưng phấn của Lãnh Tinh Oánh không vì thế mà giảm xuống, làm bọn họ lao động thật là khổ sở. Đối với Lãnh Tinh Oánh mà nói, Tam Lang chính là lão công của nàng, bọn họ thay nhau ân ái với nàng, chỉ cần làm nàng cao hứng, có thể làm mọi việc trừ việc ăn phân. Hồ Điệp Thất Cơ nhất quyết giữ mình, tại Hồ Điệp Phái Bình Tâm đợi Hy Bình, họ tin rằng Hy Bình sẽ tới thăm họ, lúc trước Hy Bình chả phải đã hứa với họ, muốn họ trở thành vợ yêu của chàng là gì. Đương nhiên, Ngọc Điệp thực ra là vợ của Tứ Cẩu. Mọi việc đang an lành, không ngờ thảm họa kéo đến. Khi Lãnh Tinh Oánh đang cùng Biện Mệnh Tam Lang chiến đấu sôi sục,
đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào, nghe như tiếng đánh nhau vang lên không ngừng. Ngưu Lang nhấc mình ra khỏi nhục thể của Lãnh Tinh Oánh, bốn người vội vàng mặc y phục, vừa lúc Thất Cơ chạy đến. Vân Điệp nói, phu nhân, một nhóm Đông Dương võ sĩ đang chém giết xông vào. Ngưu Lang giận dữ kêu lên, kẻ nào dám lộng thủ dưới cước Ngưu Lang ta. Ta sẽ biến hắn thành một đống thịt, nói đoạn, liền lập tức đi ra. Mọi người cũng lập tức đi ra theo. Tại cổng trước của Hồ Điệp Phái, chỉ thấy 450 võ sĩ Đông Dương đang cùng môn đồ Hồ Điệp Phái chém giết, nhưng theo tình hình này, Hồ Điệp Phái không phải địch thủ của Đông Dương võ sĩ. Lãnh Tinh Oánh nói, dừng tay, tại sao bọn ngươi vô duyên, vô cớ gây hấn với bản phái? Bổn phái với bọn ngươi có thù oán gì à? Một nhóm 8 người Đông Dương võ sĩ đi ra, trong đó có một thanh niên anh tuấn, niên kỷ chừng 30, cười khinh khỉnh, nói giọng Trung Nguyên, nàng là Hồ Điệp phu nhân. Lãnh Tinh Oánh nói, đúng. Gã thanh niên vẫy vẫy tay, Đông Dương võ sĩ liền lùi lại, Hồ Điệp phái đã mất gần nửa số môn đồ, nhưng Đông Dương võ sĩ mới chỉ có một số ít thụ thương. Gã thanh niên nói, ngươi có phải là nhạc mẫu của Hoàng Hy Bình? Lãnh Tinh Oánh gật gật đầu, có cái cảm giác đám người này vì Hy Bình mà đến. Gã thanh niên lại nói, Hoàng Hy Bình giết hại tiền bối của bọn ta là Dương Long Quân, ngươi nói xem chúng ta có thủ oán không? Đúng như ả nghĩ, nguyên lai Dương Long Quân chính là người Đông Dương, đương thời, Dương Long Quân bị Hy Bình đánh chết, trước lúc nhắm mắt kêu to danh tự của Hy Bình, để người đi cùng biết là hắn bị giết bởi ai. Dã Lang cười lạnh nói, hóa ra là cửu nhân của cô gia, chính là cửu nhân của Hồ Điệp Phái. Gã thanh niên nói, ta hôm nay đến Trung Nguyên, sẽ tìm giết Hoàng Hy Bình, việc đầu tiên sẽ là huyết tẩy Hồ Điệp Phái. Bên trái gã thanh niên có một thiếu nữ mỹ lệ. Nói giọng Đông Dương, ca ca, sao lại cùng ả phế thoại như thế? Lũ người Lãnh Tinh Oánh tất nhiên không hiểu nàng ta nói gì, một trung niên võ sĩ bên phải thanh niên đó nói, công chúa của chúng ta nói, không cần phải cùng bọn ngươi nói lời phế thoại làm gì. Thiếu nữ cười nói, ô, quên mất bọn ngươi không biết ngôn ngữ của bọn ta, lần tới sẽ cải tiến, đến Trung Nguyên phải nói tiếng Trung Nguyên chứ. Tuy nhiên ngôn ngữ của bọn ta cũng đến từ Trung Nguyên. Nhưng ngôn ngữ của bọn ngươi không tiến bộ nhiều so với chúng ta có thể nghe bọn ngươi nói chuyện, nhưng bọn ngươi lại không hiểu ta nói gì, đúng là một đám xuẩn chư. Tinh Lang cười hoang dại nói, cô nương, dường như nàng quên rằng, dã cẩu có thể nghe được người nói, nhưng người không hiểu chó sủa gì. Ngưu Lang tán thành nhiệt liệt, nói, Tình ca ca, huynh không chỉ nói chuyện tình ái hay mà còn có thể nói được những lời phản bác thật tuyệt, bội phục, bội phục. Tình Lang nói, đa tạ Ngưu đệ đệ, trước mặt mỹ nữ, cho dù muốn chửi người cũng phải chửi cho đẹp, ai bảo mọi người gọi ta là Tình Lang chứ. Cả hai sớm biết hôm nay sẽ phải đánh nhau, người không chết thì ta chết, tại lúc sanh tử quan đầu, tấm lòng cởi mở, quả như có chánh đạo nhân sĩ tại tràng, tất sẽ không thể tin nổi. Nên nhớ ba gã bị cả võ lâm thoá mạ này vốn là tam đại hộ pháp của Hồ Điệp Phái, lúc này đối mặt với cái chết, lại xuất hiện những biểu hiện rất là anh hùng, khí khái. Lãnh Tinh Oánh nói, chuyện này là việc nhà của Lãnh Tinh Oánh ta, bọn ngươi có thể bỏ qua cho môn đồ của ta chăng? Trung niên bên phải thanh niên kia nói, sinh mệnh của đại ca ta, trăm mạng bọn ngươi cũng không đổi được. Chúng nhân Hồ Điệp Phái liền cảm thấy phẫn nộ, đấu khí tràn ngập trong mắt họ, dù họ tự biết không địch lại đám Đông Dương võ sĩ, vốn biết không thể sống được, nhưng vẫn quyết đổi mạng. Hồ Điệp Phái tuy vừa trải qua một trận thảm khốc, nhưng vẫn còn 780 người. Đứng tập trung đằng sau Lãnh Tinh Oánh, lúc này bất giác tiến lên phía trước, xếp hàng trước mặt Lãnh Tinh Oánh. Gã thanh niên nói, lũ người Trung Nguyên kia, hắc đạo mà cũng có phong cách của bạch đạo lắm đó, không tưởng bọn ta vì võ lâm mà bài trừ dâm uế, lại gặp lũ người không sợ chết này, trong lòng thực sự kính trọng, chúng ta sẽ làm cho bọn ngươi thống khoái ngay đây. Lãnh Tinh Oánh nói, ta từ khi lập phái, vốn muốn cùng mọi người tại Hồ Điệp Cốc cùng hưởng khoái lạc. Nào ngờ mọi người lại vì ta mà hy sinh, ai ra? Dã Lang nói, bọn ta vốn sống như những người sắp chết, khoái hoạt được ngày nào thì vui vẻ, nếu một ngày nào không khoái hoạt, thì còn gì là thống khoái? Phu nhân, Dã Lang không thể bồi tiếp nàng được nữa, nếu như phu nhân có thể thoát, thì nhờ phu nhân chuyển lời Dã Lang đến cô gia, Dã Lang mong cô gia có thể chăm sóc phu nhân cả đời, và vì Dã Lang mà báo thù. Ngưu Lang thở dài nói, thực sự rất muốn gặp lại cô gia. Cô gia chính là thần tượng của Ngưu ta. Tình Lang lẳng lặng nhìn Vân Điệp nói, Thất Cơ, bọn nàng hộ tống phu nhân đào xuất,
bọn ta cùng chúng nhân chặn đường, đừng quản đến chúng ta nữa, nhất định phải gặp lại cô ra, máu của chúng ta không thể đổ lãng phí được. Hắn đột nhiên nhìn hai người còn lại, cười nói, nguyên lai danh tự của chúng ta là Biện Mệnh Tam Lang, không ngờ kết cục lại giống với cái tên. Lãnh Tình Oánh rơi lệ, kêu lên, đi thôi, chúng ta cùng đi thôi. Tình Lang tiến lên phía trước, đồng thời nói, Vân Điệp, nhớ lời ta nói nhé. Ngưu Lang kêu lên hoang dại, xuống tấn, hai chân trụ chắc xuống đất, tập trung hỗn nguyên khí công, toàn lực xuất kích, Dã Lang cúi xuống, hai tay chống xuống đất, giống như sói hoang lúc săn mồi. Tình Lang rút bội kiếm, chuyển mình sang bên cạnh Lãnh Tình Oánh nói, phu nhân, trước kia chúng ta luôn nghe lời nàng, nhưng lúc này, nàng có thể nghe lời chúng ta một lần được không? Lãnh Tình Oánh trầm mặc một hồi, rồi nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi. Tình Lang nói, anh em, chúng ta với người Đông Dương chơi chút nào, ta vốn đã không thích gì bọn người vốn lùn lại còn đi thủy hải rõ dài đó, mẹ ơi, bọn này hết hy vọng rồi. Dã Lang nhấc song thủ lên, thân thể lập tức xông về phía trước, nhằm đám Đông Dương võ sĩ mà xông vào. Thấy Dã Lang xuất thủ, chúng đầu hồ điệp phái lập tức xông lên, nhằm đám Đông Dương võ sĩ mà chém giết. Những Đông Dương võ sĩ này võ công, chiêu thức rất bá đạo, kinh nghiệm chiến trường cũng lắm. Chúng đầu hồ điệp phái tịnh không phải là đối thủ, nhưng vì những lời của Biện Mệnh Tam Lang, bọn họ cảm thấy không sợ hãi gì. Hiển nhiên, đám Đông Dương võ sĩ đó không thể bằng Biện Mệnh Tam Lang, nhưng Lãnh Tình Oánh biết rõ, đám tám người Đông Dương chưa động thủ kia, tất thảy đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Thất Cơ cùng Lãnh Tình Oánh chưa xuất thủ, bọn họ nhìn thấy nam nữ hồ điệp phái bị Đông Dương võ sĩ hạ sát, đồng thời nhìn thấy Biện Mệnh Tam Lang chém giết mà mắt đỏ hồng. Vân Điệp nói, phu nhân, chúng ta chạy theo cửa sau. Chúng ta yểm hộ phu nhân, sau này gặp được Hy Bình, phu nhân nói với chàng, chúng ta yêu chàng. Lãnh Tình Oánh nói, Thất Cơ, tấm lòng của bọn ngươi ta xin nhận lãnh, nhưng mọi người chiến đấu thế này, ta làm sao có thể chạy được chứ? Không phải chỉ nam nhân mới có thể diệt, nữ nhân chúng ta cũng có chứ, chẳng lẽ người ta đánh thì ta bỏ chạy à? Là ý tứ gì đây? Lãnh Tình Oánh đúng là Lãnh Tình Oánh. Tuy rằng dâm đãng nhưng thực sự rất có khí phách, tịnh không nghe lời mọi người khuyến cáo, phi thân xông vào chiến đấu, kiếm của nàng cũng như tên quả là rất lạnh. Thật không thể tưởng, nữ nhân nhiệt tình trên giường như thế, khi rút kiếm không khí lập tức biến thành lạnh lẽo, Thất Cơ thấy nàng động thủ, không đứng bảo vệ nữa, xông vào chém giết lũ Đông Dương võ sĩ. Thấy tám người họ xông vào, gã thanh niên Đông Dương võ sĩ đang khoanh tay đứng xem liền nhăn mặt, nói Thanh Điền Quân, Đại Tá, Chánh Tông, Dã Bổn. Bên phải hắn liền có bốn người đứng ra, lĩnh mệnh nhập cuộc. Lúc đó, còn bốn người chưa động thủ, đó là gã thanh niên, trung niên đệ đệ của Dương Long Quân, mỹ lệ nữ tử ở bên trái gã thanh niên, và một thanh niên có vẻ bằng tuổi ả, đại khái khoảng 20 tuổi, không nói không rằng, hai mắt nhìn đấu trường một cách tàn bạo, như sói điên bị thương. Nữ tử nói, ca ca, ta cũng muốn đánh. Gã thanh niên nhìn hai bên, bốn người mới xông vào đang cùng giao thủ với Biện Mệnh Tam Lang. Nhưng Lãnh Tình Oánh và Thất Cơ vẫn là những mối lo lớn, nếu không sớm trừ khử, có thể toàn quân của họ bị diệt, liền nói, được, muội cùng với thôn Dã tới giúp Chánh Tông kết liễu tám nữ nhân kia cho ta. Tuân lệnh điện hạ, gã thanh niên tàn khốc bên cạnh thiếu nữ lãnh khốc kêu lên một tiếng. Hai người họ liền nhập cuộc, thiếu nữ cùng Lãnh Tình Oánh giao thủ, thôn Dã và Chánh Tông cùng Thất Cơ đối kháng. Tình Lang đang giao chiến với Thanh Điền. Người này trong đám Đông Dương võ sĩ có thể nói là cao, nhưng cũng rất gầy. Tình Lang một mặt thi triển Thiêu Tình Kiếm, một mặt nói, đất nước nhà ngươi quả là rất nghèo, nếu không làm sao lại có loại người như ngươi chứ. Người nào cũng lùn, được người cao thì không có đến nửa mẩu thịt, hơn nữa bọn người rõ ràng là rất khuyết đức, chẳng có mấy người cao giáo, thành thực mà nói, nhà ngươi nên trở đao, mổ bụng tự sát đi. Trước mặt người đẹp trai như ta, nhà ngươi không thấy tự ti à? Thực là ta không nên nói với ngươi, nhà ngươi thật bất chi đạo lý, hừm, ở nước ngươi, mấy con lợn béo kia nếu không là bảo vật quốc gia cũng là đặc sản hiếm có. Tình Lang vừa nói vừa nhìn Ngưu Lang chiến đấu với Đại Tá, kinh hãi với thân thể phì nhiêu của hắn. Thanh Điền biết con lợn béo trong mồm Tình Lang chính là võ sĩ sumo đệ nhất Nhật Bản Đại Tá, hắn nói, nhà ngươi chết đến nơi rồi còn muốn nói lời phế thoại. Đao trong tay hắn lập tức chém ra 10 đạo, kiếm khí chùm lấy Tình Lang. Rõ ràng là đã điên tiết lên. Tình Lang nói, kiếm pháp của ta vốn là rất có uy lực với phụ nữ,
đánh với người thật là đã giảm sút nhiều, nếu không nhà ngươi sớm đã gặp Diêm La để ngài điều chỉnh hình dong. Ngưu Lang nhọc nhằn kêu lên, Tình ca ca, huynh nói hay lắm, phải xẻo thịt con lợn béo này ra mới được, mẹ ơi, hắn vừa vừa nặng vừa lắm mỡ, vừa đánh đã thoát y chỉ mặc mỗi cái khố trắng, ta thực muốn lột cái khố của hắn ra, để xem em trai của hắn có béo như vậy không. Tinh Lang kiếm vẫn hướng về thanh điền chém xuống không trả lời nổi, suốt một chiêu mà vẫn dùng để đối phó với nữ nhân, nhắm ngực thanh điền phóng tới, vừa cười vừa nói, xuẩn Ngưu, sao không lột được quần áo ra cho cân. Ngưu Lang nói, nam nhân một khi thoát y, thường là làm việc gì? Tình ca ca, ta tưởng chỉ có chúng ta có cái tài đó, ha ha, sao con lợn béo này có thể thoát y nhẹ nhàng như thế nhỉ? Từ từ thôi, lợn béo, Ngưu ta cũng sẽ thoát y, cho ta chút thời gian, ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là cơ bắp thực sự. Đại tá tựa hồ hiểu những gì Ngưu Lang nói, tự nhiên dưng cước bộ tại đường chàng đợi Ngưu Lang thoát y, xem ra hắn thực sự hoan hỉ khi xem nam nhân thoát y. Thật là biến thái. Trong khi Tình Lang, Ngưu Lang tương bỉ, Dã Lang không được nhàn nhã như vậy. Hắn vốn là một kẻ lãnh sắc, vốn là không thích ăn nói, chỉ biết xuất thủ, nhanh chóng sử dụng lang tê chảo xá nát yết hầu không biết bao người, xông vào Dã Bổn mà xé. Dã Bổn là một trung niên thấp bé, hắn vốn đang sử dụng một thanh võ sĩ đao, nhưng tốc độ của Dã Lang là rất nhanh, nên đao của hắn rất khó tiếp cận Dã Lang, Dã Lang cũng vô pháp tiếp cận hắn. Hai tên, Dã, này giao chiến qua lại, khí lực nhanh chóng giảm sút, tựu chung chẳng có chút công hiệu, mồ hôi chảy ra ướt đẫm y phục, hiển nhiên là chiến đấu rất kịch liệt. Thất cơ hiện tại cũng trong tình trạng, tựa hồ cục diện đã cân bằng. Lãnh Tình Oánh đối phó với thiếu nữ thực sự là rất gian nan, thiếu nữ này là phụ nữ duy nhất trong đám người Đông Dương, cũng là người duy nhất dùng kiếm. Lãnh Tình Oánh dù sử dụng Lạc Hoa Vô Tình kiếm nhưng Tịnh vẫn không phải là đối thủ của thiếu nữ này. Bởi vì thân pháp của thiếu nữ này phiêu hốt, lúc kiếm nhanh thì nhanh, lúc kiếm chậm thì chậm, tựa hồ nàng không theo kịp tốc độ của thiếu nữ nọ. Xem ra võ công thua kém ả rất nhiều, vốn dĩ Lạc Hoa Vô Tình kiếm cực kỳ lợi hại, võ công của Tiên Duyên Cốc nam nữ tu luyện riêng rẽ, sở dĩ Lãnh Tình Oánh không thể tiếp hội được Tuyết Hoa Xuân Tình kiếm, là vì đây là võ công dùng cho nam giới, đương thời Tích Hoa Tú Sĩ chỉ truyền lại cho nữ đệ tử những võ công vừa đủ, không được cao minh lắm. Sau này nhân vì thu nạp Lãnh Tinh Oánh, Tích Hoa Tú Sĩ đặc biệt tinh tuyển tuyệt học của mình, chế ra Lạc Hoa Vô Tình kiếm, truyền cho Lãnh Tinh Oánh, riêng võ công tuyệt học Hàn Băng Thiện. Trên thế gian này, ngoài trừ Lãnh Như Băng thì chỉ có Thủy Khiết Thu học được. Phải nói, ngoài khả năng nói chuyện tác ái, Lãnh Tinh Oánh chẳng nói nhiều chuyện khác, phóng ra chiêu số lệ hại, vốn dĩ có thể hạ gục bất kỳ ai. Chỉ tiếc, mọi chuyện lại không được như nàng mong muốn. Thiếu nữ kia tựa hồ không chút nương tay, vì thế Lãnh Tình Oánh không thể nào ra tay được, biện mệnh Tam Lang thì đang khốn khổ, thất cơ nhìn thấy cảnh khổ của Lãnh Tình Oánh, nhưng vì bị Chánh Tông và Thôn Dã hai người kìm chân, không thể thoát thân. Biện mệnh Tam Lang đã biết trưởng môn bị nha đầu kia khi phụ, trong lòng như có lửa đốt, Tình Lang lập tức vung kiếm biến chiêu, kiếm chiêu thay đổi, từ từ nhắm mi tâm của Thanh Điền hướng tới, Thanh Điền cười lạnh một tiếng, đao pháp lập tức biến đổi, trong đầu hắn nghĩ. Sớm có thể kết thúc bằng một đao vào khe hở ở ngực Tình Lang, nhưng hắn đã lầm, khi đao hắn đâm vào ngực Tình Lang cũng là lúc kiếm của Tình Lang xuyên qua trán hắn, óc bắn tóe ra, thân thể hắn đứng sững tại trường, bất động. Máu trong ngực Tình Lang trào ra, tưới lên đầu Thanh Điền, làm đỏ hết xác Thanh Điền, hắn cười nói, ta đã nói rồi, ta đích thị là đa tinh Mỹ Nam, không thể nào so sánh với đồ xấu xí nhà ngươi, nhìn đi, nhà ngươi vừa so sánh với ta liền lăn ra chết. Ta mà làm chuyện đó thay mẹ ngươi, giúp nhà ngươi nhuộm tóc, mẹ ngươi phải cúng giấy tiền cho ta đó, ta xuống đó lại cùng ngươi chém giết, ha ha. Tình Lang cười nhỏ dần rồi từ từ ngã xuống đất, kết thúc một cuộc đời đầy phong tình. Ngưu Lang đang cùng đại tá vật nhau theo kiểu sumo nhà ngươi nắm giải quần ta nắm khố ngươi, giống như kẻ nào xé được quần của kẻ kia trước thì kẻ đó là người chiến thắng. Điều này không có nghĩa là, tên béo đại tá đó không bị đấm đá. Ngưu Lang sử dụng hỗn nguyên khí công đấm vào thân thể hắn như đấm vào tường, rất là phí sức, chỉ biết chơi trò sumo với hắn. Cái chết của Tình Lang đã làm Ngưu Lang phát nộ, gào lên bi hống, Tình ca ca, tiện thể nắm chặt bạch khố của đại tá, toàn thân hỗn nguyên khí công bạo phát, chấn khai đại tá, chạy đến đỡ thân xác Tình Lang đang quỵ xuống, khóc thảm, ai đã đâm thủng ngực ca ca? Có phải gã đỏ đầu này không? Ngưu Lang điên cuồng đấm vào đầu của Thanh Điền. Vốn đã là một cái xác không hồn, làm đầu hắn nát bét như cám,
rồi bất ngờ ôm bụng bò ra đất cười điên dại. Nguyên lai đại tá bị hắn nắm khố ném đi đang đứng đần ra xấu hổ, cái thứ giữa háng hắn và thân thể hắn thực là tương phản, Ngưu Lang nhìn thấy cái thứ đó của hắn, bất giác cười điên dại đến chảy nước mắt. Ngưu Lang chỉ vào đại tá nói, lợn, lớn béo, cái của ta lúc 3 tuổi có thể so với cái của ngươi bây giờ, nhà ngươi nên đâm đầu vào tường đi, đừng xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Nói đoạn, hắn chẳng thèm nhìn lại đại tá, dùng tay lau chùi mặt Tình Lang, rồi chải lại tóc cho hắn. Nói, lúc huynh sống đích thị là một hình tượng bất hảo, nhưng bây giờ trong ta là hình tượng đẹp nhất, thôi, huynh xuống đó vui vẻ với quỷ nữ nhé ách, lợn béo, người dám đánh trộm ta à? Đại tá trong lúc Ngưu Lang nói đã tiến đến phía sau, bóp chặt lấy họng hắn từ phía sau, làm cho Ngưu Lang không thể thoát được, đại tá kêu lên, đã bẻ được hai tay hắn rồi. Không, Lãnh Tinh Oánh bi thảm kêu lên, nhưng quả là đã muộn. Đại tá hô to một tiếng. Hai cánh tay khỏe mạnh cầm võ sĩ đao chém xuống, Ngưu Lang kêu thảm một tiếng, lập tức hôn mê. Máu Ngưu Lang từ hai tay tuôn ra ào ạt, đại tá cười lạnh buông Ngưu Lang ra, lơ lớ nói bằng giọng Trung Nguyên, để xem ngươi còn cười được không. Ngưu Lang vẫn còn đứng lắc lư, nhìn vào đại tá, hai mắt tựa hồ muốn phun máu, hốt nhiên cười thảm nói, là ngươi bức bách Ngưu ta nhé. Rồi thân thể to lớn khổng lồ tiến từng bước về phía đại tá rồi bất ngờ nhảy tới. Gã thanh niên kêu to, đại tá, lùi lại. Bang! Trán của Ngưu Lang đã đập vào trán của đại tá, quả là một cú đập khủng khiếp, trán cả hai lập tức vỡ nát, hai thân thể khổng lồ đồng thời từ từ ngã xuống. Lãnh Tinh Oánh bi thống quá độ, nhưng thị không địch lại thiếu nữ kia, dã lang sốt ruột, lang chảo ra tốc, thân thể xông lên, tay trái nhằm bên phải cổ dã bổn đưa tới. Dã bổn chuyển đao, nhằm tay trái dã lang chém tới, bất chợt thấy ngực đau nhói. Thì ra năm ngón tay của dã lang đã xuyên thủng ngực hắn, vô cùng kinh phẫn biến chiêu, hồi đao dùng toàn bộ khí lực còn lại chém thẳng vào người dã lang. Trong tay dã lang đã cầm một trái tim đầy máu hắn nắm lấy trái tim, đồng thời dậm chân, đá văng thân thể dã bổn ra xa. Phu nhân, dã lang không thể bồi tiếp nàng nữa rồi. Dã lang dùng tay phải nắm lấy cán đao đang cắm sâu trong người hắn rút ra, hai chân vô lực, đao trên tay đột nhiên rơi xuống đất, chân không thể giữ được thân thể. Từ từ quỳ xuống, dùng toàn sức muốn đứng dậy lại, nhưng thực sự lực bất tòng tâm, cuối cùng song nhãn đột nhiên mở to, trán gục xuống cán đao, cuối cùng cũng ra đinh mãi mãi. Cái chết của biện mệnh Tam Lang làm Lãnh Tinh Oánh toàn thân như phát cuồng, hàn khí trên thân kiếm xạ xuất, không kể sống chết xông vào thiếu nữ kia, chẳng quan tâm trên thân đã dính bao nhiêu kiếm. Thiếu nữ kia đột nhiên nhảy về phía sau, nói, nhà ngươi bị mất trí ư. Lãnh Tinh Oánh không quan tâm đến ả nói gì, chỉ biết chạy về hướng dã lang, vừa khóc vừa vuốt mắt cho hắn, nói, ngươi chết mà còn gì chưa nói à? Ta đang lắng nghe ngươi nói đây. Thiếu nữ quay lại bên cạnh thanh niên kia, nhìn Lãnh Tinh Oánh từ phía sau, nói, đại ca, chúng ta có tàn khốc quá không? Gã thanh niên trầm mặc. Gã trung niên bên cạnh hắn nói, công chúa, tinh thần võ sĩ đạo vốn là tàn nhẫn mà. Thiếu nữ phản bác lại, đó là việc của nhà ngươi, ta vốn là nữ nhân mà. Trung niên kia không dám nói gì nữa, nhân vì hắn đã thấy thiếu nữ thể hiện vẻ giận dữ phụ nữ luôn luôn có trái tim mềm yếu. Thiếu nữ nói, ca ca, huynh hãy bảo Chánh Tông và thôn dã dừng tay đi. Bọn họ tựa hồ không kháng cự nữa rồi. Gã thanh niên nói, ở nước chúng ta, chỉ có những anh hùng tử chết trong chiến trận, không bao giờ biết chạy trốn, muội muốn bọn hạ phá tiền lệ này chăng? Thiếu nữ cúi đầu. Ngay khi thì cúi đầu, Vân Điệp đột nhiên nói, Điệp Tâm Vấn Hoa. Chỉ thấy Thất Cơ đồng thời lùi lại, nhảy lên cao, chính là họ xuất ra tuyệt chiêu tối hậu, vốn định đồng quy ư tận Điệp Tâm Vấn Hoa. Chánh Tông và thôn dã bị bọn họ vây vào giữa. Bảy nàng bất thình lình nhảy vào, chỉ có Ngọc Điệp và Xuân Điệp còn sống, ngũ nữ còn lại tan hương nát ngọc, hồng nhan vĩnh thệ. Tập hợp mọi người lại, đi thôi. Lãnh Tinh Oánh. Phiền ngươi nói với Hoàng Hy Bình, ta đợi hắn đến, ta muốn sớm gặp mặt các người lần nữa, lúc đó lại thu giữ linh hồn các ngươi lần nữa. Nói cho ngươi hay, ta vốn là sứ giả địa ngục. Gã nói xong, chuyển thân lĩnh suốt toàn đội ly khai, khi hắn đến có tầm 560 người, lúc đi chỉ còn lại 340 người, nhưng Hồ Điệp phái thực sự chỉ còn lại 3 người còn sống. Cái giá phải trả là quá đắt, biết nói với ai đây? Trong đầu ba nữ nhân đồng thời xuất hiện một hình bóng vừa tuấn mỹ vô cùng lại mạnh mẽ như dã thú Hy Bình.
Hoa Sơ Khai phu phụ là y thuật đích thị cực kỳ cao siêu, ba người bọn Lãnh Tinh Oánh đã thoát khỏi hiểm nguy, Ngọc Điệp được đưa đến phòng của tứ cẩu để dưỡng thương, bởi vì nàng muốn tứ cẩu một mình bồi tiếp nàng, nữ nhân dạng này luôn luôn hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy nam nhân của mình ở kề cận. Lãnh Tinh Oánh cùng với Xuân Điệp được sắp xếp nghỉ ngơi cùng một gian, lúc này Hy Bình và mọi người đều ở đó. Đỗ Thanh Phong đang ngồi kế bồi tiếp Lãnh Tinh Oánh, Hy Bình thì ôm chặt Xuân Điệp vào lòng, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc, mà ở đó lại chất chứa ngàn vạn nỗi bi thương, cả nam nữ nhân đều vong mạng khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Mặc dù sáu nữ nhân này có cuộc sống khá bừa bãi, nhưng họ lại là những người mà hắn gặp lần đầu tiên khi bước chân ra giang hồ và cả sáu người đều là giải khai cửu dương chi kiếp của hắn, bây giờ tất cả chỉ còn lại mỗi mình Xuân Điệp, điều này làm sao hắn có thể quên cho được. Nếu Lôi Phượng là người đầu tiên có tình cảm đối với hắn thì Xuân Điệp lại là người đầu tiên có được nhục thể của hắn, là Xuân Điệp đã làm cho hắn phải nói lời cáo biệt với cuộc đời xử nam vậy. Không gì có thể biểu hiện hết được tình cảm của hắn đối với Xuân Điệp, hắn có thể khẳng định. Xuân Điệp vĩnh viễn là đệ nhất nữ nhân trong suốt cuộc đời này của hắn. Vư Túy nói, Hy Bình, nàng ấy đã khỏe chưa? Hy Bình nói, nhạc phụ nói rằng chỉ cần tĩnh dưỡng 10 ngày là sức khỏe có thể hoàn toàn bình phục, ta muốn để nàng và nàng ấy được ở cùng nhau. Vư Túy gật gù, nói ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Xuân Điệp nét mặt vẫn còn nhợt nhạt, ẩn chứa trong đó ngập tràn tình cảm đối với Hy Bình nói, Hy Bình, tại sao chàng không ở cùng với ta? Hy Bình nói, Vư Nhân là nữ nhân của ta, nàng ấy và Nhu Vân sẽ ở cùng với nàng. Hiện tại nàng đang thọ thương, sẽ không hay chút nào khi ta và nàng ở cùng nhau. Nàng đã biết rằng con người của ta thực rất bạo lực mà, ta sợ nàng sẽ không thể chịu đựng được ta sự quá khích của ta đâu, thiết nghĩ lúc này không nên ở cùng nhau, đợi khi nàng được chữa trị hoàn toàn khỏe mạnh thì hai ta sẽ lại tương hảo cùng nhau. Thực ra ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng mà, nàng và họ ở cùng với nhau. Thì cũng như là ở cùng với ta vậy, nàng và họ đều là nữ nhân của ta cả thôi, đúng không? Nhu Vân khe khẽ phản đối, Nhu Vân nào phải nữ nhân của ngươi chứ? Hy Bình quay lại nhìn Nhu Vân, thì đột nhiên nàng bất giác cúi đầu, Hy Bình nói, sao nàng im lặng như vậy, nói lại lần nữa xem nào. Nhu Vân không nói lời nào, nắm lấy tay của Độc Cô Thi và Đỗ Quyên chạy như bay ra khỏi phòng, điệu bộ vô cùng khả ái. Nàng ấy nói rằng nàng không phải là nữ nhân của ngươi, rõ chưa nào? Mộng Hương trả lời Hy Bình thay Nhu Vân. Mộng dám thối, ta có hỏi ngươi đâu cơ chứ, ngươi bất tất phải nhiều chuyện như vậy hả? Mộng Hương giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, ta thách ngươi gọi ta là mộng dám thối lần nữa đấy, ta đánh vỡ mõm của ngươi. Ngươi dám sao? Dã Mân Côi và Vư Túy đồng thanh. Mộng Hương trừng mắt nhìn Hy Bình đầy nộ khí, xoay người nói, Bão Nguyệt, chúng ta đi. Triệu Tử Uy nói liền một câu, Hy Bình, ta đi đây. Sau đó đuổi theo sát Mộng Hương. Hoa Tiểu Ba thở dài, Uy ca xứng đáng là Uy ca, quả thực là uy mãnh, biết rõ rằng không có lấy một tia hy vọng thế mà vẫn cứ yêu. Triệu Tử Hào lắc đầu, Đại Hải, A Long, chúng ta ra ngoài thu xếp thôi. Không thể tưởng được rằng Dương Long Quân lại là người Đông Dương, Nhật Bản, nhìn vào lúc nào cũng đằng đằng sát khí a. Sau khi ba người đi khỏi, Hoàng Dương phu phụ và Hoa Sơ Khai phu phụ cũng đi ra ngoài, đến đại sảnh gặp Độc Cô Phách cùng nhau thương lượng. Hy Bình thấy chúng nhân đi khỏi, bế Xuân Điệp lên, nói, nhạc phụ và nhạc mẫu, ta phải đưa Tiểu Điệp đến phòng của Vưu Nhân, sẽ gặp lại sau. Sau khi bọn ba người Hy Bình đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại vài người là Đỗ Thanh Phong, Vương Ngọc Phân, Độc Cô Tuyết cùng với Lãnh Tinh Oánh. Đỗ Thanh Phong đối diện với ba nữ nhân thì chẳng biết nói gì thêm. Cả ba người này đều có với ông một người con gái, nhưng ông chỉ yêu có Vương Ngọc Phân và Độc Cô Tuyết, đối với Lãnh Tinh Oánh lại chỉ là cảm giác hổ thẹn và tiếc nuối mà thôi. Hiện giờ khi Lãnh Tinh Oánh đang thụ thương, thì còn thêm một phần phẫn nộ và cảm thương, nhưng tự nhiên ông chẳng biết làm thế nào để an ủi được Lãnh Tinh Oánh vậy như quả có băng băng tại đây, thì thể nào nữ nhân này cũng có thể an ủi được mẫu thân của nàng. Lãnh Tinh Oánh nói, ngài là lãnh đạo của tứ đại võ lâm thế gia. Hiển nhiên phải có nhiều việc để giải quyết, hãy đi lo việc của mình đi. Ta muốn đàm đạo cùng với họ. Biểu hiện của Đỗ Thanh Phong lúc này cực kỳ bối rối, kỳ thực ông đã muốn bỏ đi từ lâu rồi, chính bởi vì do nàng thụ thương mà lại là mẹ của đứa con gái của ông nữa nên ông mới phải ở lại để chăm sóc mà thôi. Lúc này nghe Lãnh Tinh Oánh nói như vậy ông căn bản chẳng có gì để phản đối và lại hai phu nhân thì cũng gật đầu đồng ý, quay đầu bước ra ngoài,
thuận tiện đóng cửa lại nói rằng ông ta hồ đồ, kỳ thực ông ta lại rất sáng suốt, tam nữ tại một nơi, nếu không nhanh chân chạy mất thì hậu quả thật là khó lường, bởi cùng một lúc ông chẳng thể làm vừa lòng tất cả được, khi đó tất sẽ có một nữ nhân ăn phải giấm, cuối cùng ông ta chính là người lãnh mọi hậu quả thôi. Ba nữ nhân nhất thời không có gì để nói, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cứ thế một lúc lâu. Phải nói rằng Đỗ Thanh Phong rất diễm phúc khi có được ba nữ nhân này, Lãnh Tinh Oánh là xinh đẹp nhất, Độc Cô Tuyết và Vương Ngọc Phân kế tiếp, tuy nhiên, nếu xét một cách cẩn thận thì mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau. Lãnh Tinh Oánh như một bông hoa dại đang kỳ nở rộ, Độc Cô Tuyết thì như áng mây lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh, Vương Ngọc Phân lại giống như đóa tuyết liên thanh bạch giữa cao nguyên vậy. Lãnh Tinh Oánh mỉm cười nói với Độc Cô Tuyết, đã hơn 20 năm rồi không gặp lại, trông ngươi vẫn trẻ trung xưa. Độc Cô Tuyết rất tự nhiên điềm đạm nói, vẻ mỹ lệ, kiều diễm của ngươi cũng chẳng hề giảm đi. Lãnh Tinh Oánh nói, ta nhớ rằng ngươi đã đột nhiên xuất hiện vào lúc đó, cho Đỗ Thanh Phong hai bạt tai rồi bỏ đi, có phải ngươi đã rời bỏ hắn ngay lúc đó không? Độc Cô Tuyết gật gù. Lãnh Tinh Oánh tiếp tục nói, ngươi đã đi ngay sau đó, kỳ thực ta cũng chẳng biết gì về hắn, đó chỉ là tuân theo lệnh của Thi Viễn mà thôi, để cho hắn chiếm được tiện nghi vậy. Nữ nhân như ngươi rất hay ghen, ta cũng chỉ có bấy nhiêu đó để nói thôi. Độc Cô Tuyết đáp, ta sẵn sàng tha thứ cho hắn. Lãnh Tinh Oánh nói, ta thấy được rằng, tuy rằng ngươi sẽ không trở về với hắn, mặc dù ta đã có với hắn một đứa con gái, nhưng ta cũng chẳng bao giờ là nữ nhân của hắn, hắn không hề yêu ta, và cũng chẳng hề yêu hắn, ngươi xem như vậy có nực cười hay không cơ chứ? Vương Ngọc Phân nói, nhân thế này thực là quá trêu ngươi con người a. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta đều là những người có số mệnh bất hạnh như nhau cả thôi. Lãnh Tinh Oánh nói, các người hãy ngồi lên giường với ta này. Trước đây ta cực kỳ căm ghét Đỗ Thanh Phong, nhưng từ sau khi sinh Hạ Băng Băng thì cảm giác ấy cũng phai nhạt dần, kỳ thật đôi khi nghĩ lại đối xử với hắn như vậy cũng không đúng, các người hiểu chứ? Băng Băng chính là một đại mỹ nhân, giả như không có sự hội ngộ oan trái đó, thì ta đã chẳng có được Băng Băng rồi, phải không nào? Vương Ngọc Phân nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, thì sinh hạ ra một đứa con gái xinh đẹp là chuyện đương nhiên rồi, chỉ là lại để đi lại với tên hỗn đản đó, thực chẳng xứng gì hết. A ha, nữ nhân Vương Ngọc Phân này, đúng là chưa đụng phải Hy, Nhược Bằng để Hy Bình nghe thấy, thì thật là hắn sẽ phải làm cho bà ta ấy thổ huyết mà chết mất. Lãnh Tinh Oánh kinh ngạc nói, người muốn ám chỉ Hy Bình. Vương Ngọc Phân khẳng khái nói, không tên đó thì ai vào đây cơ chứ? Lãnh Tinh Oánh nhướng đôi mi lên, nói, có vẻ như ngươi không thích hắn lắm. Vương Ngọc Phân nói thẳng thừng lý do của mình, hắn đích thị là một tên hỗn đản thương phong bại tục. Vậy sao? Lãnh Tinh Oánh không đồng ý, nói ta nghĩ rằng hắn thực sự rất đáng yêu đấy, mặc dù không nên nói ra những lời đó vào lúc này, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã rất muốn tương hảo cùng hắn rồi, hắn đích thị là nam nhân để giao hoan lý tưởng nhất. Lãnh Tinh Oánh cuối cùng vẫn là Lãnh Tinh Oánh, bản chất không thể cải biến được, hoang dâm vô độ, dâm đãng không ai sánh kịp, nếu không có thương tích trên thân mình, thì dù cho Hồ Điệp phái có bị diệt vong đi chăng nữa thì trong tâm linh của bà cũng chẳng hề mảy may thương cảm, lúc này đây trong tâm trí của bà chỉ còn phải làm sao để được thỏa mãn về cái chuyện ấy cùng Hy Bình mà thôi. Vương Ngọc Phân mở to cặp mắt lá liễu kinh ngạc nhìn Lãnh Tinh Oánh, bà ta không thể tưởng được rằng Lãnh Tinh Oánh lại có thể nói ra những lời như vậy. Phải biết rằng Hy Bình là con rể của Lãnh Tinh Oánh, vậy mà Lãnh Tinh Oánh lại có thể nói ra rằng mình muốn cùng lên giường với nữ tế cho được. Bà ấy bất giác nhìn sang Độc Cô Tuyết, thì nhận ra Độc Cô Tuyết rất thản nhiên, lúc đó bà ấy mới nghĩ rằng Độc Cô Tuyết cũng cùng một ruột với tên hỗn đản đó. Ôi, hai nhạc mẫu đại nhân này, lại cùng yêu nữ tế của mình. Lại còn tưởng tượng ra cảnh cùng với chàng nữ tế ở trên giường nữa chứ, thật đáng thương thay. Lãnh Tinh Oánh nói với Độc Cô Tuyết, ngươi không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ ngươi cũng cùng có một ý nghĩ dâm loạn như ta. Độc Cô Tuyết bình tĩnh nói, nếu muốn nói rằng đây là điều bất ngờ hay dâm loạn, ta thực lòng cho rằng ngươi không hề có ý nghĩ như vậy, hài tử đang trong bụng của ta là của Hy Bình đấy. Bây giờ thì lại tới lượt Lãnh Tinh Oánh kinh ngạc, bà nói, ngươi đang nói đùa đấy à? Vương Ngọc Phân nói, hy vọng chỉ là nói đùa thôi, thật đáng tiếc là ngươi đã nói như vậy, cả hai ngươi ôi. Ta thật chẳng còn lời gì để nói với hai ngươi nữa. Độc Cô Tuyết và Lãnh Tinh Oánh đồng thời im lặng nhìn Vương Ngọc Phân, Lãnh Tinh Oánh nói, Ngọc Phân, bằng kinh nghiệm của chính ta
ta có thể nhận thấy ngươi không hề được thỏa mãn trong một thời gian dài rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mặc dù Đỗ Thanh Phong không được mạng mẽ cho lắm, nhưng để thỏa mãn một lúc từ 1 đến 2 nữ nhân, thì ta nghĩ rằng hắn dư sức để làm được điều đó chứ. Trên mặt Vương Ngọc Phân thoáng hồng, Lãnh Tình Oánh nói không sai, nếu là Đỗ Thanh Phong trước kia, thì chắc chắn sẽ làm thỏa mãn được bà, nhưng giờ đây thì... Ôi, bà ấy chỉ còn biết thở dài mà thôi. Độc Cô Tuyết cũng ngao ngán nói, Thanh Phong hiện tại không được tốt cho mấy. Trên mặt Lãnh Tình Oánh hiện lên thần tình minh bạch, nguyên lai là như vậy. Độc Cô Tuyết, nghe nói giữa người với Hy Bình có vấn đề phải không? Lãnh Tình Oánh đối với những chuyện này thì cực kỳ hứng thú. Quá khen, nghe nói không thể bằng với được trực tiếp kể lại, Độc Cô Tuyết bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra giữa mình với Hy Bình. Sau khi Lãnh Tình Oánh đã tỏ tường mọi chuyện, không hề để ý xem Vương Ngọc Phân coi Hy Bình hỗn đản như thế nào, đáp lại quả là lãng mạn vô cùng, ta hy vọng một ngày nào đó cũng được Hy Bình cường gian như vậy. Vương Ngọc Phân há hốc miệng nói, tỷ tỷ, như vậy là không hợp với luân thường đạo lý đâu. Lãnh Tình Oánh mỉm cười nói, cái gì mà không hợp với luân thường đạo lý chứ, trên giang hồ ta đã quan hệ với nam nhân nhiều vô số kể, ai mà không biết tiếng xấu của Hồ Điệp phu nhân này chứ, nếu có bị nữ tế cưỡng gian thì đã sao nào. Hắn mà không muốn cưỡng gian ta, thì ta cũng muốn hắn phải cưỡng gian ta, để rồi sau đó hắn sẽ giúp ta đi báo thù, khi đó ta với hắn sẽ cùng nhau cưỡi mây đạp gió, thật là vui sướng biết bao. Điều này ta cũng đã có chuẩn bị để nói với Băng Băng rồi. Ta nghĩ Băng Băng cũng chẳng buồn phiền gì đâu, thế gian này, ta chẳng cần người khác xem ta như thế nào. Lãnh Tình Oánh này xuất thân đã là một con người dâm đãng nổi danh rồi, thì ta còn phải để ý đến những điều khác là gì cơ chứ? Vương Ngọc Phân không còn lời gì để phản bác lại, Hồ Điệp phu nhân trên giang hồ đích thị là đỉnh đỉnh đại danh dâm đãng. Như vậy thì bà ấy còn có thể phản bác điều gì nữa đây? Lãnh Tình Oánh tiếp tục nói, Độc Cô Tuyết, nói thật lòng. Hy Bình là nam nhân đáng sợ nhất mà ta từng thấy, người nói xem tư vị khi cùng hắn phẩm thường tương hảo như thế nào. Vương Ngọc Phân đỏ mặt, Lãnh Tình Oánh này quả nhiên dâm dật. Độc Cô Tuyết nói, người cứ thử thì biết, ta chắc chắn khẳng định, sau khi người thử với hắn rồi, thì bất cứ người đàn ông nào sau này trong suốt cuộc đời của ngươi sẽ trở thành vô vị cả. Tất nhiên là ngươi đã có kinh nghiệm cùng vô số nam nhân, nhưng khi ngươi tương hảo cùng hắn sẽ thấy một điều hoàn toàn khác xa. Hắn là tuyệt vời nhất, đương nhiên, ta chỉ muốn ám chỉ đến phương diện tình dục mà thôi. Vương Ngọc Phân nổi điên, giận dữ nói, tất cả mọi sự việc đương nhiên là trở thành giản đơn, nhưng cả hai ngươi không nhận thấy rằng đã đi quá đà rồi sao? Độc Cô Tuyết nói, cái gì mà đi quá đà chứ, không phải đây chỉ là tưởng tượng thôi sao? Chính thế, Lãnh Tình Oánh hùa theo nói, cuộc đời này của ta không có lấy một lần được thành hôn chân chính. Và lại nếu có thành hôn với hắn thì cũng chẳng cũng có chuyện xảy ra cả, lão nương cũng chẳng quá già, hắn yêu thích con gái của ta, nên hắn cũng chẳng dại gì mà không làm hài lòng ta, không phải sao? Vương Ngọc Phân lớn tiếng quát, hai người không màng gì tới Đỗ Thanh Phong sao? Độc Cô Tuyết và Lãnh Tình Oánh nhất thời rúng động, Lãnh Tình Oánh nói, kết thúc tại đây đi. Chuyện này để sau hắn nói lại, bây giờ thứ nhất lão nương phải dưỡng thương cho tốt đã, thứ hai lão nương phải đi báo cừu. Biện mệnh tam lang và tất cả môn nhân đều không thể chết một cách vô ích như vậy được. Nét sắc sảo hiện lên khuôn mặt của Vương Ngọc Phân, nói, xin lỗi, ta đã quá kích động, kỳ thật tất cả đều là nữ nhân, ta có thể hiểu được cho mọi người, đích thị là nan giải a. Độc Cô Tuyết vỗ vai Vương Ngọc Phân, ta thán, có phải ngươi và Thanh Phong đều nói như vậy? Vương Ngọc Phân đột nhiên đỏ mặt, nguyên lai tối qua bà ấy và Đỗ Thanh Phong có nói chuyện với nhau về Độc Cô Tuyết. Không chỉ riêng Đỗ Thanh Phong không đau buồn và căm phẫn nhưng cũng phải tán thành mối quan hệ mờ ám giữa Độc Cô Tuyết và Hy Bình. Đương nhiên rằng rõ ràng Độc Cô Tuyết vẫn là thê tử của Đỗ Thanh Phong. Sau hồi lâu suy nghĩ thì Đỗ Thanh Phong đã nói với bà ấy như thế này, Ngọc Phân, ta đã nói với nàng, để cho nàng đi tìm kiếm những nam nhân khác, kỳ thật nam nhân khác không nhất định phải là hoàn hảo, như Hy Bình chẳng hạn, theo cảm nhận của mình thì ta có thể khẳng định rằng, có lẽ hắn rất tệ hại. Nhưng hắn cũng rất tuấn mỹ và cường tráng, có lẽ nàng nên học hỏi A Tuyết đi. Lúc bấy giờ Vương Ngọc Phân nghe thấy những lời đó thì nổi cơn thịnh nộ, đối với Đỗ Thanh Phong mà nói thì bà ấy không thể làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy được. Lúc này khi được Độc Cô Tuyết hỏi đến thì bà ấy mới cười cười đáp lại, đúng thế. Độc Cô Tuyết nói, Thanh Phong đã nói như thế nào vậy?
Vương Ngọc Phân do dự một hồi mới nói, chàng không muốn người khác biết giữa ngươi và Hy Bình có vấn đề, ngoài chuyện đó ra thì tất cả những chuyện khác chàng không muốn quản tới. Độc Cô Tuyết trầm mặc hết nửa ngày mới thở dài nói, thật khổ cho chàng. Vương Ngọc Phân nói, điều quan trọng nhất, nếu như đã biết như vậy, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Còn những người khác thì phải nói như thế nào đây, có thể chấp nhận được chuyện này hay không? Có thể, Lãnh Tinh Oánh nói một cách chắc chắn, băng băng của ta có thể chấp nhận, nghĩ thử xem nào. Mẫu thân và nhi nữ đều cùng nhau chung thuyền với một trượng phu, thật là phi thường phải không nào? Trên thế gian này cũng đã từng xảy ra những chuyện như thế, khi trượng phu chết đi, nam tử sẽ thu nạp mẫu thân làm thiếp, người cũng nên biết đến chuyện đó. Vương Ngọc Phân nói, ta thực tình chưa hề biết đến cái tập tục loại này bao giờ. Lãnh Tinh Oánh nói, điều này thật không phải, ta chẳng phải là thê tử của Đỗ Thanh Phong. Chỉ cần nữ nhi của ta không có ý kiến, thì ta sẽ tìm đủ mọi cách để thâu phục tên nữ tế đó. Ngọc Phân, thiết nghĩ người cũng nên dụ dỗ hắn đi, khi đó hương vị của yêu đương sẽ tuyệt vời đấy, tuyệt đến không gì có thể tả cho hết được đâu. Trên mặt hiển lộ những nét vô cùng dâm đãng, phảng phất như đang cùng với Hy Bình Đông Tây chinh chiến. Ngươi nói quá nhiều lời thừa, không nói với ngươi nữa, ngươi với ta không thích hợp với nhau, các ngươi hai người muốn thế nào thì thế ấy, đừng gây rắc rối cho Thanh Phong là được rồi, thế gian này, ta chỉ yêu mỗi Thanh Phong thôi. Cả hai nữ nhân nhìn theo bóng hình của bà ấy đang dần đi xa, Lãnh Tinh Oánh nói, có phải chúng ta đã đi quá xa rồi không? Độc Cô Tuyết buồn bã nói, có lẽ, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Những chuyện không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, đứa trẻ đã nhanh chóng được sinh ra, người bảo ta phải giải quyết chuyện đó như thế nào đây? Lãnh Tinh Oánh nói, hỏi như thế nào cho đúng đây? Thế ngươi có yêu thích Hy Bình không? Độc Cô Tuyết trầm ngâm nói, nhược bằng Khô Ninh yêu, thì tại sao ta lại để hài tử này được sinh ra chứ? Rất yêu là đằng khác nữa kìa, nữ nhân nguyện ý vì nam nhân mà sinh hài tử thì như vậy chính là mãi mãi yêu người đó rồi. Có lẽ ta cũng yêu cả Thanh Phong nữa, chỉ là đã đến lúc phải rời bỏ chàng, với Thanh Phong chỉ còn lại những ký ức tốt đẹp mà thôi, những ký ức đó ta sẽ mãi mãi không quên. Nhưng khi con tim của nữ nhân cảm thấy cô đơn nhất, thì chính hắn đã mang lại cho ta một làn sóng tình cảm mới mẻ dâng trào, hắn thực sự là một nam nhân rất cường tráng, hắn phải làm cho nữ nhân trên khắp thế gian này không một ai có thể cự tuyệt được hắn. Trong khi ta đang thụ thương, thì ngẫu nhiên hắn đến và hóa giải vết thương đó cho ta. Ta không muốn đối xử bất công với Thanh Phong, chỉ là bởi vì ta đã không còn tình cảm gì với chàng nữa rồi. Chắc là ngươi cũng rõ điều này, nam nhân thì có thể quay lại nhưng nữ nhân một khi đã ra đi thì tuyệt đối không bao giờ trở lại nữa. Lãnh Tinh Oánh bắt đầu nhìn Độc Cô Tuyết một lúc rất lâu mới nói, hãy đỡ ta dậy nào, ta muốn tĩnh dưỡng cùng một phòng với Xuân Điệp, Đỗ Thanh Phong không có khả năng làm cho ngươi vui vẻ, chỉ là sau này tại căn phòng đó ta đã minh bạch được ngươi cũng đã hiểu nữ nhân không thể quay đầu. Chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi. Bản thân ta là một nữ nhân mà bị tất cả chúng nhân thoá mạ, chính thế ta không sợ bị chúng nhân thoá mạ thêm. Ngươi nói xem có đúng như vậy không? Độc Cô Tuyết gật đầu, nói tiểu vô lại đó cũng không hề sợ. Tứ cẩu đối với chuyện Ngọc Điệp không phải chịu một thương tích nào nặng nề thì vô cùng hoan hỉ nhưng đối với cái chết của Ngũ Điệp thì kỳ thực rất bi thương. Tuy rằng Ngũ Điệp chẳng phải là nữ nhân của hắn, tuy nhiên, năm nữ nhân là những người lần đầu tiên hắn gặp khi dẫn dắt Hy Bình sơ nhập giang hồ, và lại họ đều là nữ nhân của Hy Bình nữa. Nam nhân Hoàn Sơn Thôn, khi còn ở Hoàn Sơn Thôn, thì có lẽ sẽ liên tục đánh nhau, nhưng khi đi ra ngoài thì lại là gia đình một nhà vậy, không thể phủ nhận điều này. Ở cái thế gian bên ngoài Hoàn Sơn Thôn này thì Hy Bình chính là người huynh đệ tốt nhất của tứ cẩu, chính vì thế nên cái chết của nữ nhân của Hy Bình đã đem đến cho hắn nỗi bi thống mãi không thôi. Thực vậy. Hy Bình vĩnh viễn là người huynh đệ tốt của hắn, cũng như hắn vĩnh viễn là người huynh đệ tốt của Hy Bình vậy đây chính là điểm tương đồng giữa hắn và Hy Bình. Ngọc Điệp nằm trên giường, tứ cẩu vẫn luôn ở kề cận chăm sóc cho nàng, tứ cẩu vuốt ve lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, nói, đã để cho nàng phải chịu khổ, ngày tứ cẩu trở thành bang chủ cái bang đã đến gần, ta sẽ hạ lệnh toàn thể môn hạ cái bang truy kích chúng, báo cừu cho nàng. Ngọc Điệp, hãy tĩnh dưỡng cho thật tốt. Sau này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, hiện tại ta có thể chân chính đường hoàng chăm sóc cho nàng, còn có thể chân chính đường hoàng có con với nàng nữa. Ngọc Điệp nói, có lẽ không cần chàng phải tìm kiếm chúng làm gì, chúng cũng sẽ sớm tìm đến chúng ta thôi. Trên đường truy bắt chúng,
Phu nhân đã nói rằng người nghĩ rằng có người đã theo dõi và biết tất cả đường đi nước bước của bọn thiếp, thiếp và Xuân Điệp cũng có cảm giác như vậy, bọn chúng đợi cho Hy Bình đi khỏi, có khi đã biết Hy Bình đang ở Long Thành rồi. Tứ Cẩu giận dữ xôi trào nói, đến là tốt, lão tử học thương pháp đâu phải là để ngắm chơi, lần này sẽ thi triển trên thân thể cái lũ đó. Mẹ nó, ta sẽ mở mắt cho tụi nó vậy. Ngọc Điệp mỉm cười. Triệu Tử Thanh cũng mỉm cười nói, thương pháp của chàng thực là ghê gớm, những chiêu thức mục nát đó mà đem thi triển thì chắc là làm cho bọn chúng buồn nôn lên được đấy, đã vậy lại chẳng có một điểm nào giống công phu nào của cái bang nữa chứ. Dạ Lai Hương nói, công phu của cái bang cũng không phải là không có cái hay của nó, nhưng cần phải vận dụng nhiều vào thực tiễn, có thể họ ăn mặc rách dưới cũng có thể làm ra tiền vậy, vận dụng thật đúng chỗ đấy. Đại Ni nói, Tứ Cẩu, chàng nhớ bồi thiếp vị tỷ tỷ này thật tốt đấy nhé, thiếp và họ phải đi trước đây. Được thôi, gặp lại nàng trong bữa tiệc vậy. Tứ Cẩu đáp lại Đại Ni, nàng dẫn theo bốn người thiên trúc thiếu nữ rời khỏi phòng. Triệu Tử Thanh nhìn theo bóng ảnh của họ tự nhiên nói, không biết rồi sẽ đi về đâu, cả ngày hôm nay xảy ra thật là quá nhiều chuyện rồi. Chỉ có thể chờ đến tối mà thôi, trong đó nhất định có vấn đề. Tứ Cẩu song nhãn lấp lánh, nói chúng ta không cần phải nói với nàng ấy chẳng phải là đã có được trái tim của Tứ Cẩu này rồi sao, nàng ấy phải đi. Tứ Cẩu này, không bao giờ được thất bại, không gì là không thể nắm bắt được, ôi. Triệu Tử Thanh mỉm cười nói, tốt nhất là để cho Thiên Trúc nàng ấy đi đi. Chân thực mà nói, Triệu Tử Thanh làm sao mà lại có thể để cho nữ nhân đi quyến rũ Tứ Cẩu cơ chứ? Mặc dù Triệu Tử Thanh chẳng phải là đệ nhất mỹ nữ gì, nhưng khi đem so với Đại Ni đó thì vẫn có phần hơn. Thực ra trong mắt của Tứ Cẩu thì nàng đích thực là đệ nhất mỹ nữ trên đời này, nhưng nàng vẫn hiểu rõ một điều, Tứ Cẩu luôn luôn yêu thương Lan Hoa nhất. Ngọc Điệp nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy. Người này mang lại cho ta cảm giác rất kỳ lạ, chỉ là trong đôi mắt của nàng lúc nào cũng chan chứa nỗi sầu ưu oán, ta nhận thấy trong tim của nàng đang rất khổ đau. Chàng làm thế nào có được nàng ta? Tứ Cẩu kể rất rõ chuyện gì đã xảy ra tại Quần Phương Lâu. Ngọc Điệp mỉm cười nói, Quần Phương Lâu là một nơi rất tuyệt, hai vị huynh đệ của chàng, một người là công chủ, còn một người là thiên trúc, đều là những nữ nhân xinh đẹp không ai bì kịp. Triệu Tử Thanh tiếp lời, có sự khác biệt. Hắn lấy được là thân thể của người ta, nhưng Hy Bình thật sự lấy được cả trái tim lẫn thân thể. Tứ Cẩu mỉm cười nói, ta thế nào mà lại đem so sánh với Hy Bình chứ? Hắn còn hơn cả một tên vô lại nữa kìa. Thế à, sao không thấy Lan Hoa đâu nhỉ? Ngọc Điệp nói. Dạ Lai Hương đáp, Lan Hoa muội muội đang ở trường Xuân Đường, họ không muốn phải bôn ba đi khắp nơi, sở dĩ ở lại trường Xuân Đường để chờ hạ sinh. Ngọc Điệp lo lắng nói, ở trường Xuân Đường có an toàn không? Tứ Cẩu nói, Bích Lục Kiếm Trang đã phái một đại bộ phận nhân thủ đến trường Xuân Trường, thêm vào đó cả huynh đệ của Viễn Dương Tiêu Cục nữa, còn có Tứ Cẩu này đã an bài cho huynh đệ cái bang tại Tử Yên Thành chiếu cố đến nữa, vì vậy sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Nghe nói Độc Cô Lão Đầu đã phái nhân thủ đến rồi, làm tăng lên đáng kể số lượng nhân lực tại đó. Không cần phải quá lo lắng đâu, huống chi. Nếu như trường Xuân Đường ngộ sự, Triệu Anh Kiệt sẽ thống lĩnh thần đao môn xuất trận hỏa tốc chi viện. Ngọc Điệp à, trường Xuân Đường tất không giống như Hồ Điệp Phái bị cô lập đâu, thực lực cũng mạnh hơn Hồ Điệp Phái rất nhiều, tập trung ở đó còn có từ 40 đến 50 nhân lực Đông Dương nữa chứ, tịnh không gì có thể phương hại đến họ được. Nghĩ thử mà xem với bằng đó nhân lực thì ai có thể động đến họ được chứ, đó gọi là chiêu lấy thịt đè người đó, bất quá, có điểm ta vẫn không thể nào thông suốt được. Trước đây khi bọn ta rất đông cùng nhau vây đánh Hy Bình, nhưng tại sao vẫn chưa một lần giành chiến thắng về tay? Ngọc Điệp trầm tư nói, bởi vì căn bản huynh ấy không phải là người thường, có khi thiếp lại nghĩ rằng huynh ấy không phải là con người. Tứ Cẩu ngạc nhiên nói, thế thì là cái gì? Dạ Lai Hương nói, tuấn mỹ như một cổ đại chi thần vậy. Triệu Tử Thanh mới nói, nhìn từ sự sung mãn cho đến hấp lực của huynh ấy lại như một thiên ma vậy. Ngọc Điệp nhớ lại những sự việc mới vừa xảy ra, chậm chạp nói, cái mà ta nhìn thấy ở huynh ấy chính là thú tính của huynh ấy, khi huynh ấy chiến đấu thì thú tính hiển hiện cùng cực ra bên ngoài, có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất cái sức mạnh cường hoành của loài dã thú. Không còn nhận ra một chút nào cái vẻ trơ cháo thường ngày nữa, cái chết của 5 người tỉ muội của ta đã đem đến cho huynh ấy nỗi thống khổ vô biên, thật vượt xa mọi tưởng tượng của chúng nhân, bình thường thì huynh ấy cực kỳ vô lại, chỉ là từ ngày hôm nay trở đi. Ta đã không còn nhìn thấy trong ánh mắt của huynh ấy nụ cười nữa rồi.
Ta chỉ có thể nhìn thấy trong đó, chỉ có máu, ẩn tàng giữa màu trắng và màu đen trong đôi mắt chỉ có màu đỏ của máu mà thôi. Ta vui sướng khi nhìn thấy huynh ấy trong bộ dạng như thế, huynh ấy đã vì bọn ta mà phẫn nộ, trên thế gian này, đa số chúng nhân đều nhục mạ bọn ta, xem bọn ta là hạ lưu, vô sỉ, chỉ có huynh ấy là bảo vệ bọn ta, xem trọng bọn ta, điều này làm cho ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ta nghĩ rằng dưới cửu tuyền thì năm người tỉ muội cũng cảm thấy hân hoan. Tứ cẩu này, khi đi bào thù thì để Ngọc Điệp đi với, được không? Tứ cẩu nói, được chứ, ta muốn nàng được nhìn thấy, được tận mắt chứng kiến ta hủy diệt tên đó từ đầu đến chân như thế nào nhé. Tứ cẩu nhấc cây kim thương trên giường lên, nhãn thần chớp động, trong đôi mắt ánh lên những tia vàng óng của màu kim thương bức xạ ra ngoài, khiến cho chúng nhân trợn tròn mắt lên mà nhìn hắn. Nằm trong vòng tay của Hy Bình, Xuân Điệp như cảm thấy thế gian này nhỏ bé hẳn đi. Chỉ còn lại có nàng với Hy Bình đang tồn tại mà thôi. Nàng là nữ nhân trẻ nhất trong Hồ Điệp Thất Cơ, chỉ mới 23 tuổi thôi. Vào lúc 16 tuổi, nàng đã phải chịu cảnh 6 tên cưỡng hiếp tập thể, Hồ Điệp phu nhân khi đấy đi ngang qua đã giải cứu cho nàng, nhưng cũng chẳng thể tới đúng lúc để cứu nàng thoát khỏi 5 tên dâm tặc đó, và đã nói với nàng rằng, mối thù này nàng phải tự mình đi đòi lại. Sau đó nàng đã theo Hồ Điệp phu nhân, để báo thù. Nàng cũng dần trở nên suy đồi trụy lạc cùng với Lãnh Tinh Oánh. Nàng nghĩ rằng nam nhân trên thế gian này không có lấy nửa điểm đáng tin cậy, càng không đáng để yêu thương, xem nam nhân chỉ là loài vậy hạ đẳng để đùa bỡn mà thôi. Chỉ là từ khi gặp được Hy Bình, trái tim của nàng mới có chủ. Mặc dù nàng đã trải qua rất nhiều nam nhân, nhưng tình yêu, thì nàng chỉ mới thực sự cảm thấy được nó trong thời khắc hội ngộ với Hy Bình thôi. Trong cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều chuyện xảy ra một cách rất tự nhiên, điều này không xảy ra với tình yêu tự đáy lòng, nó chỉ có với tình yêu sét đánh mà thôi, điều này làm cho người ta cảm thấy không chân thật. Nhưng, nói như vậy có chính xác hay không? Nàng thực sự không hiểu, nàng là nữ nhân, nàng chỉ biết rằng nữ nhân phải luôn luôn trông cậy vào nam nhân, trước đây nàng đã không hề nghĩ phải trông cậy vào bất kỳ một nam nhân nào, gặp được Hy Bình, trái tim của nàng đã hoàn toàn trao cho hắn. Chính thế, nàng nghĩ rằng tất cả những nữ nhân bình thường đều như nhau đều phải dựa vào một nam nhân nào đó. Có đôi khi nàng lại nghĩ là ý nghĩ này trở nên quá xa xỉ, bởi vì nàng biết nàng là loại nữ nhân nào, nàng là loại nữ nhân phóng đãng với vô số nam nhân, loại nữ nhân như thế lẽ nào đủ tư cách để yêu cầu nam nhân chăm sóc chăng? Nàng không dám nghĩ là mọi chuyện lại chuyển biến như thế, tuy nhiên, Hy Bình đã dùng hành động để nói lên tất cả. Bất luận nàng có là nữ nhân như thế nào đi chăng nữa, hắn nguyện ý sẽ là nơi nương tựa của nàng, mãi mãi chăm sóc nàng. Hắn là một nam nhân vô lại thậm chí còn vô sỉ nữa, có lẽ trong mắt của hầu hết chúng nhân thì hắn chẳng phải là con người tốt lành gì, thế nhưng trong mắt của Xuân Điệp và đa số nữ nhân thì lại xem hắn là một nam nhân chân thật. Nữ nhân đối với một nam nhân thì chỉ có một yêu cầu, họ không cần những phẩm chất ưu tú, mà cái họ cần chính là tình yêu. Cho dù người họ yêu có là con người đầy tội lỗi đi chăng nữa thì họ vẫn cứ yêu cả cái tội lỗi đó. Nàng đã trải qua với rất nhiều nam nhân, chính vì thế dù biết Hy Bình thật sự cũng có rất nhiều nữ nhân bên cạnh nàng vẫn chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Ở điểm này cũng giống như Dã Mân Côi vậy, chỉ là Dã Mân Côi thì hạnh phúc hơn nàng, đơn giản là vì Dã Mân Côi có một tấm lòng bé bỏng, dễ thương. Hy Bình bế nàng đi theo Vưu Túy, Vưu Túy mở cửa, cả ba người cùng bước vào. Khi muốn đóng cửa lại thì thấy Tiểu Nguyệt chạy đến. Vưu Túy nói, Nguyệt Nhi, có chuyện gì mà khẩn cấp vậy? Tiểu Nguyệt nói, không có chuyện gì cả, mọi người đang thương lượng một số chuyện, muội chẳng hứng thú với những chuyện đó, vì thế mới đến đây. Tỷ không thích Tiểu Nguyệt đến sao? Vưu Túy mỉm cười nói, đâu nào, ai mà lại không thích Nguyệt Nhi chứ? Nàng đưa Tiểu Nguyệt vào phòng, đóng cửa lại, Hy Bình nhẹ nhàng đặt Xuân Điệp nằm lên giường. Trong phòng chỉ có một cái giường, là phòng mà Vưu Túy và Nhu Vân nghỉ. Hy Bình nói, Túy tỷ, đến tối người hãy tới phòng ta ngủ nhé. Phòng ta có rất nhiều giường. Vưu Túy nói, như vậy không hay lắm, ta không đi đâu, ta muốn nhờ mọi người chuyển giường đến đây một lần nữa được không vậy? Hy Bình nhướng đôi mi lên nói, như vậy có phiền lắm không? Hắn quay sang nhìn Xuân Điệp đang nằm trên giường. Đột nhiên nói, có phải nàng sợ rằng khi đó ta sẽ chiếm tiện nghi của nàng sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, phiêu lãng, tựa như sợ rằng sẽ chạm đến nỗi đau của tâm linh Xuân Điệp. Trong đôi mắt của Xuân Điệp long lanh ngấn lệ, dịu dàng nói,
sau khi thiếp tỉnh lại thì thiếp muốn nhìn thấy chàng, được nhìn thấy chàng thì mọi nỗi sợ hãi đều tiêu tan. Hy Bình nói, có phải do mặt ta có điểm giống với mặt heo không? Xuân Điệp cựa mình trên giường rồi lắc đầu, không phải thế, chàng là nam nhân lôi cuốn không ai sánh nổi, vô luận khuôn mặt của chàng có to ra như thế nào đi chăng nữa, mặc dù chàng không động thủ, nhưng với đôi mắt tràn đầy nỗi bi thương và căm phẫn của chàng cũng đủ làm cho người khác nhìn vào mà phải run rẩy tâm can. Có thể cảm nhận rất sâu trong đôi mắt đó ẩn chứa ngàn vạn tình thâm, thế nhưng trong mắt lại chứa đầy những tia huyết mang vằn đỏ. Thiếp thực sự không hề muốn nhìn thấy chàng trong bộ dạng đó một chút nào, thậm chí dù cho thiếp và tất cả bọn họ có phải bỏ mạng đi chăng nữa, thì thiếp vẫn không muốn, không hề muốn chàng phải vì chúng thiếp mà đi báo thù, cũng chẳng hề muốn nhìn thấy cảnh chàng sát nhân. Hình ảnh của chàng trong tâm trí của tất cả bọn thiếp là hình ảnh của một nam nhân tuấn mỹ, đáng yêu, chứ chẳng phải là một ai khác không hề có lấy một điểm thiện lương, một con người vô lại, vô lương tâm. Nhớ lại hồi chàng đả bại Địa Kiệt, là lần mà thiếp hạnh phúc nhất trong cuộc đời, không phải bởi vì sự cường đại và mị lực tà ma của chàng, đơn giản là vì chàng đã tha mạng cho Địa Kiệt vậy. Hy Bình đảo mắt nhìn sang hai nữ nhân bên cạnh, chợt đứng dậy đi ra giữa phòng, rồi dừng lại, sau đó nhìn Xuân Điệp trên giường mới hỏi, nàng muốn ta tha mạng cho bọn chúng sao? Xuân Điệp trầm mặc hồi lâu, nói thiếp sợ phải nhìn thấy sự thù hận và đau đớn trong đôi mắt của chàng. Giết được hai tên khốn kiếp đó rồi, thì nàng sẽ chỉ thấy nụ cười luôn hiện trên đôi môi của ta. Có lẽ ta là một nam nhân cực kỳ vô lại, nhưng, chắc chắn là đối với một số vấn đề, ta rất nghiêm túc. Hy Bình nói rất kiên quyết, vừa nói hắn vừa tiến lại phía giường và ngồi xuống, âu yếm vuốt ve lên khuôn mặt diễm lệ của Xuân Điệp, tiếp tục nói, nữ nhân của ta tử nạn, trái tim của ta có thể không đau đớn được sao? Bọn chúng khiến ta đau lòng, ta có thể bỏ qua chúng được sao? Nàng thật quá hiền lành rồi, đừng sợ, ta trước đây vẫn vậy và cho mãi về sau này cũng vẫn vậy, không hề đổi thay, thậm chí nếu ta có vì giết người mà trở thành loài dã thú đáng sợ nhất, thì loài dã thú này vẫn có trái tim, đối với nàng, cũng như đối với mọi người thân đều vẫn rất ôn nhu, hòa nhã. Muội yêu cái thú tính trong con người đại ca. Tiểu Nguyệt nhớ lại hồi gặp bầy sói lang, chính Hy Bình đã vì cứu nàng mà trở nên bạo phát thành cường đại thú tính. Lúc đó hắn đã hóa cả linh hồn và thân thể thành loài dã thú, rõ ràng địa vị của Hy Bình trong trái tim của Tiểu Nguyệt đã không còn ai có thể thay thế được. Nàng biết, người đại ca này của nàng, vì yêu mến nữ nhân, mà có thể làm bất cứ việc gì đại ca chắc chắn không phải là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, thì chỉ có thể là loài dã thú cuồng hoang mà thôi. Nhưng muội thích huynh là một đại ca bản chất vô lại mà thôi, bởi vì khi đó ở đại ca muội luôn cảm nhận được những tình cảm thân thiết nhất. Lúc đó trên mặt của Hy Bình xuất hiện những tia cười hoan hỉ, từ khi gặp được ba người Lãnh Tinh Oánh cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn lại mỉm cười, khi nụ cười này xuất hiện thì mặt hắn lại như sưng to lên, khiến cho ba nữ nhân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vẫy Tiểu Nguyệt lại, nói, Nguyệt Nhi, lại đây để ta ôm muội nào, đã hai ngày rồi ta không ôm muội. Hiện giờ huynh chỉ biết như vậy thôi sao? Tiểu Nguyệt nũng nịu, đến bên Hy Bình, Hy Bình liền ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt, xoa lên bắp đùi của nàng, véo cái mũi của một cách điệu nghệ, hôn nhẹ lên vùng mềm mại ở tai nàng, rồi nhỏ nhẹ nói với nàng những lời êm ái, Nguyệt Nhi thực đúng là bảo bảo vô cùng khả ái và đáng yêu. Thực vậy sao? Tiểu Nguyệt cao hứng vô bì, hầu như quên mất tất cả mọi thứ xung quanh mà vô tình hỏi thật lớn, sau đó giấu mặt vào ngực Hy Bình, hai tai đỏ hồng lên. Vưu Túy nói, Hy Bình, chàng và Tiểu Nguyệt đang nói về cái gì mà làm cho tiểu muội của chàng e thẹn, đỏ mặt vì hoan hỉ tột cùng thế kia. Hy Bình nói, không có chuyện gì đâu, Túy tỷ, nàng ngồi xuống đi. Đứng lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, nàng không cảm thấy gì sao, thế nhưng hài tử của ta vẫn chưa cần phải học đứng đâu. Vưu Túy hờn dỗi nói, ta đâu có bảo hài tử của ngươi đứng, áy náy cái gì chứ hả? Nếu thật sự có lòng hảo tâm như vậy, thì trước tiên ngươi nên làm sao cho thật xứng đáng với hài tử này đi. Vừa nói nàng vừa tìm ghế để ngồi. Hy Bình nghe nàng nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra là nàng đang phàn nàn về hắn là trước kia đã hí lộng nàng, thật không cần phải nói nhiều lời. Quay sang Tiểu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, có người đang hờn giận kìa, muội giúp đại ca thuyết phục đi nào, Nguyệt Nhi tài giỏi. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Vưu Túy, sau đó đứng thẳng lại thoát khỏi vòng tay của Hy Bình. Nàng đi đến trước mặt Vưu Túy, nắm lấy tay của Vưu Túy và nói, tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi đùa với mọi người đi, để đại ca xấu ở lại một mình bồi tiếp Xuân Điệp tỷ tỷ vậy, được không?
Vưu Túy quay sang nhìn Hy Bình, chề môi, quay đầu lại, mỉm cười nói Tiểu Nguyệt, được thôi, chúng ta đi nào. Hai nữ nhân đi ra ngoài, Hy Bình đóng cửa lại, xoay người lại, thì nghe Vưu Túy nói vọng ở ngoài, Tiểu Nguyệt này, tại sao muội lại luôn miệng gọi ta là tỷ tỷ vậy? Muội xem ta là đại tẩu của muội sao? Tiểu Nguyệt tươi cười nói, muội rất thích gọi như vậy, tỷ là đại tẩu của muội, cũng là tỷ tỷ của muội, nhưng muội thích là người sau hơn là người trước. Hi hi, tỷ tỷ, mặt của tỷ đỏ lên hết rồi kìa. Lúc này, hai nữ nhân đi sát vào nhau, Hy Bình trong phòng khẽ lắc đầu, cảm thán nói, muội muội cũng là nàng, Kiều Thê cũng là nàng. Xuân Điệp nói, muội muội của chàng đích thực rất đáng yêu. Hy Bình nói, rất đáng yêu, nhưng cũng là muội muội của ta vậy, chỉ bởi nàng là thê tử của ta thôi. Hy Bình nói ra những lời tận đáy lòng một cách vô tư, đồng thời cũng đã đem đến cho Xuân Điệp cảm giác vô cùng thân thiết, nàng nói, chàng hãy giúp thiếp hạ sinh cho chàng hài tử, chàng đồng ý đi. Tất nhiên rồi, Hy Bình nói, nhưng mà phải đợi đến sau khi nàng hồi phục hoàn toàn đã, ta sẽ tận lực gieo hạt giống trên mảnh đất màu mỡ này. Chàng thật là hư hỏng một cách đáng yêu, Xuân Điệp buồn buồn nói, kỳ thật các tỷ tỷ rất muốn sinh hài tử cho chàng, chỉ là đã không dám nói ra mà thôi, họ lo sợ chàng sẽ cự tuyệt họ. Chúng thiếp biết, lúc này chàng đang có rất nhiều vụ việc phải lo toan, chỉ có thể dằn lòng lại mà thôi, nếu như chàng không muốn, thì chúng thiếp cũng chẳng oán than. Hy Bình nói, ta làm sao có thể cự tuyệt nàng đây? Chỉ bởi nàng không nói ra, nếu nàng nói ra thì ta cũng sẽ lo thu xếp để dành thời gian bên nàng mà thôi, có phải nàng sợ sẽ có vấn đề đột ngột nảy sinh chăng? Xuân Điệp thở dài nói, cuộc đời của các tỷ tỷ đã trải qua rất nhiều cực khổ, gian lao. Hy Bình nhớ về nam nữ nhân, tự nhiên muốn khóc, mắt như nhòe lệ, vội lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, tức thời Xuân Điệp đưa tay kéo Hy Bình vào lòng. Bàn tay khác lau những giọt lệ trên mặt hắn mà rằng, có lẽ nam nhân không bao giờ thích nhỏ lệ, nhưng những giọt lệ của chàng vào lúc này đây, thậm chí chỉ là rất ít thôi, cũng đủ để thấy được tình cảm sâu đậm của chàng đối với các tỷ tỷ và thiếp rồi. Hy Bình hỏi, nàng hạnh phúc sao? Xuân Điệp khẽ cúi đầu. Sau này ta sẽ thường xuyên khóc trước mặt nàng vậy, như thế khỏi cần phải nói chuyện tình cảm chi cho phiền phức nữa nhé. Xuân Điệp đột nhiên nhìn hắn một cách cực kỳ nghiêm túc, trên mặt Hy Bình hiện lên những nét tươi cười. Xuân Điệp nói, nước mắt nam nhân đối với nữ nhân mà nói chính là những lời lẽ tình cảm chân thành nhất. Hy Bình trầm mặc, trong khi đang trầm mặc thì hắn nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẩn cấp. Có phải là Vưu Túy cùng Tiểu Nguyệt quay trở lại không vậy? Vào đi. Hy Bình mở cửa thì nhìn thấy Hoa Tiểu Ba. Tỷ phu, người Đông Dương đã đến, đang ở trước viện. Hoa Tiểu Ba nói một cách nặng nề và lo lắng. Hy Bình phóng ra ngoài, phía sau thanh âm của Xuân Điệp vọng đến, Hy Bình, đừng giết quá nhiều người. Hy Bình xoay người lại, nhìn Xuân Điệp nói, ta không phải là ai khác, ta vẫn chính là ta, nàng hãy tin tưởng ta. Xuân Điệp nói, đã có những lời này của chàng, ta rất yên tâm. Chàng đi đi, nhớ. Cái mà mọi người muốn là ở chàng là nước mắt, chứ không phải là máu. Nàng nói rất hay, cái mà nữ nhân muốn là nước mắt, là tình cảm chân thành, chứ không phải là máu đỏ hận thù. Nhưng mà Hy Bình thì sao? Khi Hy Bình xoay người lại lần nữa, Hoa Tiểu Ba đã cảm giác thấy ở tỷ phu xuất hiện những tia huyết khí tà ác phi thường khiến cho hắn cảm thấy tâm trạng vô cùng bất ổn, không yên. Hắn nhìn thấy ở đôi mắt Hy Bình rực đỏ những huyết mang vằn vện. Chợt dùng mình cúi đầu hỏi, tỷ phu, huynh sao thế? Nước mắt ta dành tặng cho những người yêu thương, còn máu, ta sẽ trao cho kẻ thù. Hy Bình lạnh lùng nói đúng một câu rồi nghiến chặt hàm răng lại, cơ thể Hoa Tiểu Ba như cứng lại, khi đó Hy Bình đã xăm xăm đi trước, hắn chỉ còn có thể lặng lẽ bám theo. Trên giường, Xuân Điệp nói, Tiểu Ba, nếu tỷ phu quả không thể điều khiển được bản thân, người hãy để Nguyệt Nhi ngăn cản chàng. Trên thế gian này, người có thể ngăn cản chàng trở nên cuồng loạn, có lẽ chỉ có thể là muội muội thuần khiết ấy thôi. Nàng là người đầu tiên có mối quan hệ tương hảo với Hy Bình, hầu có khả năng làm tiêu tán mọi thú tính trực chờ bạo phát nơi Hy Bình, nàng ấy cũng không hiểu một cách rõ ràng, tại sao Hy Bình lại có thể đánh mất lương tri vào những thời khắc đó. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không minh bạch lắm, chỉ là nàng ấy mới lờ mờ biết được Hy Bình có thể đột ngột bạo phát ra một lực lượng vô cùng đáng sợ. Điều này đã thể hiện khi hắn đánh bại Địa Kiệt, nàng ấy cũng chỉ có thể biết đến thế mà thôi. Khi Hy Bình trở nên cuồng loạn thì điều này có thể sẽ dẫn đến một cái giá phải trả là rất đắt,
Tuy nhiên đây cũng chỉ là sự nghi ngờ, nhưng nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng mãi không yên. Vì lo lắng trong lòng, nàng đã chọn Tiểu Nguyệt. Nàng không tiếp xúc với Tiểu Nguyệt nhiều lắm, từ khi nàng biết được tình cảnh mà Hy Bình đã vì Tiểu Nguyệt mà giải nguy hồi trước, thì nàng đã thấu hiểu Tiểu Nguyệt đã chiếm giữ một địa vị mà con tim của Hy Bình không thể nói ra. Lúc Hy Bình nhìn Tiểu Nguyệt thì trong mắt luôn chan chứa nhu tình lẫn ngàn vạn ái ý, tình thâm, chính điều đó có thể dung hóa hận thù trong tâm can của chàng. Tỷ khẳng định Tiểu Nguyệt có thể làm được điều đó sao? Hoa Tiểu Ba trầm trọng nói. Hắn hiểu điều Xuân Điệp lo lắng không phải thừa, chính mắt hắn đã nhìn thấy Hy Bình với một tấm thân cửu dương trọng thể đã bị ma tính xâm hại tột cùng. Mà trước đây khi Tiểu Nguyệt sắp rơi vào miệng sói thì Hy Bình đã hóa thân thành loài dã thú cường hoành, với lại vừa mới đây hắn cũng tận mắt chứng kiến màu máu đang lưu chuyển không ngừng trong đôi mắt của Hy Bình. Đôi mắt đỏ một màu của máu này, Hoa Tiểu Ba cũng đã thấy qua ở Độc Cô Minh, chỉ là trong mắt của Hy Bình thì lại trở nên đỏ rực, sáng chói, chấn nhiếp tận cùng. Tỷ phu gần như trở nên điên cuồng rồi. Xuân Điệp nhắm mắt lại, nói chỉ có thể đánh cuộc một lần. Thật lòng mà nói, nhìn thấy tỷ phu trong bộ dạng như vậy, cả đệ cũng muốn trở nên điên cuồng cùng với huynh ấy. Nói xong, Hoa Tiểu Ba vội đóng cửa, phi thân đi mất. Trên giang hồ, luận về độ nhanh chóng, thì ngoại trừ Hoa Tiểu Ba ra, cũng chỉ có thể là ba tiểu hoa mà thôi. Triệu Tử Hào không thể nào hiểu được thê tử và hai người tiểu thiếp của hắn lại có thể đến thẳng Phong Nhân Việt, còn ba người Lãnh Tinh Oánh thì lại đến trễ. Hắn cùng Hoàng Đại Hải, Lôi Long chạy vào Phong Nhân Viện thì thấy Hoa Tiểu Thiến đang ngồi kế bên Độc Cô Phách. Hoa Tiểu Thiến thấy chúng nhân đến, vội đứng dậy chào hỏi, sau đó để mẫu thân đích thân chào hỏi, rồi mời chúng an tọa, tiếp đó mới rời mẫu thân, quay trở lại ngồi kế trượng phu. Triệu Tử Hào hỏi, sao nàng lại đến đây? Nàng hồi đáp, thiếp nhớ chàng. Triệu Tử Hào bị nàng hoàn toàn đánh bại, nam nhân đối với nữ nhân về mặt này thì đúng là vô kế khả thi. Hoa Tiểu Thiến căn bản không có lý do nào cả, ngay lúc đó cũng đã nghĩ ra được một lý do, hắn cũng chẳng nói gì thêm, nhanh chóng ôm lấy đứa con mũm mĩm của mình từ đôi tuyết thủ, tinh quái nhìn nàng, tay vuốt lên ngực Hoa Tiểu Thiến nói, con trai mình đói rồi đấy. Hoa Tiểu Thiến ôm lấy đứa con, không tỏ vẻ giận dữ gì cả, tháo hai nút áo trắng như tuyết ra, sau đó cho con bú. Trên mặt thoáng lúng túng, Triệu Tử Hào mạnh bạo ôm chặt lấy nàng, giữ Hoa Tiểu Thiến trước mắt, song thủ với ra vuốt ve hai tiểu thiếp. Hoa Tiểu Thiến giận dữ nói, chàng thật là, mẫu thân cho hài tử bú mà chàng cũng không để yên nữa sao? Triệu Tử Hào gãi gãi đầu, quay sang nói, ta là một sắc lang mà. Hoa Tiểu Ba nói lớn, a ha, huynh đã trở nên giống với Độc Cô lão huynh từ bao giờ thế? Cũng phải nhắc lại rằng tỷ ấy là tỷ tỷ của đệ. Đệ làm sao mà có ý gì với tỷ ấy được chứ? Huynh đừng quên chính huynh cũng minh bạch Hy Bình và Tứ Cẩu đã đối với Triệu Tử Huy như thế nào, trong đại sảnh chỉ có huynh ấy và Độc Cô Minh, năm tên sắc lang họp lại thành một nhóm đích thị là một điều hay ho. Độc Cô Minh nói, ta thật sự chẳng thấy cái gì cả, ta chỉ nhìn thấy cái miệng xinh xinh đáng yêu của con trai ngươi thôi, thực là rất muốn được như cái miệng đó vậy, ối chao. Triệu Tử Hào quát ầm lên, Độc Cô Minh, ngươi nói thế chẳng phải là có ý muốn bú sữa của vợ ta sao? Độc Cô Minh mỉm cười nói, là ngươi đã nói thế, chứ ta chẳng hề nghĩ như vậy, khà khà, Triệu Huynh, không nên giận dữ, mặc dù ta thích nhìn ngực nữ nhân, nhưng khi nữ nhân cho con bú thì chẳng ai muốn để ý làm gì, nghe Hoa Tiểu Ba gọi thì ta mới quay đầu sang, thì mới thấy bộ điệu khôi hài của ngươi và Hoa Tiểu Thiến mà thôi. Mặt Triệu Tử Hào đỏ gay lên. Vừa rồi đúng là đã có rất nhiều người quay lại nên không thể không nhìn thấy cái quyến rũ đó của Hoa Tiểu Thiến vậy, Độc Cô Minh cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Triệu Tử Hào cười khan hai tiếng, nhận thấy chúng nhân đang chế giễu mình, nghe Hoa Tiểu Thiến nói, Tử Hào, được rồi, đừng nhỏ nhen như vậy. Triệu Tử Hào quay lại thì thấy thê tử của mình đã mặc lại y phục, rồi mới ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, sau này không nên lỗ mãng như vậy nữa, người ta cười cho đấy. Hoa Tiểu Thiến giận dữ nói, ai dám cười chứ? Chính chàng mới là người đã làm trò cười cho thiên hạ đấy. Hoa Tiểu Ba nói, đại tỷ, không thể tin được là đã có hài tử rồi đấy, tỷ thật là bạo dạn, đệ nhớ trước đây tỷ rất thanh tao và nhút nhát cơ mà. Hoa Tiểu Thiến phản đối, Tiểu Ba, có phải trước đây tỷ rất nhút nhát không? Hoa Tiểu Ba suy nghĩ hồi lâu rồi nói, đệ nhớ có một lần, đệ đang giao hoan trong viện tử lý, tỷ nhìn thấy thì vội che mặt lại. Rồi ầm lên, sau đó mau mải chạy ra ngoài, như vậy không nhút nhát thì là gì chứ?
Trí nhớ của hắn thực là cực kỳ tốt, ngay tức khắc có thể nhớ được chi tiết mọi chuyện xảy ra, bội phục. Khuôn mặt thanh tú của Hoa Tiểu Thiến ửng đỏ, nàng nói, đó không phải là nhút nhát mà là xấu hổ. Ồ, thì ra là nàng xấu hổ. Thế sao vừa rồi lại không xấu hổ? Hoa Tiểu Ba cười hỏi, tức thì khiến cho khuôn mặt của lão tỷ nghệt ra, ngơ ngác. Hoa Tiểu Thiến bực bội nhìn tên hảo đệ của mình đang hướng về phía ngực Đông Tuyết, kéo mạnh tai của hắn, gắt gỏng nói, Tiểu Ba, đã lâu tỷ chưa giáo huấn đệ phải không nào? Cũng đã nửa năm rồi nhỉ, đệ học được ở đâu cái cách ăn nói tệ hại như vậy hả? Lần này ta phải kéo tai đệ thật mạnh mới được. A, à, tỷ tỷ, nhẹ tay, tại đệ nứt ra mất. Tỷ, tỷ chẳng phải vừa nói rằng tỷ là một nữ nhân thanh tao sao? Chuyện này thực đã tổn hại hình tượng của tỷ rồi đó, giữ gìn văn nhã, giữ gìn hình tượng của mình, tỷ tỷ. Hào ca, mau quản lý lão bà này lại dùm đi. Mấy nữ nhân kia, cũng còn cười sao, tỷ tỷ khi phụ hài nhi, tỷ nói rằng sau khi tỷ thành thân, sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực nữa mà, tỷ đã nói rằng tỷ là một thê tử tốt, một thê tử ôn nhu mà, tỷ không nhớ sao. Hiện tại Hoa Tiểu Ba đang trong tình trạng rất nguy nan, kêu gọi chúng nhân giải cứu mình khỏi người tỷ tỷ này, chỉ là chẳng ai chịu ra tay giúp hắn cả, tỷ tỷ giáo huấn đệ là chuyện thường nhật mà thôi, chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, chỉ trách hắn lại đi đắc tội với nàng Hoa Tiểu Thiến này làm gì. Hoa Tiểu Thiến nói, trước mặt đệ đệ, ta phải giữ gìn sự uy nghiêm của vị tỷ tỷ này. Hoa Tiểu Ba xin xỏ nàng rủ lòng thương, tỷ tỷ, đệ biết đệ sai rồi, tha cho đệ đi. Không dễ dàng như vậy đâu, ta phải làm cho đệ trừ luôn cái thói hư hỏng này, hiện giờ ta quyết định trừng trị đệ. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ, từ trước đến giờ chẳng phải tỷ luôn luôn giáo huấn đệ rất tốt đó sao? Như thế là đủ rồi, để đệ có chút thể diện với mọi người đi mà. Dù gì đệ cũng đã là một lão ba rồi, đâu còn là một tiểu hài tử nữa. Hoa Tiểu Thiến nói, ta chẳng quản đến những chuyện khác, ta vẫn lớn hơn ngươi. Âu Dương Chân khuyên can, Thiến Nhân, tha cho Tiểu Ba đệ đi. Hoa Tiểu Thiến tức tối thả Hoa Tiểu Ba ra, Hoa Tiểu Ba ôm lấy tai nói, tỷ, tại sao tỷ đối với người khác thì rất văn nhã, còn đối với người đệ đệ này thì lại thô bạo và dã man như vậy chứ? Nhị tỷ bình thường tuy rằng thô lậu, nhưng lại không bao giờ động thủ đối với đệ, chỉ trừng mắt lên nhìn đệ mà thôi, sao tỷ lại không thể học hỏi nhị tỷ vậy? Tỷ ấy chỉ trừng mắt để đệ sợ, còn tỷ thì luôn bắt đệ phải cầu xin. Đệ thề rằng nếu có kiếp sau thì đệ sẽ làm đại huynh chứ không bao giờ làm tiểu đệ nữa. Nhìn xem này tỷ kéo nát cái tai của đệ rồi, thấy không? Đột nhiên thấy cái tai đau nhức của mình lại bị kéo thẳng ra lần nữa, thì hét ầm lên, ai kéo tai của ta? Nếu có kiếp sau, chắc là ta phải làm cho đệ thất vọng rồi, chẳng cần biết đệ có thể làm đại huynh hay không, kiếp này lão nương sẽ không bao giờ tha cho cái tai này của đệ. Lúc này Xuân Thủy mới cất tiếng thanh tao. Hoa Tiểu Ba phản đối, a. Xuân Thủy tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể nói như thế chứ? Rõ ràng chính tỷ đã dụ dỗ đệ trước mà, ôi đau quá. Đệ, ai ra, Xuân Thủy tỷ tỷ, là đệ sai rồi, đệ sẽ không lặp lại lần nữa đâu, tỷ tha cho đệ lần đầu đi mà. Tay hắn kéo ngọc thủ của Xuân Thủy ra, trong lòng cay đắng nghĩ, con mẹ nó, con đàn bà này, trước mặt chúng nhân không để cho lão tử có lấy một chút thể diện, để đêm nay lão tử nhất định phải để cô ả van lơn. Thèm khát kêu lão tử ba tiếng thân ca ca, cầu xin lão tử thô bạo đối với cô ả ấy, nhưng mà không được, nàng đã có giọt máu của ta, không thể thô bạo, phải làm như thế nào đây? Hoàng Hy Bình, chó chết thật, người đó, khốn kiếp, lăn ra đây mau. Tiếng la hét vang đến phong nhân viện từ ngoài cửa, làm Hoa Tiểu Ba giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đắc ý của mình, những câu nói này là câu nói trung nguyên, thực rất ương ngạnh. Chúng nhân nghe thấy những lời này. Đứng hết dậy, nhất thời im lặng. Thấy không ai nói gì cả, Đại Ni bèn nói, đây là tiếng của người Đông Dương. Độc Cô Phách thở dài nói, đến rồi. Đỗ Thanh Phong chợt nói, Đại Ni, cô mau gọi Tứ Cẩu ra ngoài ngay, Tiểu Ba mau đi thông báo cho tỷ phu, mối thù này, nên để hai người đó trả. Mau đi, còn ta đến chỗ Lãnh Tinh Oánh. Không cần, ta đến rồi. Lãnh Tinh Oánh do Độc Cô Tuyết Diều đang tiền vào đại sảnh. Kế bên còn có Vưu Túy và Tiểu Nguyệt, nguyên bà ấy trong phòng có việc phải đến chỗ Vưu Túy, thì gặp hai người bọn Vưu Túy, biết Hy Bình và Xuân Điệp đang ở một mình với nhau, bà ấy mới thay đổi, chuẩn bị đến đại sảnh gặp mọi người, chợt nghe thấy tiếng la hét ở ngoài. Bà thống hận nghiến răng nói, chính là bọn chúng. Đỗ Thanh Phong xuất lĩnh chúng nhân đến cửa phong nhân viện,
song nhãn như phún máu ra ngoài, mặc dù Lãnh Thình Oánh chính thị Hồ Điệp phu nhân bị cả giới võ lâm chính đạo phỉ nhổ, thực tế bà cũng lại là lão mẫu của con gái Đỗ Thanh Phong, nay tự nhiên xuất hiện lũ người khốn kiếp dám khi dễ Lãnh Thình Oánh và hủy diệt Hồ Điệp môn, lẽ nào không khiến cho lão nổi cơn thịnh nộ. Dám bắt nạt nữ nhân của Đỗ Thanh Phong này, như vậy chẳng phải đã không cho Đỗ lão đầu một chút thể diện nào sao? Ai là Hoàng Hy Bình? Tên cầm đầu trẻ tuổi hỏi. Lãnh Thình Oánh xuất hiện sau đó nhận thấy đám người Đông Dương hiện có so với lần trước cũng có hơn nửa, đại khái là hơn trăm tên, trong đó còn có một toán thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Lãnh Thình Oánh chưa từng thấy qua toán thiếu nữ trẻ tuổi đó, nhưng bà có thể cảm thấy hắn là một nhân vật vô cùng hung tợn, hắn có thể là đệ đệ của Dương Long Quân cũng là một cao thủ cùng đẳng cấp. Xem ra hôm nay tại Phong Nhân Viện sẽ xảy ra một trường huyết chiến, tuy nhiên, Lãnh Thình Oánh không hề sợ đây là Phong Nhân Viện, cao thủ như mây chứ không như Hồ Điệp Môn Khô Ninh hề có lấy một cao nhân nhất đẳng, có chăng cũng chỉ toàn là những cao thủ trên giường mà thôi, còn tại Phong Nhân Viện này chúng nhân kề vai sát cánh bên nhau sẽ không có lý do gì để mà e sợ bọn người Đông Dương đó, với sức mạnh cường hãn tại đây thì không thể nào thua bọn chúng được. Ta biết bọn ngươi sẽ tìm đến đây. Sự can đảm của bọn ngươi đã khiến ta phải bội phục, tại Trung Nguyên, không một ai có thể lộng hành tác quái được. Lãnh Thình Oánh bình tĩnh nói. Tên cầm đầu trẻ tuổi nói, vậy sao? Tiếc thay, không phải là ta, người Trung Nguyên. Người bên trái của tên thanh niên đó là đệ đệ của Dương Long Quân hét lớn, có phải Hoàng Hy Bình không? Hoàng Đại Hải phóng lên phía trước, khuôn mặt giận dữ, rút kiếm ra, chỉ kiếm vào mặt hắn, trầm giọng nói, để ta dạy dỗ ngươi cách ăn nói vậy. Đệ đệ của Dương Long Quân cười điên dại nói, ngươi là Hoàng Hy Bình. Là ngươi, giết ta, khụ khụ đại ca. Độc Cô Minh nói, lôi thôi quá, ngươi nên hóc cách ăn nói trước khi ra ngoài chứ, ngươi nói khó nghe quá, ta chẳng biết ngươi nói cái gì cả. Hắn là một cao thủ trong làng ăn nói, khó ai có thể xuất ra những lời hạ nhục đối phương liên tiếp được như hắn. Hoàng Đại Hải nói, Hoàng Hy Bình là đại ca của ta, được chưa? Không sao. Đã đến rồi thì để ta tiếp ngươi vậy. Cả ta nữa, cùng lúc đó thì có thêm nhiều người đồng thanh nói. Chỉ có Lôi Long, Độc Cô Minh, Triệu Tử Hào và Vưu Túy chậm chậm tiến lên, cùng Hoàng Đại Hải dàn thành một hàng chữ nhất, tiếp sau đó chúng nhân tiến lên phía trước nghênh tiếp. Một trường âm thanh đao kiếm vang lên liên miên bất tuyệt, đôi bên tuốt trần vũ khí như sao xa. Gượng đã nào, phải để lão tử ta từ phía sau thâu phục lũ này với chứ. Con mẹ nó, lũ chó ngoan này dám cản đường chủ nhân sao? Từ phía sau đám người Đông Dương vọng lại tiếng Triệu Tử Huy, tiếp đó hai tiếng la hét thất thanh vang lên, thì thấy ở phía sau của đám người Đông Dương đó có hai tên bị đánh bay ra ngoài, đích thị là Huy ca ca đã xuất thủ rồi. Lũ Đông Dương quay đầu lại, thì thấy hai tên đồng bọn đã bị đánh văng đi bất động nằm dài trên đất, tịnh không thấy bóng ảnh của Triệu Tử Huy đâu, đột nhiên nghe thấy tiếng của hắn, lão tử hiện đang ở trước mặt các ngươi đây. Các ngươi thực đúng là lũ heo đần ngu ngốc mà, ở sát bên đây này, có thể khinh công của ta đã đạt đến mức tuyệt đỉnh tối cao rồi, đã không làm cho cái đầu u tối của bọn ngươi thất vọng chứ hả? Kha kha, Độc Cô Minh, ta đã nói quá nhiều lời thừa phải không, đây chính là điểm mạnh của ngươi mà, ngươi đích thực là giỏi trong cái trò uốn ba tấc lưỡi đấy mà ba người kia đâu rồi? Lôi Long nói, tiểu ba đi gọi Hy Bình, tứ cẩu sắp đến rồi. Độc Cô Minh nói, ngươi không bám theo đuôi Mộng Hương nữa sao? Triệu Tử Huy mỉm cười nói, ta đi với họ được nửa đường, họ phải về, khi quay lại thì gặp lũ chó này cản đường, họ đang ẩn mình ở trong đám đông để xem chúng ta giết chó như thế nào. Câm miệng, muội muội của tên thanh niên cầm đầu lớn tiếng quát. Tốt thôi, không thể ngờ được trong đám chó này cũng có một con chó cái xinh đẹp như vậy, Độc Cô Minh, nghe nói người có roi đánh chó, người định ra tay hay là để ta đối phó với cô ả này thật tốt đây. Triệu Tử Huy ở phía trên Độc Cô Minh nói lớn. Không hề coi sự phẫn nộ của lũ Đông Dương ở trước mặt vào đâu. Thiếu nữ tức điên những muốn xông lên đem cái tên Triệu Tử Huy đó mà băm vằm, chặt xẻ, thì bị ca ca níu lại, chỉ nghe thấy tiếng của hắn nói, để tất cả cùng nhất tề xông lên, một trận kết liễu bọn chúng. Độc Cô Minh nhìn hai huynh muội đó, quay đầu sang mỉm cười nói, ta nghe thấy gì vậy nhỉ? Tiểu ba chắc chắn sẽ hứng thú hơn ta, nên gọi hắn đến đây, ngươi nên biết rằng bổn công tử rất là thương hoa tiếc ngọc. Đừng có nhìn chúng ta như thế, nữ nhân không nên quá đáng, nếu mà ra tay sát hại nữ nhân thì cuối cùng với thân phận một công tử phong lưu như ta, phải ăn nói thế nào đây? Triệu Tử Huy nói, đợi họ đến đã, không cần đến ta giáo huấn bọn chúng,
người cũng biết nên xử lý thế nào mà, kỳ thật rất đơn giản, phải không? Nói rất phải, Độc Cô Minh ung dung, mỉm cười nói, bộ dạng tiêu sái của hắn và vẻ ngoài khinh khỉnh của Triệu Tử Huy đã tạo nên một sức mạnh cường liệt vô bì, có thể nói cả hai nam nhân này hiện tại đang cùng một chiến tuyến, cũng có điều không thể hiểu được, đó là không ai hình dung được là trước đây cả hai đã từng là tình địch của nhau vậy. Hai thiếu nữ Đông Dương đang ở trước mặt năm thanh niên cao to này, cũng nhìn họ, không dám tin là trên đời này lại có một tổ hợp toát ra thần khí siêu nhiên như vậy. Lôi Long thì phiêu lãng, Triệu Tử Hào lại hào hùng, còn Hoàng Đại Hải lại thâm trầm, thanh tao, Độc Cô Minh thì tiêu sái, Triệu Tử Huy lại rất lãng tử, cao sang. Họ phối hợp lại tạo thành một tổ hợp vô cùng xuất chúng, làm sao xuyến tâm hồn nữ nhân, tóm lại họ làm cho tất cả mọi người đều phải kinh hô thán phục. Kỳ thực, nếu có thêm Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu nữa thì có lẽ chúng nhân sẽ phải kinh hô tán thưởng to hơn nữa. Đỗ Thanh Phong, Hoa Sơ Khai và Hoàng Dương đứng ở phía sau nhìn năm bóng ảnh trước mặt, xúc động vô biên. Hoàng Dương nói, chúng nó làm cho ta nhớ lại thời trai trẻ của chúng ta. Đỗ Thanh Phong nói, ta nhớ ngươi đâu phải là một bậc anh hùng vào lúc đó đâu, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, Sơ Khai cũng thế, nói đến anh hùng thì chỉ có ta và Kiệt Anh, còn có cả Từ Phiêu Nhiên nữa. Hoa Sơ Khai tức giận nói, Đỗ Thanh Phong, gượng đã. Đúng là, trước mặt những tiểu bối, chẳng lẽ không để cho Hoa Sơ Khai có chút thể diện sao? Đỗ Thanh Phong cười nói, có đi phải có lại, đúng không? Bạch nhãn của Hoa Sơ Khai lưu chuyển nói, cứ đợi đến lúc cái mạng già của ngươi gặp nguy hiểm đi. Đỗ Thanh Phong nói, chẳng cần đến lão đầu ta phải xuất thủ, đám thanh niên này đã trưởng thành hết rồi, đây chính là thời kỳ huy hoàng của chúng, còn thời kỳ của chúng ta đã qua rồi. Sơ Khai, ngươi đã quên là chúng ta cùng một tông môn tiên tổ sáng chói sao? Thần sắc Hoa Sơ Khai trang trọng im lặng nhìn Đỗ Thanh Phong, bất giác gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Nghe thấy đám người Trung Nguyên nói chuyện với nhau, thì đám Đông Dương tựa như bị xem là đã chỉ còn nửa cái mạng vậy, họ để chúng vào đâu trong mắt, đứng trước đám địch nhân cường đại này cười nói sảng khoái ung dung, như không hề có sự tồn tại của chúng, đối với chúng mà nói, đây đích thị là một sự sỉ nhục, trong lòng bị đả kích vô cùng trầm trọng. Tên thanh niên cầm đầu lạnh lẽo nói, các ngươi không biết rằng đang sắp chết đó sao? Triệu Tử Huy và Độc Cô Minh nhìn nhau, tự nhiên đồng thanh cười cuồng loạn, đao kiếm đồng loạt tuốt khỏi vỏ. Ta biết cái chết đó, tiếng Tứ Cẩu thâm trầm lạnh lẽo vang lên. Hoa Tiểu Ba tiếp nửa câu sau, sẽ là dành tặng cho bọn ngươi đó. Chúng nhân ngạc nhiên quay đầu sang, thì thấy tam đại nam nhân đang đi tới là, Hy Bình, Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang thông thoáng của phong nhân viện. Từ khi Lãnh Tình Oánh tam nữ đau buồn tiến đến, Hy Bình biết rằng có lẽ ngũ nữ và biện mệnh tam lang đã tử vong, biểu hiện của hắn vô cùng điềm tĩnh. Hắn rất điềm tĩnh, đó chỉ vì ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực hắn chỉ có thể phong trụ bằng băng. Biết cửu nhân đang tới, hắn cố áp chế bi nộ đang trực phát ra, để có thể bạo phát lực lượng chiến đấu của mình sau này. Khi ở lang đạo, đối diện với hơn 700 con dã lang, hắn đã bộc phát hết tất cả năng lượng của mình để bảo vệ Tiểu Nguyệt. Bây giờ là lúc đối diện với địch nhân. Xuân Điệp rõ ràng rất lo lắng cho hắn, Tiểu Điệp khả ái không muốn để tay hắn nhuốm máu tươi. Một người khi đã phải chạm vào máu của nữ nhân mình chảy ra, liệu còn muốn để điều đó xảy ra lần nữa? Đối với ngũ nữ, dù không thể nói là yêu, thì cũng là tình, luôn luôn là vậy, họ đã thay đổi vì hắn, trả giá vì hắn, luôn luôn mong chờ hắn. Bởi vậy hắn có thể làm bất cứ gì cho họ, huống chi họ đã vì hắn mà chết. Hắn đối với biện mệnh tam lang có ấn tượng rất tốt, và lại, Lãnh Như Băng đã từng vô ý nói thực ra biện mệnh tam lang chính là dưỡng phụ của nàng. Nhưng bây giờ cũng vì hắn mà chết trong trận chiến thảm liệt này. Trong thế gian, không chỉ anh hùng chết đi mới khiến nhân tâm rung động. Hy Bình tin rằng sự hy sinh của ngũ nữ và biện mệnh tam lang phải trả bằng máu của cửu nhân. Mặc dù biện mệnh tam lang mỗi người đều tự mình báo cửu. Nhưng hắn qua lời của Lãnh Tình Oánh biết được rằng biện mệnh tam lang trước khi chết đều hy vọng hắn có thể phục cừu cho bọn họ. Biện mệnh tam lang tịnh không phải là người lương thiện, làm gì cũng đòi hỏi lợi tức. Hy Bình cũng đã nhiều lần tự nghĩ rằng bản thân mình không phải là người tốt đẹp gì. Người khác không biết, nhưng hắn tự hiểu, nhiều khi hắn thậm chí sợ cả bản thân mình. Hắn cất bước trên hành lang đá, tiến vào đại sảnh, chợt nghe Tứ Cẩu hoảng sợ nói, Hy Bình. Trong đại sảnh đồng thời vang lên tiếng nữ nhân kinh hô.
họ nhìn thấy Hy Bình đã thay đổi, phảng phất có nét điên cuồng như dã thú. Hy Bình dừng lại, nhìn vào năm người tứ cẩu cùng với đại ni phía trước, Dạ Lai Hương cùng Triệu Tử Thanh đang hỗ trợ Ngọc Điệp. Tứ cẩu than, ta chưa từng nhìn thấy ngươi trong bộ dạng này. Ngươi gần như làm ta sợ đấy. Hy Bình trầm giọng nói, bọn chúng giết nữ nhân của ta. À, ta hiểu, tứ cẩu gật đầu, đột nhiên nói, ngươi làm sao thoát ra? Đao của ngươi đâu? Triệu Tử Thanh cất tiếng, đao của Hy Bình đã bị tiểu ba lấy đi rồi. Đại Ni cũng nói, tiểu ba không thoát ra cùng, có lẽ đã mang đao theo rồi. Tịnh không phải có đao mới giết được người, đao dùng để xử chiêu, vũ khí giết người tối thượng chính là nhân tâm. Hy Bình nhìn chằm nhằm vào Đại Ni, huyết mang mạnh mẽ phát ra từ mắt. Đại Ni chợt thấy rét run, cúi mặt xuống không dám đối mắt cùng Hy Bình. Tứ cẩu nói, Hy Bình, ngươi làm mỹ nhân của ta sợ đấy. Hy Bình thu liễm hồng quang trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười ma mị. A hát, ta không cố ý, chỉ là đã đến mức này, ta thường không còn quá khả ái nữa. Ta lại nghĩ rằng huynh bây giờ là khả ái nhất đó. Ngọc Điệp nói, lòng cừu hận của nàng đang dâng lên, nàng đang thèm thấy máu. Hy Bình lại nở nụ cười tà ác, vỗ vai tứ cẩu, nói, đi nào. Sứ giả địa ngục đang kêu gào chờ đợi chúng ta đó. Tứ cẩu nói, ta đột nhiên thấy lời ngươi nói rất có thi ý. Hả? Bài thơ tử vong. Hoàng Sơn thôn xuất hiện hai thi nhân, tỷ phu, chờ ta với, đao của huynh đây. Giọng của Hoa Tiểu Ba từ đằng xa cất lên. Cầm lấy, ta cho sẽ cho đệ biết cái gọi là quyền vương tuyệt không phải là khoác lác. Cũng giống như ta lúc trước nói Liệt Dương chân đao là thiên hạ đệ nhất đao. Huynh nói huynh là ca thần chứ không phải là kẻ khoác lác, đệ thích nhất là bộ dạng lúc sướng ca của huynh, thật đấy. Chúng nhân đại kinh nhìn xong nhãn huyết hồng của Hy Bình. Chúng tựa như hai khối cầu sắt nóng chảy, cùng với khuôn mặt tím đen phù ra, trông giống như dã thú. Thậm chí trước đây khi hắn dùng Liệt Dương chân đao đối địch cũng chỉ thể hiện ma tính lãnh đạm. Hoàn toàn không giống lúc này, thú tính hoàn toàn bột phát. Hoa Tiểu Ba nhảy xuyên qua, đến bên cạnh Tiểu Nguyệt nói, tỷ phu sẽ nhanh chóng phát cuồng, nàng và Xuân Điệp mau ngăn cản huynh ấy. Tiểu Nguyệt không phải lần đầu thấy Hy Bình trong bộ dạng này. Tại Lang Đạo, Hy Bình còn đáng sợ hơn bây giờ, hắn đã biến thành như vậy là do vậy nàng đặc biệt yêu mến người đại ca như hắn. Nàng nói, muội muội không thể cản trở đại ca, người không hiểu à? Hoa Tiểu Ba nói, ta chỉ chuyển lời thôi, nàng làm thế nào, ta không thể quản được. Tiểu Nguyệt đi tới trước mặt Hy Bình nói, đại ca. Nguyệt Nhi, tránh ra, đại ca phải giết người. Hy Bình đẩy Tiểu Nguyệt sang một bên, tiếp tục đi tới. Vương Ngọc Phân song nhãn nhìn chằm chằm vào Hy Bình, chợt nghe Xuân Yến nói, Dương ca, muội lo có việc phát sinh. Hoàng Dương than, cái gì phải đến sẽ đến. Đỗ Thanh Phong nhìn kỹ Hy Bình một lúc lâu, cũng cúi đầu trầm tư. Hoàng Đại Hải nhìn thấy Hy Bình tới gần bèn nói, đại ca, bọn đệ chờ huynh rất lâu rồi. Nói xong hắn lập tức tránh sang một bên nhường một lối đi, Hy Bình cùng tứ cẩu đi xuyên qua khe hở, đứng trước mặt bọn năm người. Tứ cẩu cầm kim thương cắm mạnh xuống đất, nhìn vào bên trong nói, ai là chánh tông và thôn giã, đồ chó đẻ, ra đây cho lão tử. Hai người đứng đầu tiên ngoài cùng bên phải trong số 7 người Đông Dương nhân lập tức tiến lên một bước, hai bên còn khoảng 20 tên, ngoài ra còn khoảng hơn 30 tên nữa. Người đầu tiên là thôn giã, khuôn mặt dài và gầy cũng không khó nhìn, chỉ là song nhãn lãnh đạm làm cho toàn khuôn mặt hắn trở lên lạnh lùng, bộ giáp lãnh sắc toát lên sự tàn khốc. Hắn lạnh lạnh nói, thôn giã. Tiếp đó, tên còn lại là Chánh Tông, hắn là một nam nhân cường tráng, tầm vóc trung bình, khuôn mặt điềm tĩnh. Tay cầm vũ sĩ đao, nhìn chằm chằm vào tứ cẩu. Tứ cẩu trầm giọng nói, có phải hai người đã giết năm người phụ nữ? Chánh Tông nói, không sai, năm nữ nhân đó là do chúng ta giết. Các ngươi chết trước đi. Một âm thanh trầm lãnh từ miệng Hy Bình phát ra, đó là một thanh âm rất đơn giản, nhưng lại làm tim những người có mặt tại đương trường đập mạnh. Tên thanh niên thủ lĩnh bọn Đông Dương nhân nói, ngươi là ai? Hy Bình nói, ta là người ngươi cần tìm. Muội muội của tên thanh niên hoài nghi nói, nghe nói Hoàng Hy Bình là một đại mỹ nam tử, bộ dạng của ngươi mà cũng dám mạo danh hắn. Hy Bình đáp không khách sáo, ngươi gọi là gì? Mỹ hạnh tử. Mỹ thị mỹ, hạnh bất chi, tử bất tử. Hy Bình nói đều đều, Mỹ hạnh tử muốn xuất ngôn cãi lại,
bỗng nghe Hy Bình trầm giọng quát to, ngươi là tiểu ni tử đã đả thương nhạc mẫu của ta có phải không? Mỹ Hạnh Tử run run, sau khi định tâm nói, thế là thế nào? Hy Bình không quan tâm đến nàng ta nữa, lập tức chuyển mắt nhìn vào thôn dã, huyết quang từ song nhãn phóng ra. Hắn chậm rãi đi về hướng hai người, đệ đệ của Dương Long Quân phi thân tới chặn đường hắn, quát, ngươi đúng là Hoàng Hy Bình. Không trả lời, Hy Bình vẫn bước tới, đệ đệ của Dương Long Quân bị khí thế của hắn bước tới, bất giác thối lui. Tứ Cẩu nói, ngươi trông rất giống Dương Long Quân, ngươi chắc là đệ đệ của Dương Long Quân. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Chỉ Thương Quân, Chỉ Sang Khuẩn, Vi Khuẩn Bệnh Chỉ, ngươi tránh ra, đừng có truyền nhiễm sang bọn ta, để loại người như ngươi sống, nhân thế thật là gặp tai họa a. Tứ Cẩu thở dài. Chỉ Thương Quân hữu thủ thu về rút bội đao trên lưng, vung đao hướng vào Tứ Cẩu. Tứ Cẩu bật cười, bạt thương đánh văng đao của hắn, Hy Bình nói, tử quỷ lão ca của ngươi là do ta tiễn đi, ngươi có muốn nghe di ngôn của hắn không? Ngươi giết anh ta phải giết ngươi, Chỉ Thương Quân vung đao chỉ vào trán Hy Bình, gào to, xuất chiêu, ta không giết ngươi thì không làm người. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, cầm đao. Bỏ cái đao vớ vẩn của ngươi đi. Lão tử hết kiên nhẫn rồi đấy. Hy Bình cuồng hống hướng tới Chỉ Thương Quân. Chỉ Thương Quân chớp mắt lưỡng lự, đao trên tay chợt rung lên nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào Hy Bình. Trong mắt Hy Bình huyết quang tái thịnh, y phục phồng lên. Chỉ Thương Quân, quay lại, để tránh tông và thôn dã đối phó bọn chúng. Chỉ Thương Quân quay đầu nhìn thủ lĩnh, đoạn thu đao vào vỏ, quay về đứng bên cạnh hắn, nghiến răng nói, điện hạ, thần muốn tự tay giết hắn. Ai giết mà chả thế. Hai câu nói đó chúng sử dụng ngôn ngữ Đông Dương nhân, bọn Hy Bình nghe không hiểu. Hy Bình đến trước mặt thôn dã, đôi huyết nhãn nhìn chăm chú vào hắn. Tứ Cẩu đứng ngay tại trước chánh tông, thần sắc biến đổi, cười hi hi nói, chúng ta tiến hành một trận tỷ võ hữu hảo có được không? Sắc mặt chánh tông lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu lời nói của Tứ Cẩu. Tứ Cẩu tiếp tục cười nói, trước khi bắt đầu, chúng ta bắt tay trước chứ. Hắn đưa tả thủ ra, chánh tông nhìn nhìn hắn, cũng quay đầu nhìn nhìn thủ lĩnh, chỉ thấy thủ lĩnh thanh niên gật nhẹ, chánh tông cũng đưa tả thủ ra bắt tay Tứ Cẩu, đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay cực kỳ đau đớn. Ngươi không có cơ hội đâu. Chánh tông lập tức vung đao chém Tứ Cẩu, kim thương trong tay Tứ Cẩu đã biến thành một luồng kim mang xung thiên phóng lên cao, thân ảnh nhanh chóng đến đằng sau chánh tông, đồng thời hữu thủ đưa ra chụp tới cổ tay phải chánh tông, làm cho chánh tông nhất thời không động đậy được. Ngươi, tạp trùng, đồ đánh lén. Quên không nói cho ngươi một điều, ta chính là bang chủ anh minh nhất của cái bang. Một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng xuống thiên linh cái của chánh tông, thôn dã bên cạnh chánh tông đại kinh, nâng đao định chém Tứ Cẩu. Tiếng sấm đột nhiên rền vang lên, tay áo bên phải của Hy Bình bị chấn rách bay tứ tán, lúc thôn dã động thủ, quyền đầu cường đại của hắn chớp nhoáng đánh mạnh vào cổ tay phải cầm đao của thôn dã. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, tay cầm đao của thôn dã và chuôi đao đồng thời vỡ nát, huyết nhục bắn ra tung tóe. Thôn dã nhịn đau xuất quyền, tả quyền mãnh liệt đánh vòng vào thái dương huyệt của Hy Bình. Hy Bình trầm người xuống, quyền đầu của thôn dã trượt qua đỉnh đầu của hắn. Trong chớp mắt, Hy Bình giữ nguyên tư thế bước tới ba bước. Thôn dã không kịp phản ứng, Hy Bình cúi xuống, quyền đầu với tốc độ không thể so sánh đánh tới não đại của hắn. Một quyền này không có tiếng sấm đi kèm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có chăng, chỉ là để phát tiết thú tính. Bình, một tiếng, quyền đầu đánh thẳng vào đầu của thôn dã. Óc trắng, máu đỏ, hỗn hợp trắng đỏ hòa lẫn vào nhau từ não của thôn dã bắn mạnh ra. Tiếng kinh hô cùng vang lên. Đông Dương Nhân cùng rút kiếm hướng tới Hy Bình và Tứ Cẩu ồ ạt tiến tới. Bên này bọn người của Phong Nhân Viện phía trước liền nghênh đón, hai bên lập tức khai chiến. Nhưng Hy Bình như đang say máu, quyền đầu đánh tới cái đầu vỡ nát của thôn dã đã không dừng lại, tại đó đã không còn là đầu lâu hoàn chỉnh. Có chăng chỉ là một lỗ sâu lớn, quyền đầu nhanh mạnh như không dừng lại đánh thành một lỗ trên mặt đất. Phía xa Mộng Hương cùng Bão Nguyệt nhìn chúng nhân tàn sát lẫn nhau cùng với bộ dạng phát cuồng của Hy Bình, Bão Nguyệt nói, tỷ tỷ, ta muốn đến nhìn hắn. Nước mắt nàng chảy xuống, nàng luôn cảm nhận được nỗi thống khổ của Hy Bình. Mộng Hương ôm Bão Nguyệt, nói, đừng đi, hắn không nhận ra muội đâu, hiện hắn khả năng đã mất lý trí. Tại căn phòng đó,
quyền của hắn đánh tới ta tuy có lôi thanh, nhưng mắt hắn vẫn bình thường, không có màu huyết quang như hôm nay. Hiện tại hắn như một con dã thú điên cuồng, không còn nhân tính. Kỳ quái là, khi trước hắn xuất quyền cùng với lôi thanh bạo phát, y phục toàn thân hắn đều bị chấn nát, sao vừa rồi chỉ chấn nát tay áo. Bão Nguyệt cuối cùng cũng minh bạch tại sao lúc Hy Bình và Mộng Hương trong căn phòng đó lại xuất hiện tiếng sấm, cũng hiểu rõ ràng tại sao Hy Bình lại lõa thể đi ra ngoài như thế. Tỷ tỷ, chúng ta không giúp ư. Mộng Hương nói, không ích gì đâu, tuy cao thủ bên Đông Dương Nhân chưa ra tay, nhân số xuất động còn lớn hơn võ lâm tứ đại thế gia, thực đã là không tốt, hơn nữa Độc Cô Phách với Đỗ Thanh Phong và Vương Ngọc Phân mấy người còn chưa xuất thủ, tại sao chúng ta phải lo? Nếu như tứ đại võ lâm thế gia sợ Đông Dương Nhân, họ đã không tới như thế này. Phải biết rằng, trong Long Thành, tứ đại võ lâm thế gia ít nhất cũng có 300 người, Độc Cô Phách đã mang khoảng 100 môn đồ tới, thêm nữa cái bang nhân số trên 1.000, chỉ cần 100 người xuất thủ thôi cũng đủ để dẫm nát chúng như dẫm đậu phụ thối. Nhưng hiện tại họ chưa xuất thủ, có thể thấy bọn họ không để trăm gã Đông Dương vào mắt. Trong đám người Phong Nhân Việt, không kẻ nào tốt cả. Lúc này, vài tiếng la hoảng vang lên, ai ya? Đại ca, một tiếng hét vang lên. Chỉ thấy một thiếu nữ Đông Đảo vô danh đã nhanh như chớp không biết lúc nào đã đến phía sau Hy Bình vung đao nhằm bối tâm hắn chém xuống. Chúng nhân muốn cứu cũng không được. Tiểu Nguyệt không màng thân đang hãm tại trùng trùng bao vây, phi thân tới Đông Dương thiếu nữ. Nhưng mũi đao đó đã cắm vào lưng Hy Bình, thiếu nữ đó run lên, vì đao trên tay nàng ta không thể nào tiếp tục đâm sâu hơn nữa. Lực phản chấn cường đại gần như làm đao trong tay nàng bị chấn bay. Hy Bình đột nhiên hồi thủ, song nhãn huyết hồng ngước nhìn thiếu nữ, miệng hống lên một tiếng, lật tay chụp lấy mũi đao, cùng lúc đó, kiếm của Tiểu Nguyệt hướng bối tâm của thiếu nữ đâm thẳng tới, thiếu nữ đại kinh, tả thủ nhanh như chớp nhằm Tiểu Nguyệt vung lên, phóng ra một thứ ám khí gọi là thủ lý kiếm phi trúng cánh tay phải của Tiểu Nguyệt. Tức thì Tiểu Nguyệt kêu lên đau đớn, nội lực đứt đoạn, rơi xuống đất. Không tự lượng sức a, thiếu nữ kinh hô. Khi nàng ta quay lại, Hy Bình đã cầm mũi đao nhổ ra khỏi lưng, ả chỉ thấy trong tay đau nhói, vũ sĩ đao rời khỏi tay ả tới tay Hy Bình. Cùng lúc ấy, thân hình cao lớn đã đứng trước mặt ả, đao quang lóe lên, trong lúc ả còn đang kinh ngạc, Hy Bình cười điên cuồng tay cầm đao chặt vào chiếc cổ trắng trẻo thon thả của ả, tức khắc huyết quang bắn vọt lên trời, thiếu nữ đầu một nơi người một nơi. Hy Bình hữu thủ rung động. Đao trong tay bị vứt ra rất xa, hai tay hắn vừa kịp giữ lấy thi thể thiếu nữ không cho ngã xuống, đoạn hai tay cầm lấy hai cánh tay của thiếu nữ không đầu, hét lên một tiếng, hai tay kéo mạnh ra hai bên, hai cánh tay của thiếu nữ cũng như đầu ả bị xé ra khỏi thân thể. Anh tử, thanh niên vừa rồi đứng bên cạnh thiếu nữ này vung đao phi tới Hy Bình. Sơn Bổn, quay lại, Mỹ Hạnh tử sợ hãi la lên. Nhưng tên thanh niên đã lăng không phi tới. Một đao nhằm đầu Hy Bình chém xuống. Lúc này, mắt Hy Bình xạ hồng quang, sắc mặt lập tức trắng như tuyết phát tán hàn khí mờ nhạt. Hắn hú lên, bằng bản năng phản kích của dã thú, thân ảnh loang loáng vọt lên phía trước, phát sau tới trước, song thủ chụp tới hai chân của Sơn Bổn còn đang vung đao tới giữa không trung, cùng với đà tiến của Sơn Bổn, hai lực mạnh mẽ tương phản cộng hưởng làm cho xương cốt Sơn Bổn gãy nát cùng với một tiếng la thảm, hắn không kịp quay đao đánh trả. Đã bị Hy Bình cầm thân thể hắn quăng ra xa, đập vào tường của Phong Nhân Viện, não tung máu chảy, tính mạng ô hô. Ngươi là đồ dã thú, ta giết ngươi. Mỹ Hạnh tử la khóc rút kiếm vào tới Hy Bình lúc này đã phát cuồng. Thanh niên thủ lĩnh biến sắc, phi thân giữ Mỹ Hạnh tử lại, đồng thời hét, chỉ thương quân, dẫn người toàn lực giết hết bọn chúng. Lệnh phát ra, rất đông Đông Dương Nhân không màng sanh tử, cùng vung đao hướng Hy Bình. Đỗ Thanh Phong hét lớn, tiến lên. Lời của hắn vừa phát ra, những cao thủ Phong Nhân Viện phía trước chưa động thủ xông thẳng tới, lúc này Hy Bình đã hòa vào đám đông Đông Dương Nhân, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, thân người liên tục cùng các loại bộ phận như thiên nữ tán hoa rơi rụng khắp mặt đất. Huyết phú tinh phong, gió tanh mưa máu. Huyết tựa tàn dương. Chậm đã, đừng qua đấy. Lôi long, các ngươi quay lại, nhanh. Đỗ Thanh Phong kinh hãi hét to. Lúc này chỉ thấy Hy Bình trong đám đông, thấy người là đánh, đánh tới là nát, đao của bọn Đông Dương Nhân chém vào người hắn cũng không thể khiến hắn dừng lại. Mỗi quyền hắn xuất ra tựa hồ làm đầu một người vỡ tung, Đỗ Thanh Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao đám lang cẩu ở lang đạo tựa như bị mãnh thú xé xác. Cảnh tượng như vậy thật quá khủng bố. Toàn bộ quay lại,
thủ lĩnh Đông Dương Nhân cũng hạ lệnh triệt thoái. Đám đông nhanh chóng tan rã, trên mặt đất thông thoáng chợt hiện ra một đạo hoa ảnh. Mỹ Hạnh Tử. Chính là Mỹ Hạnh Tử, ngay khi ca ca của ả lơi lỏng lại đơn độc đánh tới Hy Bình, trong lúc kiếm của ả đâm tới ngực Hy Bình, thì tả trưởng của Hy Bình mạnh mẽ phách tới tay cầm kiếm của ả, hữu quyền nhằm mặt ả kích thẳng tới.